Cẩn Huyên gấp lên, khom người bái thật dài, vội vàng khẩn cầu. Mong rằng Mạc Đại Sư viện thủ, Cẩn Huyên không tiếc thiên kim cầu một vật, kính xin Mạc Đại Sư xem qua. Mạc Hoa Nguyên mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Cho dù ngươi xuất ra cửu giai huyền khí cũng vô dụng. Cẩn Huyên mở tay ra, một đạo hào quang màu tím từ trong nhẫn bay ra ngoài, rơi vào án trước mặt Mạc Hoa Nguyên. Đây là tiểu đỉnh tinh xảo linh khí bức người, đỉnh tạo hình ba chân, là ba thiếu nữ nửa thân trần, hoặc dùng vai, hoặc dùng hai tay nâng thân đỉnh, vừa nhìn qua có hào quang từng hồi. Tử đỉnh vừa hiện ra, hào quang bốn màu bao phủ tầm mắt mọi người. Đặc biệt là Mạc Hoa Nguyên, không thể không nhìn qua, thân thể của hắn ngây ngốc, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, kinh hãi kêu lên. Bát giai thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà ra sư luyện chế năm đó. Hai mắt Lý Vân Tiêu tỏa sáng, tử đỉnh này chính là tinh phẩm trong bảo đỉnh, với ánh mắt của hắn cũng cảm thấy thủ pháp của người luyện chế cực cao, tuyệt đối xuất từ tay danh gia, rồi sau đó Cẩn Huyên nói một câu làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Cẩn Huyên nhìn qua bộ dáng khiếp sợ của Mạc Hoa Nguyên, trong nội tâm thở ra, cười nói. Đúng vậy, đây chính là bát giai thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh mà sư tôn Mạc Đại Sư luyện chế ra. Tháng trước khi Vạn Bảo Lâu tiến hành đấu giá, Cẩn Huyên không tiếc bất cứ giá nào mua được. Mạc Hoa Nguyên lúc này không nhịn được chảy nước mắt, yêu thương vuốt ve tử đỉnh, thì thào lẩm bẩm. Sư phó, đồ nhi đã tấn cấp bát giai, có thể quay trở về thánh vực hay không? Cẩn Huyên nói khẽ. Những năm gần đây Tử Vân Thương Hội cũng đặc biệt lưu ý tin tức của Viên Cao Hàn Đại Sư, nhưng chẳng khác gì đá chìm vào đáy biển, chẳng nghe được chút tin tức nào. Lý Vân Tiêu cả kinh há to mồm, hơi có vẻ ngây ngốc, kinh ngạc nói. Hắn, sư phó của hắn là. Cẩn Huyên nhìn qua Lý Vân Tiêu, cho rằng hắn bị danh hào của Viên Cao Hàn làm khiếp sợ, cười nói. Đúng vậy, chính là cửu giai đại thuật luyện sư đã nhiệm chức trưởng lão trong Lam Tuyết Thánh thành Viên Cao Hàn đại sư. Mạc Hoa Nguyên thở dài. Gia sư 10 năm trước tuyên bố bế quan, trùng kích vô thượng đỉnh phong thuật đạo, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan. Ánh mắt của hắn nhìn qua thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh, tràn đầy vẻ tôn kính cùng thành kính. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy nội tâm vô lực, nếu như để cho hắn biết tinh quang hồn thể của Viên Cao Hàn bị mình nhốt trong giới thần bi, không biết hắn có dốc sức liều mạng với hắn hay không. Hắn lập tức truyền âm vào trong giới thần bi, nói. Lão Viên, người có đồ đệ tên là Mạc Hoa Nguyên không? Ân, như thế nào? Ồ, đây, đây không phải Hoa Nguyên sao? Người đang ở nơi nào, thành Nam Hỏa? Chuyện này không có gì nghi ngờ, Lý Vân Tiêu mặt đen lại, nói. Đồ đệ của ngươi rất xấu, cái giá đỡ rất lớn a. Ha ha, hắn vậy mà tấn chức bát giai sao? Không tệ, có thể trở về thánh vực. Viên Cao Hàn cao hứng, cũng không lên tiếng, tiếp tục nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương. Hắn xem ra, nhìn thấy ái đồ đã lâu không gặp đều không bằng nghiên cứu hồ lô tiểu kim cương a. Lý Vân Tiêu. Ta nói Lão Viên, hắn lúc trước phạm sai lầm gì mà ngươi muốn giáng chức hắn từ thánh vực đưa tới nơi chim không thèm ỉa này thế? Viên Cao Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên, trầm tư một lát, nói. Đồ đệ của ta thiên phú rất cao, kiệt ngao bất tuần, ta vì luyện tâm tính của hắn cho nên bảo hắn đi tới thành Nam Hỏa. Sau khi nói xong, im lặng không nói. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, biết rõ tình huống chân thật chắc chắn sẽ không đơn giản như thế. Nhưng nếu hắn không nói thì mình không nên hỏi. Viên Cao Hàn im lặng hồi lâu, lại nói một câu. Đồ đệ của ta là con của thành chủ thành Hắc Thiết. Cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua Mạc Hoa Nguyên, đúng thế, tên này có vài phần tương tự với tên kia, khó trách ban đầu còn cảm thấy quen thuộc, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Đại Sư, người có biết Mạc Tiểu Xuyên hay không? Mạc Hoa Nguyên còn kinh ngạc nhìn qua thiên vũ luân chuyển từ kim đỉnh, đắm chìm trong hồi ức, nghe thấy Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra thì như bị điện giật, hai mắt bắn ra tinh quang nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, nói từng chữ. Ngươi nói cái gì, ngươi là người nào? Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, không biết tại sao hắn có phản ứng lớn như thế, cau mày nói. Ta và Mạc Tiểu Xuyên là quen biết cũ, nghe nói Mạc Đại Sư cũng là người thành Hắc Thiết, cho nên mới hỏi thăm. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng cười khẩy nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng nhận quen đại ca ta. Ngữ khí của hắn băng lãnh, mang theo lửa giận, lạnh lùng nói.
Nếu như nghe ngóng tung tích của đại ca ta, ta không thể không xem ngươi là địch nhân. Tiêu Diệt. Lý Vân Tiêu vô cùng ngạc nhiên, thì ra Mạc Tiểu Xuyên là đại ca của hắn, hắn là đồ đệ Viên Cao Hàn, như vậy tính ra cũng xem Nhô Láp người một nhà. Hắn có chút sờ không được ý nghĩ, những người này vì sao thần thần bí bí, muốn tiếp tục truy vấn nhưng nhìn qua ánh mắt băng hàn thấu xương của người ta, giống như muốn giết hắn, muốn nói lại thôi. Trong lòng Cẩn Huyên gấp gáp, cũng không biết Lý Vân Tiêu làm sao chọc giận Mạc Hoa Nguyên, sợ đánh loạn hào khí nàng vất vả tạo nên, vội vàng nói. Mạc đại sư bớt giận, vị bằng hữu của ta còn trẻ không hiểu chuyện, mong được tha thứ. Sắc mặt Mạc Hoa Nguyên lúc này mới nhu hòa hơn, tay phải vuốt ve Thiên Vũ Luân Chuyển Tử Kim Đỉnh, khẽ thở dài. Cẩn Huyên hội trưởng, vốn người đưa tác phẩm đắc ý của gia sư tới, phần nhân tình này ta cho dù thế nào cũng phải trả. Nhưng mà lần này thứ cho ta thực bất lực. Cẩn Huyên trong nội tâm cả kinh, sợ hãi nói. Mạc đại sư, ngài, rốt cuộc là chuyện gì mà ngài không viện thủ? Mạc Hoa Nguyên trầm mặc một hồi, thở khẽ nói. Nguyên nhân trong đó không tiện nói tỉ mỉ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết là ai ngăn cản ta viện thủ, là Lôi Phong Thương Hội. Cái gì, dĩ nhiên là Lôi Phong Thương Hội. Cổ Sâm giận tím mặt, tức giận toàn thân phát run, nói. Khó trách đi mượn truyền tống đại trận bọn chúng lại qua loa ta, Tử Vân Thương Hội tuy dựa vào Thiên Nguyên Thương Hội, nhưng chưa bao giờ trở mặt với bọn chúng, vì sao phải khó xử chúng ta như thế? Mạc Hoa Nguyên lạnh nhạt nói. Đây cũng là chuyện giữa thương hội các ngươi, ta làm sao có thể biết được? Cẩn Huyên trầm giọng nói. Mong Mạc đại sư nghĩ lại, Lôi Phong Thương Hội có thể cho Mạc đại sư ngươi, Tử Vân Thương Hội cũng nhất định sẽ cho. Mạc Hoa Nguyên lắc đầu nói. Các ngươi cho không được. Lý Vân Tiêu thật sự nhìn không được, nói. Cẩn Huyên, nói chuyện với tên này làm cái gì, người ta đã không quản rồi. Hắn giơ tay lên vỗ vào tử đỉnh, nhắc lên muốn đi. Cái này, Thiên Vũ Luân Chuyển Tử Kim Đỉnh gia sư. Mạc Hoa Nguyên khẽ giật mình, hai tay muốn đoạt lại. Lý Vân Tiêu che tử đỉnh trước người, tay trái ngăn hắn lại, trợn mắt nói. Cái gì gia sư, đây là của Cẩn Huyên. Nàng ra giá cao mua được từ Vạn Bảo Lâu. Cái này. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua phía Cẩn Huyên, ngượng ngùng nói. Cẩn Huyên hội trưởng, Thiên Vũ Luân Chuyển Tử Kim Đỉnh bao nhiêu tiền, ta mua. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi nói mua là mua sao? Được a, một ức cực phẩm nguyên thạch, có thì cầm đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Mạc Hoa Nguyên nổi giận đùng đùng, không để ý tới hắn, mà là nhìn Cẩn Huyên nói ra. Cẩn Huyên hội trưởng, ngươi ra công đạo giá a. Tuy tác dụng thực tế của tử đỉnh thật lớn, nhưng với ta mà nói ý nghĩa kỷ niệm càng lớn hơn. Cẩn Huyên đang muốn mở miệng, Lý Vân Tiêu kéo nàng lại, kéo nàng ra sau mình, trừng mắt nhìn Mạc Hoa Nguyên, lạnh lùng nói. Ngươi thằng ngu này không giúp được cái gì, làm gì phải bán tử đỉnh cho hắn. Lão tử lấy về làm bóng đá không được sao, đừng có lại ngươi ngươi gì đó, lão tử không ăn bộ này của ngươi. Cái này. Mạc Hoa Nguyên vẻ mặt tức giận, rồi lại không lời nào để nói. Nói cũng đúng vậy à, bản thân mình không giúp đỡ, người ta làm gì phải nịnh nọt ngươi, giao hảo cùng ngươi, hắn cũng không biết làm sao. Cẩn Huyên nói, Mạc đại sư, mặc dù không thể toàn lực ra tay, chỉ cần có thể chỉ điểm một hai, Cẩn Huyên cũng vô cùng cảm kích, Thiên Vũ Luân Chuyển Tử Kim Đỉnh cũng dâng lên hai tay. Nàng lấy trong nhẫn ra vài thứ gì đó, từng cái bày ra trên bàn trà. Theo thứ tự là huyền khí cùng đan dược, tổng cộng là 10 dạng, phân ra làm hai. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, hắn lập tức phát hiện một vài vấn đề. Hai hàng đồ vật căn bản như nhau, nhưng mà sắp xếp phía trên lại cao hơn phía dưới, thủ pháp luyện chế cũng cao hơn. Cẩn Huyên trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, thở dài. Mạc đại sư thỉnh xem, năm thứ này là sản phẩm chủ yếu do Tử Vân Thương Hội luyện chế ra, cũng chiếm một nửa lợi nhuận của thương hội. Mà bây giờ thương hội khác có sản phẩm mới, không có danh tiếng gì, trước kia chưa từng nghe qua, lại dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay vượt qua rất nhiều thương hội, hơn nữa làm chúng ta chấn động là, thương hội này dường như chuyên môn nhắm vào chúng ta, cơ hồ tất cả sản phẩm đều giống như đúc chúng ta, nhưng mà... Nàng nói đến đây, thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt đỏ rực, hai tay trắng nõn nắm chặt lại. Lý Vân Tiêu nói tiếp, nhưng mà phẩm chất của chúng lại cao hơn một bậc. Hắn cũng hiểu khi bày ra năm đồ vật này,
phía trên là của thương hội kia, mà phía dưới có lẽ chính là Tử Vân thương hội. Cẩn Huyên cắn răng nói. Không chỉ phẩm chất cao hơn một bậc, hơn nữa giá bán còn tiện nghi hơn. Nàng cầm một viên đan dược, nói. Ví dụ như tứ chuyển chân đan, công hiệu có thể giúp võ giả dưới võ tông thời điểm đột phá tăng lên tỷ lệ 5% đến 20%, giá bán là 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Sau đó cầm lấy viên tứ chuyển chân đan khác, trong mắt đầy lệ khí, giọng căm hận nói. Nhưng tứ chuyển chân đan của bọn chúng lại đạt tới ngũ chuyển, đủ để đề cao võ giả dưới võ tông khi đột phá lên 12% đến 25%, hơn nữa giá bán chỉ có 280 vạn trung phẩm nguyên thạch. Tuy chỉ tăng thêm 2% tới 5%, nhưng mà nó đã vô cùng nghịch thiên, huống chi giá còn tiện nghi hơn. Công hiệu mạnh hơn, giá bán rẻ hơn, đây là điểm chí mạng. Cẩn Huyên oán hận nói. Nếu như chỉ một loại tứ chuyển chân đan cũng thôi, đây cũng không sao. Sản phẩm không bằng người, chỉ có thể tự tìm nguyên nhân. Nhưng càng đáng giận là, tất cả sản phẩm của bọn chúng lại nhắm vào Tử Vân thương hội. Sản phẩm thuật lụa của chúng ta có 72 loại, bọn hắn cũng có đúng 72 loại, một cái không nhiều, một cái không ít, hơn nữa đều đối ứng với chúng ta. Ngay cả mấy nơi mà Tử Vân Thương Hội phân bố thu mua khoáng thạch và linh thảo trên đại lục Thiên Vũ cũng có bọn chúng thành lập phân hội, dùng giá cao hơn thu mua của chúng ta. Cơ hồ tất cả những điểm này là dồn chúng ta vào chỗ chết. Mạc Hoa Nguyên cũng cau mày, cầm ai thanh trường kiếm ngũ giai cẩn thận quan sát, nói. Có nên sử dụng tài liệu tốt hơn, tiến hành cạnh tranh. Cẩn Huyên cắn răng nói. Ban đầu chúng ta cũng cho rằng như thế, ý định do bọn chúng đi. Loại cạnh tranh này hao tốn của cải thật lớn, nếu như Tử Vân Thương Hội luyện chế ra sản phẩm trình độ này, bán với giá của bọn chúng, mỗi tháng ít nhất phải lỗ lã 1 tỷ trung phẩm nguyên thạch, đây còn chưa tính khấu hao các phân đoạn, căn bản không phải một thương hội có thể gánh nổi. Ổ Sâm đột nhiên nói, hội trưởng đại nhân, hiện tại xem ra, thương hội này có phải là một thương hội con của Lôi Phong Thương Hội hay không? Hiện tại tình cảnh của chúng ta như thế, Lôi Phong Thương Hội đối nghịch với chúng ta ở khắp nơi. Còn uy hiếp Mạc Hoa Nguyên đại sư. Hơn nữa cạnh tranh ác ý này cũng chỉ có Lôi Phong thương hội mới có thực gánh chịu lỗ như thế. Mạc Hoa Nguyên nhướng mày, không vui nói. Ta thực sự không phải bị bọn chúng uy hiếp, mà là theo như nhu cầu, bọn chúng đưa ra đồ vật ta không cách nào cự tuyệt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể khẳng định là vậy, nhưng thực sự không phải là cạnh tranh ác tính, thủ pháp luyện chế trong sản phẩm của bọn chúng vượt qua các ngươi một bậc. Hơn nữa lựa chọn tài liệu sử dụng cũng không quý hơn các ngươi. Cũng nói đúng hơn, thành phẩm của bọn chúng đúng là thấp hơn các ngươi đấy. Mạc Hoa Nguyên sững sờ, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Tiêu một lát, kinh ngạc nói. Ngươi nhìn ra, Lý Vân Tiêu cầm một kiện hai in khớt trong tay, không mặn không nhạt nói. Đoán, Mạc Hoa Nguyên nghe xong nội tâm khó chịu, Lý Vân Tiêu thái độ dầu muối không tiến làm hắn khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Năm món đồ vật đối lập, hắn cũng loáng thoáng cảm thấy một ít không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nghe Lý Vân Tiêu vừa nói như vậy, cảm giác thật có chuyện như vậy, không chỉ dùng tài liệu có cải biến rất nhỏ, hơn nữa thủ pháp luyện chế vô cùng cao minh. Mạc Hoa Nguyên tức giận hừ lạnh nói. Đoán, vì cái gì ta đoán không được, người có thể đoán được. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, nói. Thuật luyện chi đạo. Không phải chỉ có tài liệu và thủ pháp hay loại hay sao? Ngươi đoán không ra còn không biết xấu hổ nói ra. Cái này, ngươi, Mạc Hoa Nguyên á khẩu không trả lời được, cảm giác hắn tức chết mất, nhưng cũng không thể phản bác. Cẩn Huyên vội vàng nói. Mạc đại sư không cần thiết trách móc, Vân Thiếu hắn còn trẻ không hiểu. Mạc Hoa Nguyên phất phất tay, ngắt lời nói. Không nói cái này, Tử Vân Thương Hội cũng không phải không có thuật luyện sư như ta. Vì sao phải phí nhiều công sức tới tìm ta? Nếu là bát giai thuật luyện sư khác giải quyết không được, ta cũng bất lực. Cẩn Huyên thận trọng nói. Đúng vậy, Tử Vân Thương Hội cũng có một vị bát giai thuật luyện đại sư, nhưng hắn không cách nào phân tích ra thành phần phối trí trong sản phẩm này. Mà vị đại sư kia chỉ điểm ta đến tìm ngài, bởi vì ngươi nắm giữ phương pháp nghịch luyện. Mạc Hoa Nguyên cùng Lý Vân Tiêu đồng thời biến sắc, thần sắc khác nhau. Cái gọi là phương pháp nghịch luyện chính là luyện chế ngược, ban đầu ở vực ngoại tinh không, Viên Cao Hàn trực tiếp luyện kim sắc hồn nô trở thành linh hồn lực tinh khiết, đó là phương pháp nghịch luyện. Nhưng mà người nắm giữ thuật đạo này cực nhỏ,
hơn nữa công dụng thập phần có hạn. Nhưng dùng để phân tích thành phần nguyên liệu ngược lại là cực kỳ hữu dụng. Trong tay Mạc Hoa Nguyên cầm một viên tứ chuyển chân đan, cẩn thận xem xét một phen, nói. Phương pháp nghịch luyện ta nắm giữ cũng có hạn, mấu chốt nhất là ta không thể giúp ngươi, nếu không ước định giữa ta và Lôi Phong Thương Hội sẽ hết hiệu lực. Cẩn Huyên khẩn trương nói. Thỉnh đại sư giúp ta phân tích 5 kiện sản phẩm này là được. 5 đồ vật này chính là sản phẩm hạch tâm của Tử Vân Thương Hội, là thứ bán chủ yếu trên thị trường, tạm hoãn một hơi. Sau khi vượt qua Thương Minh Lưỡng Hội lần này, chỉ cần Thiên Nguyên Thương Hội có thể ổn định địa vị, lại chậm rãi thu hồi thị trường khác. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Cẩn Huyên, ngươi cầu hắn được gì chứ? Hắn không phải không giúp, mà là không có bổn sự này à. Cho dù Viên Cao Hàn ở đây, cũng không cách nào nghịch luyện nguyên liệu 5 kiện này đâu. Sắc mặt Mạc Hoa Nguyên đại biến, tức giận nói. Ngươi dám gọi thẳng kỳ danh gia sư, lớn mật, vô lễ. Lý Vân Tiêu khinh miệt khinh thường nói. Viên Cao Hàn, ta hô đấy, như thế nào? Ngươi giết ta hay sao? Ngươi có bổn sự này sao? Ngươi! Mạc Hoa Nguyên tức giận toàn thân run rẩy, chưa từng có người nào dám kích thích hắn như thế. Lý Vân Tiêu thực lực võ tông ngũ tinh hắn nhìn ra, nhưng chính hắn cũng chỉ là võ tông nhất tinh mà thôi, tuy hồn lực chiếm ưu thế rất lớn, nhưng mà không cho rằng có thể vượt qua 4 tinh giết người. Tại thành Nam Hỏa này, địa vị của hắn độc nhất vô nhị. Bất luận thế lực nào cũng cho hắn mặt mũi, cho nên trong tiểu viện không có hộ vệ, bởi vì căn bản là không cần, không có kẻ nào ngu ngốc dám đắc tội hắn, nhưng lần này hắn gặp phải Lý Vân Tiêu. Ngươi đừng vội dùng khích tướng ta tuyệt sẽ không mắc lừa. Tuy Mạc Hoa Nguyên nổi giận, nhưng tự xưng là xem thấu thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói ra. Trong giới thần bi trong cũng truyền ra tiếng cười to của Viên Cao Hàn. Ha ha, tiểu tử, muốn khích tướng đồ đệ của ta, ngươi kém xa lắm. Trong giọng nói đầy đắc ý, hiển nhiên rất hài lòng với biểu hiện của Mạc Hoa Nguyên. Lý Vân Tiêu duỗi một ngón tay ra, lung lay cười khẩy nói. Khích tướng, ngươi có tư cách này sao? Viên Cao Hàn tự mình đến còn không sai biệt lắm, không vội tức giận, không tin có dám đánh bạc với ta một hồi. Mạc Hoa Nguyên nghe xong thất khiếu bốc lửa, giận quá thành cười nói. Ha ha, đánh bạc với ngươi, chẳng lẽ là muốn đánh bạc ai ngu hơn, ta đây cam bái hạ phong. Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi, nói. Ngươi không biết nếu bị sư phụ của ngươi nhìn thấy bộ dáng ngu xuẩn của ngươi, hắn sẽ rất thương tâm sao? Ta đánh bạc phân tích 5 loại sản phẩm này với ngươi, ai phân tích nhanh nhất toàn bộ nhất thì thắng. Mạc Hoa Nguyên cười to nói. Ha ha, còn không phải phép khích tướng, chờ ta phân tích ra. Người thua cắn thua, có cái gì đâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Nếu ta thua, đầu cho ngươi. Nếu ngươi thua, chỉ cần ta còn ở thành Nam Hỏa một ngày, ngươi phải cúi đầu nghe lệnh ta, như thế nào? Đồ đệ Viên Cao Hàn không muốn tranh giành khẩu khí cho sư phụ hay sao? Trong nội tâm Mạc Hoa Nguyên chấn động, đồng tử mở to, giật mình nói. Ngươi nói cái gì? Thua mang đầu cho ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Bộ dáng tức giận đã không tồn tại, mà chuyển biến thành khiếp sợ và nghi hoặc to lớn. Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác cũng không phải thằng ngu chỉ biết đâm đầu tới, thái độ bất cần đời này là thạo đời nhân tình và một loại khí chất khó nói nên lời. Hắn thân là bát giai thuật luyện sư, tuy không cách nào xem thấu tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng lại cảm giác được điểm bất phàm. Cũng bởi vì như thế, cho nên đối phương nói dùng tánh mạng làm tiền đặt cược. Làm cho hắn khó có thể tin. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bước ra một bước, mỉm cười nói. Có dám đánh bạc hay không? Đánh bạc vinh quang của đệ tử Viên Cao Hàn, ngươi không muốn thắng danh dự cho sư phụ của ngươi sao? Để cho hắn nhìn thấy ngươi có đầy đủ thực lực, đủ để quay về thánh vực. Thần sắc Mạc Hoa Nguyên trầm xuống, nghiêm nghị quát. Đừng vội cầm danh hào sư tôn ta ra nói chuyện. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Khiêu chiến này ta tiếp. Vốn ngươi không có tư cách khiêu chiến ta, nhưng mà ngươi nhiều lần nói năng lỗ mãng phạm húy sư tôn ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay tất phải lấy đầu của ngươi xuống, dùng máu ngươi lau khô những lời bất kính vừa rồi. Cẩn Huyên khẩn trương, không thể ngờ Lý Vân Tiêu liều lĩnh như thế, chuyện đột nhiên biến thành thế này, nàng vội vàng ngăn lại nói. Mạc đại sư, Vân thiếu hắn. Không cần nhiều lời, ta đã tiếp thu khiêu chiến. Hắn phất tay ngăn Cẩn Huyên lại.
ngạo nghễ ngóc đầu lên, nói. So thế nào? Trong lòng Cẩn Huyên cảm giác vô lực, sớm biết như thế không mang Lý Vân Tiêu tới. Trong nội tâm nàng âm thầm cảnh giác, cho dù đắc tội Mạc Hoa Nguyên cũng không thể để Lý Vân Tiêu gặp chuyện không may, nếu không sẽ ảnh hưởng tới Thương Minh Lưỡng Hội, đến lúc đó Thiên Nguyên Thương Hội sụp xuống thì bọn họ cũng chẳng dừng chân được. Trong giới thần bi có tiếng của Viên Cao Hàn truyền ra, vô cùng cả kinh, nói. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn tỉ thí với đồ đệ của ta. Hơn nữa dùng đầu của ngươi, hẳn là ngươi muốn thi triển kế đùa nghịch. Hắn tuyệt không cho rằng Lý Vân Tiêu có thể thắng đồ đệ của mình, nghĩ vậy tiểu tử quỷ kế đa đoan, lập tức trầm giọng khẽ nói. Ta mặc kệ ngươi làm như thế nào, đừng vội tổn thương đệ tử ta. Lý Vân Tiêu truyền âm qua, hừ lạnh nói. Ngươi mở to mắt ra mà xem ta đánh bại đồ đệ của ngươi thế nào, hồn lực cao thực sự không phải quyết định tất cả nhân tố, đồ đệ của ngươi vừa tấn cấp bát giai không lâu a, nên để ta dạy cho một bài học, không thu phí. Ngươi! Viên Cao Hàn tức cười im lặng, Lý Vân Tiêu nói hắn tự nhiên hiểu, nhưng đây là so lý giải thuật đạo, tuy có thể dùng kỹ pháp đền bù hồn lực chưa đủ. Nếu đồ đệ mình là bát giai thuật luyện sư, hơn nữa có chân truyền của mình, kỹ pháp tự nhiên không kém hơn kẻ nào. Hắn xác thực rất ngạc nhiên Lý Vân Tiêu có biện pháp gì đánh bại hắn. Giờ phút này tên đã lên dây, Lý Vân Tiêu chỉ vào năm vật phẩm kia, nói. Dùng phương pháp đơn giản nhất a, ngươi chọn một vật. Để Cẩn Huyên đưa ra tài liệu giống nhau, ta và ngươi đồng thời tiến hành luyện chế, ai luyện được phẩm chất cao hơn thì thắng. Tất cả mọi người chấn động, nói như vậy hoàn toàn không tồn tại trục lợi, khảo nghiệm là thực lực chỉnh thể của thuật luyện sư, là phương thức tỉ thí công bằng nhất. Nếu như nói Lý Vân Tiêu thắng trong cuộc tỉ thí này, như vậy trực tiếp có thể nói thuật đạo của hắn còn trên Mạc Hoa Nguyên. Viên Cao Hàn cũng ngây ngốc, sắc mặt của hắn âm trầm, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên muốn đùa nghịch thủ đoạn. Nhưng không biết hắn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ gì đối phó Hoa Nguyên có thể tiếp được không? Trong lòng sinh ra lo lắng, nhưng không biết vì sao, hắn còn có chờ mong, rất muốn nhìn một chút thành tựu của đồ đệ mình đạt tới mức nào. Tốt, ngươi rất tốt. Mạc Hoa Nguyên tức giận nói. Ngươi lại dám đùa nghịch ta sẽ chơi tới cùng với ngươi, đây là ngươi tìm đường chết, chẳng trách người khác. Hắn lấy một thanh dao găm tinh xảo ra. Rút ra khỏi vỏ cắm lên bàn, nói khẽ. Hàn Châu chủy thủ này năm đó sư tôn ban cho ta, đợi lát nữa dùng nó lấy đầu của ngươi. Mạc Hoa Nguyên liếc mắt nhìn qua năm kiện vật phẩm, tùy ý chọn một cái, nói. Tứ chuyển chân đan, Cẩn Huyên hội trưởng, kính xin cung cấp hai phần tài liệu. Cẩn Huyên cực kỳ không muốn tận lực tránh hai người xung đột, từ chối nói. Mạc Đại Sư. Trên người của ta cũng không có mang theo tài liệu tứ chuyển chân đan, tỉ thí này thôi đi, Vân Thiếu hắn. Được rồi. Mạc Hoa Nguyên trầm giọng tức giận nói. Ngươi không có, ta có. Hắn quát to. Tiểu Huyền tử, tới. Thiếu niên canh cửa tham lam háo sắc chạy vào, nghe Mạc Hoa Nguyên phân phó mang theo hai phần dược liệu giống nhau, cổ quái nhìn qua hào khí trong phòng, co cổ lại, cẩn thận lui tới một góc phòng. Hắc hắc, vị đại sư này. Hai phần tài liệu ngươi kiểm tra đi, sau đó mời chọn trước. Mạc Hoa Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giận quá thành cười nói. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua, đã biết rõ tài liệu không có cổ quái, phong khinh vân đạm cười nói. Tùy ý. Hừ. Mạc Hoa Nguyên hừ một tiếng, hắn cũng lười nói thêm cái gì, trực tiếp cua một phần tài liệu, dùng hồn lực bao trùm, cứ lăng không tinh luyện ra. Hắn hiện tại cảm thấy nói nhiều với Lý Vân Tiêu một câu cũng phiền, thầm nghĩ tranh thủ thời gian đánh bại hắn, sau đó lấy đầu của hắn, thời điểm chém đầu hắn xuống, hắn có còn như hiện tại hay không? Lý Vân Tiêu mỉm cười, lơ đễnh, nếu thái độ Mạc Hoa Nguyên còn nói cái gì nữa mới thật sự là kỳ quái. Hắn chậm rãi làm toàn thân trầm tĩnh lại, muốn từ luyện chế đánh bại một gã bát giai thuật luyện sư, cho dù là vừa mới tiến giai độ khó rất lớn. Hắn phải toàn lực ứng phó, quát khẽ. Yêu Long, dung hợp. Trong linh hồn truyền ra âm thanh cực kỳ mất hứng của Yêu Long, thậm chí mang theo tức giận, nói. Đừng không có việc gì thì chơi dung hợp, về sau không phân ra được thì tìm nơi khóc đi. Đây chính là thuật luyện sư, người xem không vừa mắt thì trực tiếp kéo vào giới thần bi mà hành hạ. Không nên phí thời gian như thế. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Bảo ngươi dung hợp thì dung hợp đi. Nói nhảm nhiều thế làm gì? Yêu Long rơi vào đường cùng,
chỉ có thể dần dần dung hợp với linh hồn Lý Vân Tiêu, một hồn lực yêu dị tăng lên. Viên Cao Hàn nhìn thấy hồn kỹ chiến pháp của hắn cho nên không cảm thấy kỳ quái, chỉ âm thầm khen. Mượn nhờ hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc tăng cường linh hồn lực, chiêu này thật sự là diệu thủ không tệ, biện pháp này có lẽ sẽ mở ra một biện pháp khác tăng thực lực của thuật luyện sư cũng không chừng. Bốn người trong phòng yên tĩnh lại, trơ mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu hóa. Khuôn mặt thanh tú trở nên yêu dị, trên người còn sinh ra từng khối lân giáp, hiệu quả thị giác cực kỳ rõ ràng. Đây là yêu tộc bí pháp. Mạc Hoa Nguyên cả kinh, cũng không phải hắn bị vẻ ngoài chấn nhiếp, mà là cảm nhận được hồn lực đối phương tăng lên, tốc độ tăng lên cực nhanh, nội tâm thất kinh nói, đây là yêu tộc bí pháp gì? Xem bộ dáng của hắn, hình như là Long Duệ A. Lục giai đỉnh phong, dừng lại không? Mạc Hoa Nguyên vẫn luyện chế không đếm xỉa tới, lại vừa lưu ý biến hóa của Lý Vân Tiêu, thời điểm hồn lực đạt tới lục giai đỉnh phong thì dừng lại. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đi lên phía trước, cũng cầm một đống tài liệu lăng không luyện chế. Cái gì, hắn cũng không cần đỉnh lô. Mọi người giật mình, đặc biệt là Mạc Hoa Nguyên, sắc mặt của hắn trầm xuống, đối phương hoàn toàn muốn đứng cùng khởi điểm với hắn mà tỉ thí. Trong mắt bát giai thuật luyện sư hắn là chuyện cực kỳ vũ nhục, hừ một tiếng rồi không quan tâm tới Lý Vân Tiêu, mà là tăng thêm tốc độ cô đọng tài liệu trong tay. Tuy là lăng không luyện chế, nhưng thủ pháp của hai người hoàn toàn khác nhau. Nhìn Mạc Hoa Nguyên thì rực rỡ muôn màu đẹp hơn nhiều, mỗi một động tác cực kỳ đẹp mắt, động tác tinh tế giống như trong sách giáo khoa vậy, cho người ta cảm giác mỹ diệu. Mà Lý Vân Tiêu hoàn toàn trái lại, mỗi một động tác cực kỳ khô khan, giống như bắt chước bừa, sử dụng chính là phi hoa lạc tuyết 12 thức trụ cột luyện chế thủ pháp, mang cho người ta cảm giác cứng ngắt. Tiểu huyền tử vốn bị hồn lực của hắn làm chấn động. Cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, nghĩ tới vừa rồi mình bất kính với mấy người này, có khả năng vì vậy mà đắc tội một đại thuật luyện sư, nhưng giờ phút này nhìn thấy thủ pháp luyện chế của hắn thì cảm thấy tức cười bật cười, so ra còn không bằng hắn. Mạc Hoa Nguyên cũng nhìn qua, sau đó ngạc nhiên thì tiếp tục luyện chế, nhưng không bao lâu lại nhìn vài lần, nội tâm sinh ra cảm giác cổ quái, cảm giác cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng không đúng thế nào thì không rõ. Lần nữa xem vài lần. Xác nhận không có vấn đề thì mặc kệ. Tuy Cẩn Huyên không phải thuật luyện sư, nhưng mình không ăn qua thịt heo, cũng thấy heo chạy, thủ pháp của Lý Vân Tiêu vừa ra, lập tức cao thấp lập phán, nàng vỗ trán của mình, biết rõ xong đời. Hơn nữa nội tâm vạn phần nghi ngờ, loại trình độ này còn không bằng nhiều kẻ tầm thường, tại sao Linh Nhi chọn chúng hắn? Trong giới thần bi, đột nhiên Viên Cao Hàn mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu, người học phi hoa lạc tuyết 12 thức từ ai thế? Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, lạnh lùng nói. Người có phải muốn ta nói chuyện phiếm, làm cho ta phân thần, giúp đồ đệ ngươi thủ thắng? Viên Cao Hàn trầm mặc, hắn cũng biết loại tỉ thí này không được phép phân tâm, nhưng mà nội tâm nghi vấn càng ngày càng nặng. Tuy động tác của Lý Vân Tiêu nhìn rất ngốc, nhưng không có sai lầm mảy may, hơn nữa mỗi động tác hóa giải ra, kết nối cùng nhau không sinh ra trúc trắc. Nhìn kỹ thì phát hiện là hồn nhiên thiên thành. Những điểm này cũng không phải trọng yếu nhất là thậm chí Mạc Hoa Nguyên còn bỏ qua chính là tài liệu tinh luyện trong tay Lý Vân Tiêu, tốc độ cùng độ tinh khiết dần dần vượt qua Mạc Hoa Nguyên, cũng nói cho đúng hơn, ở cửa tinh luyện tài liệu Lý Vân Tiêu cũng đã thắng được đối phương. Chuyện này làm cho Viên Cao Hàn cho dù thế nào cũng khó tiếp nhận được, chiết xuất tài liệu bình thường đều chiết xuất hơn 90% đã đạt tới cấp bậc đại sư. Tới trình độ của Mạc Hoa Nguyên thậm chí thể tiếp cận 95%, nhưng cửa ải này cũng không phải mấu chốt thắng bại, cho nên mặc dù là tỉ thí, cũng rất ít người chú ý vấn đề tinh luyện. Nhưng không chú ý cũng không có nghĩa là cửa ải này dễ dàng. Viên Cao Hàn ngưng mắt nhìn qua, hắn rõ ràng phát hiện Lý Vân Tiêu chiết xuất tài liệu cao hơn Mạc Hoa Nguyên không ít, đạt tới 100%. Loại chênh lệch này, sau khi đạt tới 95% độ tinh khiết thì rất khó xuất hiện. Đặc biệt là chênh lệch giữa hai thuật luyện sư không lớn, bất luận là khâu nào cũng trở thành mấu chốt của thắng bại. TT tương đương. Sau khi hoàn thành chiết xuất, trên ngón tay Mạc Hoa Nguyên sinh ra một đám hỏa diễm màu lam nhạt, không ngừng phóng đại trên không trung, màu sắc trở nên tươi đẹp, đang đốt tài liệu vừa chiết xuất. Đúng vậy, yêu thú cửu giai thiên phạm yêu viêm câu nội hỏa, những năm gần đây đã được Hoa Nguyên luyện hóa triệt để. Viên Cao Hàn lộ ra vẻ tán thưởng. Sắc mặt ngưng trọng lúc trước bị quét sạch, cuộc tỉ thí này không có chút lo lắng gì. Nhưng mà hắn đột nhiên giật mình một cái,
nghĩ đến trong giới thần bi ẩn chứa thần hỏa kinh khủng, toàn thân của hắn run lên. Hắn sẽ không thi triển Phượng Hoàng chân hỏa đấy chứ? Nếu thật sự là như thế, như vậy vấn đề hỏa diễm hoàn toàn vượt qua thiên phạm yêu câu nội hỏa, lấy được ưu thế thật lớn. Chẳng lẽ Phượng Hoàng chân hỏa là chỗ dựa của tiểu tử này? Trên hỏa diễm áp chế tuyệt đối, có thể vượt qua hồn lực bù đắp chênh lệch hai giai sao? Trên mặt Viên Cao Hàn cũng kinh nghi bất định, dù sao thập giai hỏa diễm hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chỉ nhìn thấy trong một ít tư liệu lẻ tẻ mà thôi. Rốt cục Lý Vân Tiêu cũng hoàn thành chiết xuất, một đám hỏa diễm bắn ra từ mi tâm, nó chỉ lớn như móng tay, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cẩn Huyên chỉ cảm thấy nội tâm tuyệt vọng, vốn cho rằng tiểu tử này khí chất phi phàm, hơn nữa nói chuyện hò hét châu bò, bao nhiêu sẽ có chút bản lĩnh thật sự. Hiện tại xem ra, hại ta không ít, còn có thể hại Thiên Nguyên Thương Hội. Ngay lúc nàng nghĩ ngợi lung tung, hỏa diễm thiêu đốt. Hỏa diễm nhỏ như móng tay bắt đầu đốt tài liệu, phanh một tiếng như pháo hoa nở rộ, thôn vệ tất cả tài liệu vào trong, thiêu đốt tài liệu không dư thừa chút nào. Đột nhiên đồng tử Viên Cao Hàn co lại, loại khống chế tinh diệu này không có thiên truy bách luyện là không làm được. Mà Lý Vân Tiêu hai tay trắng nõn, căn bản không giống như người luyện tập thường xuyên. Chuyện này không chỉ Viên Cao Hàn, Mạc Hoa Nguyên ý thức được không đúng, sắc mặt bắt đầu đại biến. Hắn hoảng sợ phát hiện, thiên phạm câu viêm nội hỏa của hắn đang rời xa hướng Lý Vân Tiêu, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Hỏa diễm đã sớm bị hắn luyện hóa tâm thần hợp nhất, trực tiếp cảm nhận được ý sợ hãi của hỏa diễm, tuyệt đối là uy áp đẳng cấp áp chế, làm cho hỏa diễm của mình sợ hãi. Cái này, Mạc Hoa Nguyên triệt để ngây ngốc, ngay cả luyện chế cũng quên, hai tay dừng một lát. Nhưng đây chính là thiên phạm câu viêm nội hỏa đấy, trên đời này còn có thể có hỏa diễm áp chế nó hay không? Mặc dù trên đại lục còn có mấy đóa hỏa diễm cửu giai đỉnh phong, cũng chỉ cùng cấp mà thôi, dù có cao hơn một chút cũng không có khả năng sinh ra uy áp đẳng cấp A. Có thể áp chế hỏa diễm cửu giai, hỏa diễm khủng bố như thế trừ thập giai thần cảnh chi hỏa thì không có thứ gì khác. Chi? Mạc Hoa Nguyên hít khí lạnh, trừ cảm thấy toàn thân sợ run ra, còn có khó nói nên lời. Không thể ngờ trong sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy hỏa diễm thập giai, mà làm cho hắn im lặng là, chính mình vào lúc này đang tỉ thí với chủ nhân hỏa diễm thập giai. Càng thêm chóng mặt là, chủ nhân hỏa diễm thập giai chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi. Rung động trong lòng sinh ra, tuy luyện chế tứ chuyển chân đan cực kỳ đơn giản, nhưng mà bắt đầu phạm sai lầm. Tiểu huyền tử ở xa xa không rõ vấn đề hỏa diễm, thấy Mạc Hoa Nguyên dừng lại, cả kinh kêu lên. Sư phó, ngươi luyện chế. Trong nội tâm Mạc Hoa Nguyên cả kinh, lúc này mới kịp phản ứng, mình vẫn đang tỉ thí, nếu như bại, danh dự bản thân bị hao tổn là chuyện nhỏ, mấu chốt là danh dự của sư tôn, còn có thứ kia, nhất định không thể có ngoài ý muốn. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn làm tinh thần chấn động, bắt đầu bài trừ tạp niệm. Đối với hắn mà nói, đây là tỉ thí không thể thua. Từ khi Phượng Hoàng chân hỏa xuất hiện, hắn liền thu lòng khinh thị, bắt đầu vô cùng thận trọng. Người có thể thu hỏa diễm thập giai, hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng có thể khẳng định đây không phải kẻ tầm thường. Hơn nữa hiện tại thiên phạm câu viêm nội hỏa bị ảnh hưởng, không thể toàn tâm khống chế, mặc dù hắn là bát giai thuật luyện sư cũng có khả năng thất bại. Nghĩ đến điểm này, trong nội tâm càng là khẩn trương lên, vội vàng dùng hồn lực bao quanh nội hỏa, hình thành một vòng phòng ngự, ngăn cách khí tức Phượng Hoàng chân hỏa phát ra. Lúc này mới khiển hỏa diễm của hắn bình thường trở lại, kéo quá trình luyện chế từ biên giới thất bại trở về. Ổ Sâm buồn khổ nói. Hội trưởng đại nhân, Vân Thiếu sợ rằng xong đời rồi, ngươi nhìn hỏa diễm của Mạc Đại Sư, chợt trái chợt phải tùy ý đùa bỡn, hơn nữa thần thái nhẹ nhõm đến cực điểm. Vân Thiếu chỉ có một chút hỏa diễm như thế đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, giống như duy trì không được. Mạc Hoa Nguyên đỏ mặt lên, hiện ra một tia giận dỗi. Còn tưởng rằng Ổ Sâm đang có ý châm chọc hắn, tức giận hừ một tiếng, chuyên tâm ngưng luyện. Cẩn Huyên nhíu mày, tuy nàng cảm thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu có chút khoa trương, nhưng Mạc Hoa Nguyên hình như cũng trở nên không đúng, dường như không có nhẹ nhàng thoải mái như lúc trước, ngược lại ngưng trọng và kiên quyết. Nàng nhìn Ổ Sâm nói. Đừng vội nói lung tung, mà lại nhìn đi, kết quả chưa biết, ai biết tình huống thế nào, ta và ngươi đâu phải thuật luyện sư. Hừ. Một tiếng hừ mỉa mai vang lên, tiểu huyền tử vẻ mặt đăm chiêu, tràn đầy khinh thường cười khẩy nói.
hai vị còn ngây thơ cho rằng tên kia có thể thắng gia sư hay sao? Cổ Sâm đã sớm không có hảo cảm với hắn, lạnh lùng nói. Ít nhất Vân Thiếu còn thắng ngươi a, tuổi chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, thực lực thì ngươi còn không nhìn thấy bóng lưng của người ta. Hừ, thực lực mạnh thì thế nào, lần này mà thua thì đầu rơi xuống đất. Trên mặt Tiểu Huyền Tử đầy vẻ âm hiểm, trong mắt mang theo độc ác. Lý Vân Tiêu xuất hiện làm hắn cảm thấy áp lực, dĩ vãng cảm giác sự ưu việt không còn sót lại chút gì cả. Trong lòng Cẩn Huyên căng thẳng, nhìn qua Ổ Sâm, truyền đạt tin tức, suy nghĩ hai người như nhau, cho dù như thế nào cũng phải bảo trụ tính mạng của Lý Vân Tiêu. Quá trình nung khô hoàn thành, bắt đầu tiến vào quá trình cô đọng, đây là khâu trọng yếu nhất, so đấu là hồn lực và thủ pháp của thuật luyện sư, cũng là thời khắc mấu chốt quyết định thắng thua. Lý Vân Tiêu hít một hơi, thi triển Huyễn Ba Thiên Kinh quyết sở trường của mình, bộ pháp quyết này là do hắn sáng chế ra, dùng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa trọng yếu nhất có thể vận dụng mỗi tia hồn lực tới cực hạn, không lãng phí một phần một hào. Hắn và Mạc Hoa Nguyên chênh lệch hai giai hồn lực, đây cũng là điểm gian nan nhất, chỉ có mỗi một động tác đều vận dụng đến cực hạn, hơn nữa Mạc Hoa Nguyên lúc trước khinh địch và không sao cả, làm hắn có hy vọng thắng. Huyễn Ba Thiên Kinh quyết của Cổ Phi Dương a. Viên Cao Hàn khẽ chau mày, lẩm bẩm. Lúc trước Cổ Phi Dương tại Hóa Thần Hải truyền nghiệp thụ đạo, thật có rất nhiều người học bộ pháp quyết này, nhưng mà... Trong lòng của hắn khiếp sợ càng lớn, sau khi bộ pháp quyết này lưu truyền ra hắn cũng nghiên cứu một thời gian ngắn, hơn nữa cũng có tâm đắc nhất định, bây giờ nhìn Lý Vân Tiêu thi triển đi ra, dường như còn lĩnh ngộ trên cả mình. Chính mình chính là cửu giai đại thuật luyện sư A, tuy là công pháp của người khác, nhưng một trận trăm thông, rất nhiều thứ chỉ cần nhìn là hắn thấy chân tủy. Nhưng sau khi thấy Lý Vân Tiêu thi triển thì hắn cảm thấy lĩnh ngộ và lý giải của mình chưa đủ, cùng với lúc trước sử dụng 12 thức phi hoa lạc tuyết trụ của thuật luyện chi pháp, cũng cảm giác đối phương lĩnh ngộ trên mình, điểm này hoàn toàn không có đạo lý, không có khả năng a. Hai thủ pháp này đều là Cổ Phi Dương sáng tạo ra, chẳng lẽ hắn là đồ đệ của Dương Địch? Nhưng mặc dù là Dương Địch cũng chưa chắc có thể làm ra tinh túy, hàm ý cỡ này. Những thứ này không quan hệ tới đẳng cấp thủ pháp. Hoàn toàn là lĩnh ngộ thuật đạo, phải có cơ chí vô thượng và khổ tu thiên truy bách luyện mới có thể đạt tới. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Trong lòng Viên Cao Hàn sinh ra nghi hoặc nồng đậm, thiếu niên mười mấy tuổi đạt tới hồn lực lục giai cũng đã khó hiểu, không cách nào dùng hai chữ thiên tài để hình dung, nếu như có thể đánh bại bát giai thuật luyện sư, loại tình huống này hắn không dám suy nghĩ tiếp. Cho tới bây giờ, hồn lực của Lý Vân Tiêu chưa đủ đã lâm vào hoàn cảnh xấu, tốc độ càng ngày càng chậm. Dùng hồn lực của hắn hiện tại luyện ra tứ chuyển chân đan dễ dàng, nhưng mà muốn đánh bại Mạc Hoa Nguyên, nhất định phải tăng phẩm chất đan dược lên cực phẩm trong cực phẩm, thậm chí là hơn cả cực phẩm. Muốn như thế trong quá trình cô đọng phải dùng pháp quyết và hồn lực loại bỏ tạp chất, hơn nữa làm cho các loại tài liệu đạt tới độ dung hợp tốt nhất, trong đó kể cả thuộc tính tương sinh tương khắc, trình tự dung hợp đều có tỷ lệ phần trăm, còn cần có thực lực cường đại mới làm tinh chuẩn như thế. Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngừng phân tích và điều phối tỷ lệ nguyên liệu, thời gian dung hợp, hoàn thành từng thứ một. Tốc độ phi thường chậm chạp, người ngoài xem ra chính là một đám nguyên liệu không ngừng dung hợp, mà Mạc Hoa Nguyên bên kia hiển nhiên nhanh hơn nhiều. Mặc dù là Tiểu Huyền Tử cũng nhìn không ra mánh khóe, trên mặt đầy đắc ý, thỉnh thoảng trái hừ hừ phải hừ hừ, mắt nhìn qua Cẩn Huyên hai người. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua bên phía Lý Vân Tiêu, lập tức đồng tử co rút lại. Tầm mắt của hắn không phải Tiểu Huyền Tử có thể so sánh, thoáng cái đã nhìn ra thủ pháp cao minh và vận dụng hồn lực của Lý Vân Tiêu rất cao, qua sợ hãi, thủ pháp bối rối vài lần, xuất hiện không ít sai lầm rất nhỏ. Viên Cao Hàn cau mày, hơi thở dài một hơi, nghĩ thầm, Hoa Nguyên vẫn luôn bế quan tu luyện, mỗi lần luyện chế chưa từng có người ngoài quấy rầy. Trong khi tỷ thí thiếu đi kinh nghiệm lâm trận đối địch, từ khi bắt đầu tới giờ, ít nhất bị hành vi của đối phương làm phân tâm 5 lần. Mỗi một lần đều sinh ra sai lầm rất nhỏ trong luyện chế. Nếu thực lực hai người ngang nhau thì ván này đã thua rồi. Trái lại Lý Vân Tiêu, từ khi luyện chế cho tới bây giờ, cơ hồ tất cả tinh khí thần toàn bộ chuyên chú vào nguyên liệu trước mặt, thậm chí còn không có liếc mắt nhìn Mạc Hoa Nguyên, giống như trong thiên địa chỉ có mình hắn tồn tại. Loại chuyên tâm này càng không giống như tỉ thí, mà là một mình đang hưởng thụ niềm vui luyện chế. Đây mới là thuật luyện sư thuần túy. Ngay cả Viên Cao Hàn vào lúc này cũng phải sững sốt, giống như nhìn thấy bóng dáng thuật đạo trên người Lý Vân Tiêu, là ảnh thu nhỏ truy tìm thuật đạo của ngàn vạn thuật luyện sư.
Cái này, Viên Cao Hàn triệt để ngây ngốc, có cảm giác khó nói nên lời. Hắn phát hiện Mạc Hoa Nguyên trừ hồn lực toàn thắng Lý Vân Tiêu ra, cũng không còn có gì đáng nói, thậm chí còn có điểm kém qua xa. Mặc dù là chính mình nếu áp chế hồn lực ở lục giai đỉnh phong, có thể thắng hắn sao? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, lập tức hù dọa hắn hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện mặc dù là chính mình, dùng trạng thái hồn lực trước mắt của Lý Vân Tiêu cũng không có nắm chắc làm tốt như vậy. Chuyện này có ý nghĩa trên thuật đạo Lý Vân Tiêu đã không thua gì tồn tại cửu giai như hắn. Khiếp sợ. Viên Cao Hàn giờ phút này trừ cực độ khiếp sợ ra, hắn sợ hãi chính là trên đời này làm sao có tồn tại nghịch thiên như thế. Trong mấy ngàn năm qua của Đại lục Thiên Vũ, thậm chí là hơn vạn năm qua, thiên tài có thể ghi vào sử sách rất đông, sáng giá nhất chính là Diệp Thiên Nam luyện chế ra Nặc Á Chi Chu. Nhưng mặc dù là Diệp Thiên Nam cũng tuyệt không khả năng ở tuổi này mà có thiên phú như thế. Mạc Hoa Nguyên cũng cảm giác mình hoảng loạn rồi, hắn dần dần phát hiện Lý Vân Tiêu thi triển như lưu thủy hành vân, trong đó ẩn chứa thuật đạo thậm chí là mình cũng theo không kịp. Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm đầy trán, quần áo dần dần bị mồ hôi ướt nhẹp. Tâm của hắn không yên, giờ phút này hắn có thể ngăn cản thất bại chính là chênh lệch hai giai hồn lực. Trong lịch sử thuật đạo, còn chưa từng nghe nói qua có người kém hai giai còn có thể toàn thắng, ngay cả hắn cũng tin tưởng như thế. Nhưng hiện tại phát hiện đối phương trừ hồn lực ra, thậm chí lĩnh ngộ thuật đạo, thủ pháp luyện chế và khống chế tinh vi đều vượt qua bản thân mình. Đúng như Viên Cao Hàn lo lắng, Mạc Hoa Nguyên chưa bao giờ trải qua tràng diện tỉ thí thuật đạo như vậy, hơn nữa còn là tỉ thí cực kỳ không đối xứng, trong nội tâm vừa loạn, lập tức phạm sai lầm liên tục. Ngay cả Tiểu Huyền Tử và Cẩn Huyên cũng nhìn ra, lộ ra thần sắc khó hiểu. Qua cửa ải cô đọng này, phẩm chất đã định ra. Tứ chuyển chân đan chỉ là tứ chuyển chân đan, không cách nào trải qua lôi kiếp rèn luyện, cho nên cuối cùng lúc ngưng hình tăng phẩm giai lên không lớn. Đột nhiên Lý Vân Tiêu mở miệng nói ra. Nếu như Mạc Đại Sư ngay cả cửa ải cô đọng cũng thất bại, đó là triệt để bại. Nếu như nói đồ đệ Viên Cao Hàn chỉ có bổn sự như thế, ta sẽ rất thất vọng. Về sau nhìn thấy hắn, ta cũng sẽ không có dùng ánh mắt tôn kính nhìn hắn đâu. Toàn thân Mạc Hoa Nguyên chấn động. Giống như có dòng điện chạy qua người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây là tỉ thí tuyệt đối không được thua. Vinh dự của sư tôn, còn có hứa hẹn với Lôi Phong Thương Hội, những thứ này còn trọng yếu hơn mạng của hắn, cho dù là chết cũng không thể thua. Trong mắt Mạc Hoa Nguyên bắn ra hai đạo tinh quang, sợ hãi và bối rối đã quét sạch, thủ pháp của hắn dần chậm lại, thân thể dần dần tiến vào trạng thái tâm bình khí hòa, không bao giờ bị ngoại giới quấy nhiễu nữa, khí chất đã biến đổi. Cẩn Huyên cùng Tiểu Huyền Tử ba người đều mở to mắt, nghe không rõ ràng cho lắm. Hình như là Lý Vân Tiêu đang giáo huấn Mạc Hoa Nguyên, mà Mạc Hoa Nguyên thì im lặng tiếp nhận, chuyện này làm cho bọn họ hoàn toàn không hiểu gì cả. Thần sắc Viên Cao Hàn càng ngày càng ngưng trọng, tuy Mạc Hoa Nguyên vào lúc này đã rớt lại phía sau không ít, nhưng bằng vào bát giai hồn lực, chỉ cần phía sau không phạm sai lầm, muốn chuyển bại thành thắng vẫn có hy vọng. Nhưng làm cho Viên Cao Hàn cảm thấy thập phần phiền muộn là cuộc tỉ thí này tiết tấu dường như hoàn toàn bị Lý Vân Tiêu khống chế trong tay, tất cả đều lấy hắn làm trung tâm, Mạc Hoa Nguyên giống như biến thành phụ gia. Loại hiện tượng này cực dễ dàng xuất hiện khi tình huống hai người chênh lệch quá lớn, đều lấy người thực lực mạnh làm chủ đạo, hiện tại hoàn toàn ngược lại. Quá trình cô đọng dần dần tiến tới cuối cùng, hai người nhanh chóng tiến vào quá trình ngưng hình. Tuy Mạc Hoa Nguyên trên đường phạm quá nhiều sai lầm, nhưng mà tốc độ còn vượt qua Lý Vân Tiêu một bậc. Hắn đột nhiên mở miệng nói. Từ khi bắt đầu tới bây giờ, chiết xuất, cô đọng, ta đều thua. Ngươi rất cường đại, thực rất cường đại tới mức ta không biết phải làm sao. Hắn vừa mới mở miệng, lập tức làm cho Cẩn Huyên, Ổ Sâm cùng Tiểu Huyền Tử chấn động, ba người ngây ngốc giống như mất đi năng lực suy nghĩ. Mạc Đại Sư nói cái gì? Nói hắn thua, Lý Vân Tiêu cường đại đến làm cho hắn không biết làm sao. Ba người biểu lộ ngây ngốc. Trong mắt mở to không nhúc nhích. Ta cũng không có khoa trương, ngươi tuyệt đối là người trẻ tuổi có thuật đạo đệ nhất nhân của thiên võ giới này. Mạc Hoa Nguyên không chút nào tiếc rẻ tán thưởng của mình, sắc mặt trầm xuống, ngưng giọng nói. Nếu ban đầu ngươi không nhắc nhở ta, tùy ý ta bối rối, cuộc tỉ thí này ngươi thực sự đã thắng. Nhưng mà, ta nên cảm ơn ngươi, kịp thời kéo ta từ trạng thái phân tâm trở về, cho nên kết quả là ngươi thua, nhưng mà ta sẽ không lấy mạng của ngươi. À, hẳn là ngươi có thủ đoạn ở quá trình ngưng hình sao?
Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, không cho là đúng, bây giờ đã tiến vào trạng thái chạy nước rút, trong sản phẩm dưới ngũ giải của thuật đạo, bởi vì không có lôi kiếp cho nên rất ít xảy ra biến hóa lớn. Mà giờ khắc này hắn luyện chế đan dược có phẩm chất cao hơn Mạc Hoa Nguyên không ít, chỉ cần mãi cho đến cuối cùng không xảy ra sai lầm gì, chính là hắn thắng, mà với thuật đạo của hắn, hắn không cho rằng mình có sai lầm gì. Đúng vậy, dưới ngũ giải khi ngưng hình không có lôi kiếp, lôi phù là một loại, hỏa diễm cường đại là một loại. Ngươi mặc dù có thần hỏa thập giai, nhưng ta đã sớm nhìn ra hồn lực của ngươi trèo trống không nổi, không có khả năng thi triển khi ở trạng thái chạy nước rút này. Về phần lôi phù, nó là đồ vật tiểu hài tử mới sử dụng, năm đó ta rời khỏi thánh vực thì sư tôn truyền thụ cho ta một vật. Trong mắt Mạc Hoa Nguyên mang theo tự tin cường đại, vào thời khắc này, hắn giống như đã chiến thắng, dùng tư thái của người chiến thắng nhìn qua Lý Vân Tiêu, khôi phục tự tin bát giai thuật luyện sư nên có. Trong lòng Lý Vân Tiêu trầm xuống, tự tin này không phải giả bộ mà có, mà nhất định là nắm chắc bài, hắn lập tức truyền âm hỏi. Lão viên, ngươi truyền thụ cho hắn thứ gì? Nhanh nói ra đi, nếu ta thua thì ngươi cũng xong đời. Trong mắt Viên Cao Hàn mang theo hào quang vui sướng, cười to nói. Ha ha, chẳng lẽ hắn thực nắm giữ? Không tệ, không hổ là đệ tử ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi đổi, ngay cả Viên Cao Hàn cũng nói như thế. Xem ra thật có chút danh đường rồi, hắn không tự giác cảnh giác lên. Mạc Hoa Nguyên giơ tay lên, hai ngón tay nhẹ nhàng niết một cái, lập tức một đạo kim quang bắn ra từ lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ thành văn tự kim quang sáng lạn trên không trung. Hai ngón tay của hắn biến đổi, tụ rồi mở ra lần nữa, lại một đạo quang mang bay lên, xuất hiện một văn tự có hào quang nhu hòa. Đúng là kim sắc thượng cổ khoa đầu văn. Hơn nữa trừ một chữ Viên Cao Hàn truyền thụ cho Lý Vân Tiêu ra. Duy nhất còn lại cái thứ hai, chính là hai văn tự hắn nắm giữ sâu nhất, chính là pháp quyết thời điểm kết đan. Mà âm phù tối nghĩa trong miệng Mạc Hoa Nguyên vang lên, hai tay lập tức biến hóa, hai thượng cổ kinh văn trực tiếp đánh vào trong nguyên liệu, đan khí không ngừng tăng lên, phẩm chất dần dần ngưng thực, đan hương bắn ra bốn phía. Ha ha, tiểu tử, nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ ra a, người thua chắc rồi. Viên Cao Hàn nhìn không được cười ha hả. Tuy trên đường vẫn là Lý Vân Tiêu chiếm thượng phong, nhưng kết quả vẫn là đồ đệ hắn thắng, làm sư phó tự nhiên cao hứng. Lý Vân Tiêu cũng thầm kêu không tốt, thời điểm hai khoa đầu văn kia xuất hiện, hắn đã cảm thấy tình huống không đúng. Tình thế hiện tại nghịch chuyển, ánh mắt của hắn trầm xuống, hắn thu hồi tâm tư lại, huyễn ba thiên kinh quyết không ngừng tăng thêm tốc độ, huyễn hóa ra tầng tầng ảo ảnh. Viên Cao Hàn vui vẻ nói. Vô dụng, huyễn ba thiên kinh quyết tuy cường đại. Nhưng cũng chỉ có Cổ Phi Dương là cửu giai thuật luyện sư sáng chế, mà đồ nhi ta thi triển chính là áo ngãi thần cảnh. Trừ phi ngươi có thể thi triển như Cổ Phi Dương, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng mà chuyện này sao có thể? Lý Vân Tiêu không nói một lời, một đạo linh hồn trực tiếp hiện ra trong giới thần bi, bắt đầu thi triển đại diễn thần quyết, mà đối ứng, từ bản thể của hắn có hào quang thượng cổ kinh văn hiện ra, mặc dù không có văn tự lăng không xuất hiện, nhưng lại có hàm ý khó nói nên lời. Vào thời điểm này tỏa ra hào quang thần thánh. Ngươi, Viên Cao Hàn cùng Mạc Hoa Nguyên đồng thời cả kinh, Mạc Hoa Nguyên không rõ vì cái gì huyễn ba thiên kinh quyết lại sinh ra hiệu quả như thế, mà Viên Cao Hàn thì biết rõ, đây là bản thể cùng phân thân đồng thời thi triển thuật đạo khác nhau, sinh ra hiệu quả điệp ra, Lý Vân Tiêu có hồn lực một số gần như khô kiệt, nhưng mà dùng phân thân lại có thể duy trì một lúc. Nhưng làm cho Viên Cao Hàn dần dần biến sắc là, hồn lực của Lý Vân Tiêu vào lúc này không chỉ không có khô kiệt, nếu không chậm rãi tích xúc, chứa đựng, chuẩn bị làm một kích cuối cùng. Xảy ra chuyện gì, đây là pháp quyết gì? Trong lòng Viên Cao Hàn tràn đầy nghi hoặc. Ngươi thực thắng sao, bổn tọa cả đời này còn chưa bao giờ thua qua, bất kể là ngươi hay bất cứ kẻ nào. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng, trong hai mắt bắn ra hào quang như ánh sao, mỗi động tác đều có kim quang của văn tự sáng lên. Động tác cả huyễn ba thiên kinh quyết thi triển vô cùng kỳ diệu, làm cho người xem chung quanh cảm thấy từ xa tới gần, giống như không ở trong không gian này, nó như không tồn tại. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua thủ pháp của Lý Vân Tiêu thì hoảng sợ thất sắc, huyễn ba thiên kinh quyết hắn cũng được nhìn thấy nhiều lần, nhưng có thể thi triển tới trình độ này thì hắn chưa thấy qua. Vẻ mặt Viên Cao Hàn ngây ngốc, thần sắc khiếp sợ từ từ tản ra, trong mắt bắn ra một đạo quang mang, hắn dường như hiểu cái gì. Vừa rồi Lý Vân Tiêu nói câu kia, hắn cảm thấy vô cùng quen tai, hơn nữa trí nhớ thập phần khắc sâu,
trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Thời điểm hắn thi triển Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết Thần Hồ Kỳ Kỹ, trí nhớ trong đầu rốt cuộc mở ra. Vào mấy chục năm trước có một đại sự kinh động thiên hạ. Trong tinh nguyệt ảo cảnh của yêu tộc đột nhiên xuất hiện một thuật luyện đại sư kỳ tài kia xuất nhất mấy ngàn năm qua ngả, xuất lĩnh rất nhiều thuật luyện sư yêu tộc cùng nhau tiến đến Hóa Thần Hải khiêu khích. Bốn Hóa Thần Hải chỉ cười xùy với chuyện này, căn bản cũng không có để vào mắt. Xem mặt mũi đối phương là cửu giai thuật luyện sư, lúc này mới phái một cửu giai thuật luyện sư vừa tấn cấp tới đối phó, kết quả một trận chiến này cửu giai thuật luyện sư kia bại thương tích đầy mình, tức giận thổ huyết bỏ mình. Lúc này khiến cao tầng Hóa Thần Hải coi trọng, dù sao mỗi một cửu giai thuật luyện sư đều là tài phú khó có thể thay thế. Cứ như vậy không hiểu thấu tổn thất một người, làm cho cao tầng Hóa Thần Hải thập phần tức giận, vì vậy ý định giáo huấn yêu tộc cuồng vọng một chút. Vì vậy phái thuật luyện sư kế tiếp ra trận chính là trưởng lão hơn 200 tuổi, tinh nghiên cửu giai đã hơn trăm năm, rất nổi danh, tại tổng bộ Hóa Thần Hải có đãi ngộ gần bằng hội trưởng. Nhưng mà kết quả, không chỉ vị thuật luyện sư này bại hoàn toàn, kế tiếp càng phái tồn tại khác mạnh hơn, thẳng đến phó hội trưởng tự mình xuất chiến vẫn thất bại xong việc. Trong vòng 7 ngày, thắng liên tiếp 5 người tại Hóa Thần Hải, đều là đại thuật luyện sư nổi danh. Lần này thiên hạ phải sợ hãi. Không chỉ có Hóa Thần Hải mặt không ánh sáng, vinh dự chỉnh thể của nhân tộc cũng mất sạch, trong lúc nhất thời cả thiên hạ đều sôi trào. Nhân tộc vẫn tự cho rằng mình là chủng tộc bá chủ chính thống trong thiên võ giới, còn yêu tộc, hải tộc các loại đều bị xem là dị loại, từ trước đến nay không nhìn quá nhiều. Nhưng không thể ngờ lúc này dị loại khiêu khích, vậy mà không người có thể tiếp. Nếu trong thuật đạo cùng võ đạo hai đại lĩnh vực, nhân tộc bị đánh bại liên tiếp, còn có mặt mũi gì đáng nói. Mà từ trước tới nay Hóa Thần Hải và Thánh Vực rốt cục ngồi không yên, phái rất nhiều thuật luyện sư tiến lên trợ trận. Lúc ấy lĩnh quân chính là vị đại nhân kia ẩn ẩn được vinh danh là thiên hạ đệ nhất, cũng là ân sư thụ nghiệp của Viên Cao Hàn, Viên Cao Hàn thân là trợ thủ của hắn cũng đi theo tùy tùng. Viên Cao Hàn còn nhớ rõ ràng, lúc ấy đi vào Hóa Thần Hải, hào khí cả Hóa Thần Hải trở nên vô cùng ngưng trọng, cho dù là cao tầng hay thuật luyện sư bình thường. Trong lĩnh vực của mình mà thua thì không có ai cười nổi, đều mặt ủ mày trao, vô cùng ghi hận yêu tộc. Lúc ấy chủ nhân Hóa Thần Hải, đứng đầu thuật luyện sư thiên hạ là Lỗ Thông Tử, sau khi nhìn thấy sư tôn Viên Cao Hàn thì nhanh chóng triệu tập tất cả cửu giai thuật luyện sư lại trao đổi kế sách ứng phó. Mọi người cùng có nhận thức, trừ Lỗ Thông Tử cùng sư tôn Viên Cao Hàn ra, không còn người nào có thể ứng chiến. Nhưng cho dù là sư tôn Viên Cao Hàn hay là Lỗ Thông Tử đều có thân phận cực cao. Một khi thua thủ thuật đạo của nhân tộc không thể nghi ngờ sẽ bị đả kích nặng nề, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hai người cũng do dự, nhưng quyết tâm ứng chiến. Đúng lúc này có nữ tử đột nhiên đề nghị một người. Cô gái này bản thân cũng không phải là thuật luyện sư, nhưng thân phận cũng cực kỳ tôn sùng, chính là một trong 10 thập đạo phong hào võ đế, Hồng Liên võ đế Liễu Phỉ Yên, lúc ấy nàng đề nghị người nọ cũng đang ở trong Hóa Thần Hải, nhưng mà không để bụng chuyện yêu tộc khiêu khích. Thậm chí còn không tham gia hội nghị quan trọng này. Thời điểm Liễu Phỉ Yên đề nghị người nọ thì cả hội trường huyên náo rất nhiều, hơn phân nửa thuật luyện sư đều không đồng ý, vô cùng hoài nghi năng lực của người nọ. Mà Viên Cao Hàn khi đó vừa mới tấn cấp cửu giai thuật luyện sư không lâu, thời điểm này khí phách dâng trào, lần đầu tiên nghe được đủ loại đánh giá về người này thì lơ đễnh. Bản thân Viên Cao Hàn cũng là thiên tài hơn người, tăng thêm có sư phụ được công nhận thuật đạo thiên hạ đệ nhất. Căn bản không đặt người nọ trong mắt. Huống hồ nhân vật phóng đãng không bị trói buộc đó làm sao có thể có thành tựu cực cao trên thuật đạo. Thậm chí có chút ít thuật luyện sư còn lấy rời khỏi Hóa Thần Hải làm uy hiếp, kháng nghị người nọ đại biểu nhân tộc xuất chiến, cãi lộn diễn ra suốt một đêm. Cuối cùng Lỗ Thông Tử cùng sư tôn Viên Cao Hàn quyết định, đồng ý cho người nọ xuất chiến thử một lần, lý do chính áp vì người này sáng chế ra phi hoa lạc tuyết 12 thức, tất nhiên có thiên phú cực kỳ bất phàm. Nhưng nếu còn bại thì sẽ do một trong hai người bọn họ ứng chiến. Lỗ Thông Tử lập tức phái người suốt đêm tìm người nọ, làm cho người rất thổ huyết là, người nọ mượn chuyện luyện chế lần trước hồn lực còn chưa khôi phục, xảo trá Lỗ Thông Tử và sư tôn của hắn rất nhiều đan dược cực phẩm cùng với các loại nguyên liệu luyện chế, ngay cả thập giai linh thảo cũng bị hắn đoạt một cây. Viên Cao Hàn ở bên cạnh nhìn mà tâm đau đớn không dứt, cực độ muốn cho hộ vệ mình đi giết người đoạt bảo, nhưng nghĩ đến thực lực của người nọ thì nhịn xuống. Tâm tình của hai vị đại nhân cực kỳ phiền muộn, cân nhắc cuộc tỉ thí này quan hệ tới danh dự nhân tộc, đại nghĩa chủng tộc làm trọng,
cả hai nhẫn nhịn xuống. Ai biết lúc tỉ thí ngày hôm sau, cái thằng này lên sân khấu căn bản không sử dụng đan dược, thậm chí nước cũng không uống một cái, khi đó hai vị đại nhân muốn xé xác người nọ. May mắn, người nọ không có nhục sứ mạng. Viên Cao Hàn phục hồi tinh thần lại, trong mắt mang theo thần thái phức tạp, nhìn qua Lý Vân Tiêu thi triển thủ pháp kết đan, suy nghĩ tới cuộc tỉ thí lần đó, muôn người đều đổ xô ra đường. Ngày đó hóa thần Hải Vân đằng sương mù quấn, muôn hình vạn trạng, thuật thần tháp xuyên thẳng mây xanh, một đạo cầu vồng ngang trời tiến vào đám mây. Mà địa điểm tỉ thí chính là một đóa vân đảo lớn nhất, phiêu phù chung quanh thuật thần tháp, gọi là Áng Vân Truy Nguyệt. Trước tỉ thí mấy canh giờ, tất cả đám mây bốn phía Áng Vân Truy Nguyệt đã sớm có thuật luyện sư đứng đầy, một ít người thực lực cao cường càng lăng không bay lên không trung, bốn phía còn có cường giả võ đế bảo hộ bên trong, hiển lộ rõ ràng thực lực và địa vị tôn sùng. Ngả một mình một người lăng không xếp bằng trên Áng Vân Truy Nguyệt, hai mắt nhắm nghiền, cẩm y mang theo đan hương phủ lên vai, mái tóc dài như nước rủ xuống, gương mặt như hồ nước thanh tịnh, dĩ nhiên là bộ dáng thiếu niên 20 tuổi, vô cùng tuấn lãng. Hắn bình tĩnh lăng không ngồi ngay ngắn, một tay niết ấn phủ cổ quái của yêu tộc, không ngừng chớp động trước ngực, tay trái thì vỗ nhẹ lên đan điền, thân thể tiến vào trạng thái thanh tịnh, đang chờ đợi. Một đạo hào quang màu tím vần quanh hắn, không ngừng lưu chuyển chung quanh, không có bất kỳ hình thể, giống như tu luyện công pháp nào đó mang tới dị tượng thần thông. Người tới hóa thần hải đều vô cùng kiêng kỵ hào quang màu tím kia, đó chính là đỉnh khí của Nả Hà Ánh Mãn Thiên, vậy mà có thể trực tiếp thực thể hóa hình. Như quang ảnh động quanh thân. Một gã đại yêu từ đám mây đi ra khỏi hàng, lạnh lùng quét mắt nhìn nhân loại, khinh thường suy cười một tiếng, nói: "Hôm nay các ngươi phái con cá tạp nào xuất chiến đây?" Hắn khinh miệt cười nói: "Nghe nói trong nhân tộc hóa thần hải Lỗ Thông Tử đại sư đứng đầu thiên hạ, thánh vực thần đô thiên chiếu tử đại nhân thiên hạ vô song, thì ra đúng là..." Cắt, mất mặt a. Hắn vừa nói ra lời này thì tầng mây chung quanh sôi trào. Trong không khí ngưng tụ tia lửa thù hận, mùi thuốc súng 10 phần. Cả đám bốc hỏa, hận không thể xông lên xé xác hắn ra. Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử hai người càng nhìn nhau, lộ vẻ bất đắc dĩ, hai người bọn họ thân chịu sức ép lớn nhất, đặc biệt là Lỗ Thông Tử chính là Tổng hội trưởng thuật luyện sư công hội, đứng đầu thuật luyện sư trong thiên hạ. Hắn nhìn người sau lưng, nói: "Ngươi lên đi, ngàn vạn không nên bị áp lực quá lớn ảnh hưởng bản lĩnh. Hôm qua cho ngươi thiên cơ đan, hiện tại có thể phục dụng, có thể tăng trưởng phần thắng thật lớn." Đứng sau lưng Thiên Chiếu Tử là Viên Cao Hàn hơi quay đầu đi, chỉ thấy người nọ đi tới bên cạnh Lỗ Thông Tử, mặc một cẩm bào màu trắng, bộ dáng không quan tâm lời của Lỗ Thông Tử, ngược lại nhìn qua nữ tử áo đỏ trong đám người, trong nháy mắt khẽ cười nói: "Phỉ Yên muội muội, ta có chút sợ độ cao, có thể giúp ta hay không?" Sắc mặt Viên Cao Hàn lúc ấy biến hóa. Không ít người nộ khí dâng trào, vào thời điểm mấu chốt này còn muốn chiếm tiện nghi của nữ tử. Liễu Phỉ Yên mặc cẩm bào màu đỏ, phía trên có thiêu hoa sen rực rỡ, thần sắc của nàng lạnh nhạt, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Liễu Phỉ Yên nâng tay phải lên vuốt tóc, đầu ngón tay hiện ra hoa sen, nhẹ nhàng ném về phía trước, một đóa sen màu đỏ bay ra khỏi tay của nàng, biển ảo trên không trung, lướt nhẹ tới trước người nọ, sau đó nhất xanh nhị, nhị xanh tam. Vậy mà diễn sinh ra một con đường hoa sen đỏ, từng đóa hoa sen diễm lệ sáng ngời, người nọ đạp lên con đường hoa sen đi lên Áng Vân Truy Nguyệt. Thời khắc này tất cả hoa sen nở rộ, trên bầu trời hiện ra cảnh đẹp kỳ dị, nhìn qua chẳng khác gì thiên đường, ánh sáng chiếu vào hoa sen, chiếu rọi thân ảnh của người nọ đang lắc lư trên không trung. Tên đại yêu biến sắc, kinh hãi nhìn qua Liễu Phỉ Yên, trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Ngả cũng mở mắt ra, ngưng mắt nhìn qua phía trước. Nhẹ giọng cười nói: "Ngươi là người phương nào?" Người nọ chân đạp hoa sen, từ trên cao đi xuống, hào quang của hoa sen chiếu sáng thân ảnh của hắn, giống như cả thế giới cũng chỉ có mình hắn mà thôi, hắn nhỏ giọng nói: "Cổ Phi Dương." Ngả nhíu mày, dường như đang nhớ tên này. Sắc mặt tên đại yêu bên cạnh phát lạnh, sợ hãi nói: "Ngươi là được phá quân võ đế Cổ Phi Dương." Hắn cố áp chế rung động trong lòng. Dưới khí chất của đối phương, chỉ cảm thấy võ ý trong lòng dao động, vội vàng quát lớn: "Đây là tỉ thí thuật đạo, ngươi tới xem náo nhiệt sao?" Cổ Phi Dương nhẹ nhàng cười cười, hắn đi lên Áng Vân Truy Nguyệt, nói: "Muốn tỉ thí là chủ tử của ngươi, ngươi thét to cái rắm gì chứ?"
Tay áo của hắn phất phơ, một đạo phong vân ngưng tụ đánh tới. Con đường hoa sen cũng chập chờn dưới phong vân đang ngưng tụ, rốt cuộc Liễu Phỉ Yên động dung, tay phải vung lên, hoa sen nở rộ, hóa thành vô số cánh hoa rơi xuống như sắc chiều tà. Rốt cuộc tên đại yêu cũng ngưng trọng, muốn để khẩu chân khí chống cự, lại hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình dưới một kích phong vân này giống như châu chấu đá xe, phù du lay cây, lập tức suy sụp, hắn sợ hãi hét to lên, đã biến mất vô ảnh vô tung. Cổ Phi Dương nhìn qua ngả cười nói. Lại nhải, thật không biết các ngươi vì sao nhận những thứ như thế. Con ruồi đã không còn, hiện tại có thể bắt đầu. Ngả nhìn qua đại yêu biến mất dưới chân trời, ánh mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, trong ánh mắt lóe ra tinh mang, nhìn qua Cổ Phi Dương nói. Tu vị võ đạo của ngươi rất lợi hại, nhưng mà thuật đạo ngươi không phải đối thủ của ta. Hai tay Cổ Phi Dương ôm ở trước ngực, khẽ cười nói. Ta thừa nhận miệng của ta không lợi hại bằng ngươi. Mấy trận trước không lẽ ngươi dùng miệng nói thắng bọn họ sao? Ngả cũng cười rộ lên, lăng không bay xuống, dẫm lên áng vân truy nguyệt, áo bào đón gió tung tay, nhìn qua Cổ Phi Dương. Trong lòng Cổ Phi Dương hơi kinh hãi, hắn chỉ đứng đó, người trẻ tuổi trước mặt mang cho hắn cảm giác như núi cao, ẩn ẩn sinh ra ý ngưỡng mộ. Tâm hắn giật mình, tuy thuật đạo của hắn chưa đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng khoảng cách đỉnh phong còn kém không xa. Mặc dù là ở trước mặt Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử cũng không có cảm giác áp lực này. Chẳng lẽ người trước mặt là thập giai thuật luyện sư? Nội tâm của hắn trầm xuống, đã bắt đầu cảm giác không ổn, khó trách những lão gia hỏa lúc trước bại trận. Tuy ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng ta muốn tỉ thí thật vui vẻ, vậy thì bắt đầu đi, quy tắc do ngươi định. Ngả thoải mái cười rộ lên. Cổ Phi Dương không cam lòng yếu thế, hắn cười nói. Vậy đơn giản một chút, tùy tiện luyện chế đan dược, phẩm giai tốt hơn là thắng. Ngả gật đầu nói. Rất tốt, đan dược cửu giai bình thường rất khó phân thắng bại. Không bằng đơn giản đi, luyện chế lưỡng nghi đan A, không biết phá quân các hệ thấy thế nào. Trong lòng Cổ Phi Dương khẽ động, nói. Rất tốt. Lỗ Thông Tử lập tức phất tay, rất nhanh đã có người mang rất nhiều tài liệu cửu giai tới. Lưỡng nghi đan chính là chí bảo trong cửu giai. Cửu giai thuật luyện sư bình thường đều không thể thử luyện chế, đặt tên là lưỡng nghi, là do ngưng tụ âm dương nhị khí, đan hóa lưỡng nghi, đối với cường giả võ đế cũng có chỗ tốt lớn lao. Tính cách của ngả thập phần cởi mở, không có bất kỳ dây dưa dài dòng, tài liệu bưng lên thì cua một đám, nhẹ nhàng hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm, từ nhiệt độ và uy thế phỏng đoán, tất nhiên là hỏa diễm cửu giai không thể nghi ngờ. Thời điểm hắn nung khô và chiết xuất nguyên liệu, hào quang màu tím vẫn vần quanh thân của hắn, dần dần ngưng tụ thành hà ánh mãn thiên tử đỉnh, rơi xuống áng vân truy nguyệt. Khi bắt đầu luyện chế, trong nội tâm Cổ Phi Dương vô cùng ngưng trọng, chưa có lần luyện chế nào áp lực với hắn như lần này, đối với thắng bại hắn đã càng ngày càng không có lòng tin. Không riêng gì hắn, tất cả thuật luyện sư chung quanh đều là thế hệ thành tựu cực cao, rất nhanh nhìn ra Cổ Phi Dương đang lâm vào hạ phong, tích lũy thế yếu kém, muốn chiến thắng là vô vọng. Lúc này không ít tiếng phàn nàn vang lên, không ngừng oán trách, còn có rất nhiều ánh mắt nhìn lên người Liễu Phỉ Yên, sinh ra thần sắc âm hiểm, phỏng đoán bất định, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Sắc mặt Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử khó coi tới cực điểm, đặc biệt đại hận Cổ Phi Dương xảo trá linh đan diệu dược của bọn họ, vậy mà lãng phí đồ vật của bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên đồng tử Thiên Chiếu Tử hơi co rút lại, trên mặt mang theo lửa giận ngập trời, cực kỳ thất thố quát. Cổ Phi Dương hắn muốn làm gì? Mang lưỡng nghi đan luyện chế thành bát giai. Cái gì? Mang lưỡng nghi đan luyện chế thành bát giai? Đây không phải thua chắc rồi sao? Đám người đứng ngoài xem đều ngạc nhiên, cả đám mở to mắt khó hiểu. Mọi người ở đây tất cả đều là thế hệ nghiên cứu thuật đạo cực cao, vừa nhìn qua đã thấy Cổ Phi Dương đang lâm vào hạ phong bắt đầu kết đan, dường như muốn ngưng luyện ra lưỡng nghi đan trước ngả. Hiện tại trình độ kết đan này xác định vững chắc là bát giai không thể nghi ngờ, đây không phải thua chắc hay sao? Thoáng cái tất cả mọi người càng giận không kềm được, tiếng mắng chửi vang vọng, nếu không có cường giả trấn thủ bốn phía, sợ đã loạn lên rồi, thuật luyện sư nhân tộc cũng mặc kệ hắn có phải là phong hào võ đế hay không, sợ là đã tiến lên cắn chết hắn. Đừng ném mặt mũi, lăn xuống đi. Cổ Phi Dương, ngươi làm nhục thân phận thuật luyện sư. Lập tức trả lại thân phận trưởng lão danh dự đi. Cút ra khỏi hóa thần hải đi. Đúng là mất mặt, còn không mau dừng tay cho ta.
Trong lúc nhất thời tiếng giống giận dữ vang lên không ngừng, ngay cả Lỗ Thông Tử cũng khó thở, mặt âm trầm, hoàn toàn không quản đám người đứng ngoài huyên náo. Ngay cả Liễu Phỉ Yên tiến cử Cổ Phi Dương cũng nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ. Cổ Phi Dương tuyệt đối không phải người chịu chết ngớ ngẩn, nếu Khôn Luyện Đan cấp biến thành bát giai, phải thua không thể nghi ngờ. Ngà cũng ngạc nhiên một chút, động tác của hắn hơi chậm lại, rất kinh ngạc nhìn qua Cổ Phi Dương, trên mặt của hắn rất bình tĩnh, dường như hiếu kỳ. Đan thành. Cổ Phi Dương quát một tiếng, một đạo hào quang bay ra, dị sắc chiếu rọi liên tục, đúng là dị tượng thời điểm đan dược bát giai xuất thế, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà không có người nào có tâm tư thưởng thức, tất cả đều thầm hô xong đời. Những người yêu tộc mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Đúng lúc này trên bầu trời bắt đầu có lôi đình hội tụ, đúng là lôi kiếp đan dược bát giai. Tất cả mọi người trong nội tâm mắng to, nên đánh chết hỗn đản này mới tốt. Trong mắt Cổ Phi Dương hiện ra một tia tinh quang, hai tay nhanh chóng bố trí trận pháp màu xanh chung quanh đan dược bát giai, phía trên xuất hiện các loại phù văn cổ quái, dùng đan dược làm trung tâm kéo dài ra. Ngà trong lúc này nội tâm khẽ động, đưa mắt nhìn qua bên này, sau khi nhìn rõ trận pháp thì biến sắc, kinh hãi nói. Ngươi bố trí tụ lôi trận. Ầm ầm. Lôi đình trên bầu trời ngưng tụ càng ngày càng nhiều, rốt cục cũng đánh xuống, một đạo thiên lôi đánh xuống đan dược bát giai kia. Âm thanh lôi đình cuồn cuộn, tai người ù ù, cơ hồ tất cả tiếng chửi bậy bị nhấn chìm vào tiếng sấm. Ngà lúc này hít khí lạnh, thất thanh nói. Nếu như lôi đình đánh vào trận pháp, thậm chí có thể chuyển hóa làm tử phủ thần lôi xuất hiện, đan dược bát giai làm sao có thể thừa nhận tử phủ thần lôi. Cho dù ngạnh kháng thì nhiều nhất chỉ tăng phẩm chất lên cực phẩm mà thôi, căn bản không cách nào vượt qua một giai A, chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa, ngươi vì sao phải làm thế? Huống hồ tử phủ thần lôi cũng không phải là người bình thường có thể khống chế, một khi nổ tung, hậu quả. Hắn lúc này dừng nói, bởi vì lời nói không nói tiếp được, bởi vì hắn nhìn thấy nụ cười đắc ý của Cổ Phi Dương, dường như hiểu cái gì, mở to mắt, sợ hãi nói. Ngươi là muốn. Cổ Phi Dương cười cười, nói. Đúng vậy, ta sở dĩ cô đọng đan dược bát giai, chính là muốn kết đan trước khi ngươi kết đan, như vậy thanh lôi giáng xuống sẽ chuyển hóa thành tử phủ thần lôi, ta có nói qua ta muốn khống chế nó sao? Hắn giảo hoạt cười cười, nói. Đợi tử phủ thần lôi nổ bung, chỉ là một lần cố sự khi luyện chế mà thôi, cả Áng Vân Truy Nguyệt đều bị nổ không tồn tại, mà cuộc tỉ thí của ta và ngươi sẽ phán là hòa. Cổ Phi Dương lộ ra nụ cười đắc ý, nói. Ta là Cửu Thiên Võ Đế đỉnh phong, cho dù tử phủ thần lôi đánh chúng cũng không tổn thương quá nhiều. Mà ngươi có thể chứ? Chỉ bằng vào thân thể yêu tộc, cho dù không chết cũng trọng thương, đến lúc đó cho dù đấu thêm một ván, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Lời của hai người bị lôi đình nhấn chìm, người ngoài không nghe rõ ràng. Hơn nữa Cổ Phi Dương bố trí tụ lôi trận chỉ có hai người thấy rõ mà thôi. Ngả há to mồm, như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại tính toán như thế, miệng hắn há to, dường như muốn nói cái gì, nhưng đã muộn, thanh lôi trực tiếp đánh vào bát giai lưỡng nghi đan của Cổ Phi Dương, cũng không có phát sinh nổ tung, mà là đột nhiên khuếch tán, bị trận pháp màu xanh hấp thu vào, càng tụ càng nhiều, dần dần hóa thành màu tím xanh. Lúc này đám người Thiên Chiếu Tử rốt cục phát hiện không đúng, Lỗ Thông Tử hoảng sợ biến sắc nói. Xảy ra chuyện gì, tử lôi? Đột nhiên Cổ Phi Dương hét lớn một tiếng, thất kinh nói. Không tốt, ta khống chế không nổi. Hắn nói xong, thân thể bỏ chạy ra ngoài. Sắc mặt ngả bị tử lôi chiếu lúc trắng lúc xanh, cho dù hàm dưỡng cao như hắn, rốt cuộc không nhịn được mắng chửi. Ta ích con mẹ nó nhân tộc vương bát đản. Hắn ném đan dược đang luyện chế, lập tức bỏ chạy. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Cả hóa thần hải không còn hào quang tươi đẹp nữa. Những cao thủ ấn nấp trong hư không vội vàng hoảng sợ ra tay, tất cả đều là cường giả võ đế, liên thủ lại cũng khiến thiên địa biến sắc, lập tức khống chế lực nổ tung trong Áng Vân Truy Nguyệt, trực tiếp đánh ra một lỗ đen, hấp thu tử phủ thần lôi vào trong. Nhưng mà trên hóa thần hải, đám mây lớn nhất cứ thế đã biến mất. Lực nổ tung cũng lan tới gần ngã, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã lên người một đại yêu nghĩ cách cứu viện. Cổ Phi Dương thì ngưng tụ phòng ngự của mình, tuy nhiên thập phần cố sức, nhưng hắn vẫn hoàn hảo trốn ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không có chút cho bụi nào cả.
Lỗ Thông Tử nhìn qua nơi vốn có áng vân truy nguyệt, giờ phút này nó trống rỗng, cũng cực kỳ không thích ứng, hắn chỉ vào Cổ Phi Dương giận dữ hét. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi Tử Lôi là chuyện gì? Cổ Phi Dương vẻ mặt tiếc nuối, nói. Đều tại ta không có khống chế tốt lực lượng lôi kiếp. Ai, tỉ thí lần này, tỉ thí này xử lý thế nào? Không có khống chế tốt, chính là bát giai lôi đình làm sao có thể? Lỗ Thông Tử giận tím mặt, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn sững sờ tại chỗ, cảm xúc vững vàng lại, ánh mắt phức tạp nhìn qua Cổ Phi Dương, cũng nhìn Thiên Chiếu Tử, hai người lập tức giật mình, thì ra tiểu tử này cố ý. Cổ Phi Dương vẻ mặt ngưng trọng thở dài. Thiên phú của ngả cực cao, quá mức yêu nghiệt, chỉ sợ hai vị ra tay, cũng chưa chắc. Hắn không nói tiếp nữa, Lỗ Thông Tử cùng Thiên Chiếu Tử nội tâm chấn động mạnh, Cổ Phi Dương nói lời này tự nhiên bọn họ tin tưởng. Ngay cả hắn cũng nói hai người không phải đối thủ, thiên hạ này ai có thể địch. Hẳn là danh hào thuật luyện sư đệ nhất thiên hạ cũng bị yêu tộc Man Di lấy được. Kết quả này dù thuật luyện sư nào của nhân tộc cũng không chịu được. Viên Cao Hàn lúc trước cũng bị hành vi của Cổ Phi Dương làm tức giận. Về sau cuối cùng từ trong thần sắc Thiên Chiếu Tử hiểu được, trong nội tâm tỏa ra vẻ cổ quái, cảm thấy người này thật đáng sợ, không ngờ có thể nghĩ ra biện pháp quấy nhiễu trận đấu, trực tiếp thay đổi kết cục, tuy có chút bị ổi, nhưng ít ra tạm thời bảo trụ mặt mũi nhân tộc, vào lúc này hắn sinh ra một tia kiêng kỵ với Cổ Phi Dương. Về sau Thiên Chiếu Tử tuyên bố tỉ thí đột nhiên bị sự cố làm gián đoạn, phán hòa không phân thắng bại, lập tức làm cho yêu tộc bất mãn. Cổ Phi Dương mày dạn mặt dày lạnh lùng nói. Ta vừa rồi luyện chế bát giai lưỡng nghi đan, hơn nữa đã ngưng hình, là tất cả mọi người trông thấy. Mà ngả đại sư dường như cái gì cũng không có luyện ra, nếu không phải tính toán thế hòa không phân thắng bại thì nên do ta thắng. Lần này làm cho tất cả người yêu tộc á khẩu không trả lời được, từ tiến độ trước khi nổ tung mà nói, thật sự là Cổ Phi Dương muốn cao hơn một bậc, nhưng chuyện này con mẹ nó quá biệt khuất ha. Đừng nói những đại yêu này, ngay cả ngả thân bị trọng thương cũng tức giận phun máu. Trong mắt lộ vẻ u oán. Ngả càng khó thở, hắn hẹn 3 ngày sau tái chiến. Cổ Phi Dương cũng đáp ứng, 3 ngày ngày sau ngả không cách nào khôi phục tới đỉnh phong, nếu như ngay cả có cơ hội này còn không thể thắng hắn, nhân tộc lần này thật không có cái gì trông cậy vào cả. Nhưng làm cho mọi người tâm kinh đảm hàn là, mặc dù ngả thân bị trọng thương, luyện chế huyền khí 3 ngày sau lại lực áp Cổ Phi Dương. Cổ Phi Dương dưới tình thế cấp bách, bí qua hóa liều, trực tiếp cầm 3 thanh kiếm ý đại biểu bản thân, trực tiếp dung hợp với nhau, lại dùng cửu giai yêu long hóa thành kiếm hồn luyện cùng với nhau, lập tức luyện chế ra kiếm trảm tinh thần. Bảo kiếm xuất thế ánh sáng ngàn dặm, kiếm quang thông suốt sông thẳng 9 tầng trời, thập phần trùng hợp đánh tan lôi kiếp huyền khí cửu giai của ngả. Cảnh này lập tức làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lôi kiếm huyền khí của đối phương bị kiếm quang của kiếm trảm tinh thần đánh tan, dần dần tan thành mây khói. Ngả há to mồm nhìn qua bầu trời khôi phục nắng giáo, huyền khí thật vất vả ngưng hình bị đánh tan lôi kiếp, phẩm giai chỉ là cửu giai sơ cấp mà thôi, thậm chí so với cửu giai sơ cấp còn kém hơn. Ngươi, ngả tức giận muốn ngất esdít, chỉ vào Cổ Phi Dương nói không ra lời, nhưng mà một đạo kiếm quang vừa rồi đúng là rất quỷ dị, không hề giống nhân lực gây nên, mà giống như linh tính 10 phần, kiếm quang tự chém. Loại tình huống này, ngả không thể không nhận thua. Nhìn qua kiếm trảm tinh thần, thở dài. Chuôi kiếm này của ngươi phẩm chất đạt tới thánh khí, cho dù ta có thể thành công luyện chế ra cũng không bằng, lần này ta là thật thua ngươi. Nội tình kỹ càng trận chiến này, hóa thần hải cùng thánh vực tự nhiên sẽ không truyền ra bên ngoài, từ nay về sau Cổ Phi Dương càng danh chấn thiên hạ, như mặt trời ban trưa. Mà Cổ Phi Dương lúc ấy trong tình huống cấp bách dung hợp 3 thanh kiếm ý với nhau, hắn hô một câu làm Viên Cao Hàn nhớ rất sâu, chính là cả đời bổn tọa, không thua người nào. Giọng nói như từ 10 mấy năm trước truyền về, hoàn toàn trùng hợp với câu nói của Lý Vân Tiêu lúc trước. Viên Cao Hàn dần dần phục hồi tinh thần từ hồi tưởng, nhìn qua đồ đệ của mình đang tỉ thí với Lý Vân Tiêu, cuối cùng là Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết hoàn thành liên tục, thần hồ kỳ kỹ, hắn không còn có chút hoài nghi nào cả, khó có thể tin mở miệng nói. Thì ra là ngươi, thì ra ngươi không có chết a, Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu sử dụng mấy thức cuối cùng của Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết nhanh như tia chớp, thậm chí đám người Cẩn Huyên ngay cả tàn ảnh cũng không bắt được, rốt cục kết đan mà thành, một viên đan dược không ngừng xoay tròn trên không trung, tản mát ra đan hương bành trướng,
phía trên còn có hào quang sáng ngời, làm cho người ta không nhịn được nuốt hào quang vào bụng. Mạc Hoa Nguyên nhìn qua đã ngây ngốc, Lý Vân Tiêu đánh ra mấy thức này với tốc độ liên tục, thần hồ kỳ kỹ. Cả gian phòng vô cùng yên tĩnh, không có chút âm thanh nào cả. Âm thanh của Viên Cao Hàn vang lên trong giới thần bi, ngưng giọng thở dài, nói. Thì ra là ngươi, ngươi còn không có chết, Cổ Phi Dương. Toàn thân Lý Vân Tiêu chấn động, thầm nghĩ không tốt, nhất định là bị đối phương nhìn ra chút gì đó, xấu hổ cười nói. Lão Viên, ngươi nói gì thế? Viên Cao Hàn lơ đễnh với hắn, nói ra. Vậy giải thích thông, khó trách ở vực ngoại tinh không gặp ngươi đã cảm thấy ngươi thâm bất khả chắc, dùng tuổi của ngươi chỉ mười mấy tuổi, nếu thật sự có thành tựu như ngươi nói, làm cho vô số thiên tài từ tuyên cổ tới nay tự ti mặc cảm. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu là đoạt xá thân thể của người khác. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ngươi làm sao lại xác định ta là Cổ Phi Dương? Viên Cao Hàn nói. Phi Hoa Lạc Tuyết 12 thức thủ pháp trụ cột, cho dù là bản thể của ta cũng không thi triển tốt như thế. Còn có Huyễn Ba Thiên Kinh Quyết mấy thức thu quan cuối cùng này, ta cũng từng thử qua, căn bản không cách nào thi triển liên tục, mà ngươi lại thi triển thần hồ kỳ kỹ. Mấu chốt vẫn câu nói kia, ngươi không biết năm đó ở Hóa Thần Hải, rất giống câu ngươi nói khi luyện chế kiếm trảm tinh thần hay sao? Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, không thể ngờ lại nhiều sơ hở như thế. Đối phương dù sao cũng là thế hệ phi phàm, ở chung thời gian dài không muốn bị nhìn thấu cũng có, cũng dứt khoát thừa nhận, cười nói. Ngươi nói toạc ra thân phận ta, sẽ không sợ cả đời này không ra được sao? Viên Cao Hàn tràn đầy thần sắc đắng chát, nói. Rốt cuộc ta hiểu rồi, ngươi nói khôi phục thực lực là để ta rời khỏi, thì ra là muốn khôi phục đến Cửu Thiên Đỉnh Phong. Cho dù ta không có nói toạc ra thân phận của ngươi, bằng vào bí mật giới thần bi này ngươi làm sao có thể buông tha? Chỉ có chờ ngươi trở lại võ đế đỉnh phong, khi đó tăng thêm thánh khí nơi tay, trong thiên hạ không có gì băn khoăn, khi đó ta sẽ tự do rồi. Lý Vân Tiêu rụt dây nói. Chẳng lẽ ngươi không tham dự chữa trị giới thần bi hay sao? Viên Cao Hàn trầm mặc một chút, nói. Kỳ thật ngươi đi thánh vực tìm bản thể của ta, để cho ta trở lại bên trong bản thể, ta sẽ nguyện ý chữa trị giới thần bi này. Dù sao loại cơ hội này không phải bất luận thời đạo nào cũng có thể gặp, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa bản thể của ta tới đây thì nắm chắc cũng càng lớn. Lý Vân Tiêu cười nói. Có thể ta hy vọng ổn thỏa một ít, thánh vực chỗ kia, làm không tốt có đi không về. Bằng vào thực lực hai chúng ta chữa trị giới thần bi cũng không phải khó giải quyết gì, dù sao ta có đại giới thần quyết nơi tay. Một quyển thần quyết có trên trăm thượng cổ kinh văn. Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hiểu sao? Có tâm tư khác thì chờ ta trở lại võ đế đỉnh phong, ta sẽ thả ngươi ra. Trong nội tâm Viên Cao Hàn chấn động, nghĩ đến đại giới thần quyết, trong nội tâm nóng rực. Thế nhưng mà, thân thể này là đoạt xá, tuổi thọ sử dụng rất có hạn, căn bản không có khả năng trở lại võ đế đỉnh phong, điểm này có lẽ ngươi nên rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, ta cũng không có đoạt xá, thân thể này là do ta có được. Cái gì? Viên Cao Hàn hoảng sợ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nghi hoặc nồng đậm và khó hiểu. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Chuyện này tự mình không hiểu, tạm dừng không nói, chờ thu thập đồ đệ của ngươi rồi nói sau. Linh hồn hiện ảnh của hắn biến mất trong giới thần bi, trở lại bản thể. Viên Cao Hàn trầm mặc, trên mặt vô cùng khiếp sợ, đối với tình huống trước mặt rất khó tiếp nhận. Lý Vân Tiêu cầm viên thuốc trong tay. Nắm trong lòng bàn tay, nhìn qua Mạc Hoa Nguyên đang ngây ra như phỗng, khẽ cười nói. Mạc Đại Sư, đan của ai phẩm chất cao hơn? Cẩn Huyên cùng Tiểu Huyền Tử vào lúc này vô cùng khẩn trương, bọn họ phát hiện tứ phẩm chân đan đều là cực phẩm trong cực phẩm, hơn nữa ngoại hình cùng đan hương thì nó là độc nhất vô nhị. Kể cả Ổ Sâm ba người cũng không thể nào hiểu rõ, Lý Vân Tiêu làm sao có thể luyện chế ra đan dược có phẩm chất ngang với Mạc Hoa Nguyên. Mạc Hoa Nguyên vẻ mặt ngây ngốc, Cẩn Huyên ba người không thể phán đoán, nhưng hắn thập phần rõ ràng, phẩm chất tứ chuyển chân đan của mình so với Lý Vân Tiêu kém hơn một ít hỏa hầu. Vốn dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra phẩm chất càng mạnh hơn nữa, nhưng mà khuyết thiếu kinh nghiệm ứng chiến, liên tiếp phạm sai lầm, nếu không phải Lý Vân Tiêu trên đường nhắc nhở hắn thì chỉ sợ hắn đã thua rối tinh rối mù. Cuộc tỉ thí này tuy không cam lòng, nhưng lại vui lòng phục tùng. Hắn đắng chát uể oải nói. Là ngươi thắng, ta thua.
Mạc Hoa Nguyên thua, Cẩn Huyên ba người lập tức hóa đá, ngây ngốc giống như mất đi ý thức, căn bản không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tiểu huyền tử vội la lên. Sư phó, ngài đâu có thất bại, hai viên đan dược này phẩm chất không khác nhau mà. Nội tâm của hắn vạn phần lo nghĩ, Mạc Hoa Nguyên nhận thua, như vậy sẽ tổn hại danh dự thật lớn. Mạc Hoa Nguyên lắc đầu, nói. Phẩm chất thì đúng là vi sư thua một chút, hơn nữa cả quá trình luyện chế, nếu không phải có vị đại sư này nhắc nhở, ta đã sớm thua thương tích đầy mình rồi. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ khác thường, hai tay chắp lại, cúi đầu với Lý Vân Tiêu, cung kính nói. Mạc Hoa Nguyên nguyện đánh bạc chịu thua, hôm nay kiến thức thần hồ kỳ kỹ của đại sư, mới biết chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, làm trò cười cho người trong nghề. Cái cúi đầu này của hắn làm Cẩn Huyên ba người không thích ứng, đứng bên cạnh vô cùng xấu hổ. Viên Cao Hàn im lặng không nói, ngược lại có chút vui mừng mỉm cười gật đầu, lúc tấn cấp bát giai Xuân Phong đắc ý, nên đả kích hắn một chút, như vậy mới dễ phát triển về sau. Hơn nữa người này thân phận lại là Cổ Phi Dương, cũng xem như đáng hắn cúi đầu. Lý Vân Tiêu tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, nhận cái cúi đầu này của hắn, nói. Hi hi, chỉ là độc thân nhiều năm, tốc độ tay thật nhanh mà thôi. Ai biết độc thân với tốc độ tay nhanh vì sao liên quan tới nhau thì chỉ giúp nhé mũ mũ. Cẩn Huyên kinh ngạc nhỏ giọng hỏi Ổ Sâm, nói. Độc thân cùng tốc độ tay nhanh có quan hệ gì? Trên mặt Ổ Sâm ửng đỏ, lúng túng nói. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Mạc Hoa Nguyên đứng lên, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ vẻ cô đơn, sầu thảm cười nói. Thế nhưng mà, trong tay hắn đột nhiên kim mang lóe lên, thanh dao găm trên mặt bàn bị hắn cầm lên, đưa lên cổ. Phanh, Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo khí kình. Thanh dao găm rơi ra, trên mặt ngạc nhiên, cười nói. Biết rõ tốc độ tay ta nhanh, còn dám tự vận trước mặt ta. Sư phó, tiểu huyền tử kinh hãi, vội vàng chạy lên nhặt thanh dao găm sau đó giấu đi, nói. Sư phó, ngươi làm cái gì vậy? Cẩn Huyên cùng Ổ Sâm cũng khiếp sợ nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ thua một lần là phải tự vận. Viên Cao Hàn cũng ngạc nhiên không thôi, lập tức giận dữ. Mạc Hoa Nguyên xấu hổ và giận dữ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói. Ta bại bởi ngươi, phải nghe lệnh ngươi, nhưng mà ta và Lôi Phong Thương Hội có ước định với nhau, cho dù như thế nào cũng không thể vi phạm. Cho nên chỉ có chết. Cẩn Huyên kinh hãi, thất thanh nói. Mạc Đại Sư, dùng thân phận địa vị của ngài còn có lệnh sư tại Thánh Vực, Lôi Phong Thương Hội còn có chuyện gì có thể ép ngài chứ? Vậy mà thà chết cũng không chịu giúp ta. Nàng không ngừng sầu lo. Mạc Hoa Nguyên uể oải nói. Không nên hỏi. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ngươi giết ta đi, ta nhất định không thể ra tay trợ giúp Tử Vân Thương Hội. Lý Vân Tiêu nhíu mày lại, trầm tư một lát, cười lạnh nói. Ngay cả ta cũng không bằng, bàn gì đi trợ giúp Tử Vân Thương Hội, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ta có chuyện khác cần ngươi đi làm. Chuyện khác, ngươi, thực không cho ta giúp Tử Vân Thương Hội. Mạc Hoa Nguyên có chút không dám tin tưởng, trong lúc này nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt trầm xuống nói. Về chuyện đại ca ta, ta không biết cái gì cả. Lý Vân Tiêu đau đầu, đây là một trong những chuyện hắn muốn hỏi, nhưng xem bộ dáng Mạc Hoa Nguyên cũng buông tha, nói. Nếu không phải xem mặt mũi của Viên Cao Hàn, ta thật muốn chụp chết ngươi, những chuyện này bỏ đi, ngươi giúp ta truyền tống đi Thành Vũ Phong là được. Ngươi quen sư tôn của ta. Mạc Hoa Nguyên không thể tin được dò xét Lý Vân Tiêu một phen, tuy không thể tin được, nhưng nội tâm cũng có chút bán tín bán nghi, dù sao có thể bồi dưỡng ra thuật luyện sư kỳ tài như thế, tất nhiên không phải là hạng người vô danh, như vậy hắn bái kiến sư phụ là vô cùng có khả năng. Nghĩ vậy, thái độ với Lý Vân Tiêu cũng trở nên nhu hòa, nói. Đi Thành Vũ Phong phải thông qua truyền tống trận cự ly xa của Lôi Phong Thương Hội hoặc là Bắc Đấu Tông, với ta mà nói không phải chuyện khó gì. Ta đáp ứng ngươi, ngươi khi nào phải đi. Giờ phút này nội tâm của hắn cũng ước gì Lý Vân Tiêu sớm rời khỏi một chút, như vậy đổ ước cũng sẽ mất đi hiệu lực. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát, nhìn thấy vẻ mặt lo nghĩ của Cẩn Huyên, lập tức nói. Qua mấy ngày nữa, dù sao cũng không vội, trừ hai chuyện kia, ta chỉ cần ở Thành Nam Hỏa một ngày, chuyện còn lại ngươi phải nghe theo ta. Mạc Hoa Nguyên gật đầu nói. Tự nhiên. Mạc Hoa Nguyên ta tuyệt không phải kẻ nói không giữ lời.
Sau khi nói xong lời này, hắn nhìn qua ánh mắt đùa cợt của Lý Vân Tiêu, lập tức đỏ mặt lên, xấu hổ bổ sung nói. Nhưng ta đáp ứng với Lôi Phong Thương hội trước, thật sự thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu cũng lười so đo với hắn, nhưng mà cũng có thể thấy được tình cảnh của Tử Vân Thương hội trước mắt thập phần nguy hiểm. Lôi Phong Thương hội đã quyết định diệt trừ các nàng, tình huống này có thể nghĩ, hơn nữa đã chặt đứt đường lui. Từ tình huống của Mạc Hoa Nguyên mà nhìn, Tử Vân Thương hội nguy cơ dường như còn lớn hơn so với tưởng tượng, trên mặt Cẩn Huyên có một bóng mờ bao phủ. Ba người rời khỏi chỗ của Mạc Hoa Nguyên, đều im lặng không nói. Sắc mặt Cẩn Huyên cùng Ổ Sâm càng thêm khó coi, hơn nữa cộng thêm Lý Vân Tiêu không có tùy ý như trước, dường như nhiều ra một tầng ngăn cách, lộ ra vẻ thập phần câu nệ. Đây là chuyện duy nhất hai nữ tử cao hứng, Lý Vân Tiêu có thân thủ như vậy, trong tỉ thí thuật đạo của thương hội sẽ nắm chắc phần thắng. Cẩn Huyên, không nên lộ ra bộ dáng như ăn mướp đắng như thế, nếu không rất dễ dàng già. Lý Vân Tiêu cười nói. Chúng ta là bằng hữu, người như thế ta không quen. Cẩn Huyên mới miễn cưỡng cười cười, khổ sở nói. Kiếp nạn lần này ta thấy không thể tránh khỏi, chỉ mong Vân Thiếu tại thành Tống Nguyệt Dương đại phát thần uy, giúp Thiên Nguyên Thương hội bảo trụ vị trí, như vậy Tử Vân Thương hội còn có một đường sinh cơ. Nàng đối với Ổ Sâm nói. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, thu nạp tất cả sản nghiệp đang làm, sinh ý lỗ lã chém sạch toàn bộ, tận khả năng thu lại tài chính. Lúc này chúng ta đã thua chắc rồi, tận lực giữ nguyên khí trong hạn độ lớn nhất, để tới khi Thiên Nguyên Thương hội còn có thể đông sơn tái khởi. Ổ Sâm chảy nước mắt, nói. Hội trưởng đại nhân, đều tại ta không tốt, làm thành Nam Hỏa rối loạn, trước mắt ngay cả một bằng hữu trợ giúp chúng ta cũng không có. Cẩn Huyên thở dài. Đời chính là thế, chịu dệt hoa trên gấm thì nhiều, mà nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất ít a. Hào khí bi thương quanh quẩn trong lòng hai người, đều là nhịn không được rơi lệ lã chả. Lý Vân Tiêu thật sự nhìn không được, cười nói. Hai người các ngươi vì sao rơi lệ thương tâm như thế? Các ngươi đưa tất cả luyện phương của các sản phẩm tới đây cho ta, ta trong vòng 3 ngày sẽ cải tiến giúp các ngươi một ẩn, tất nhiên sẽ hơn cái thương hội kia. Trong vòng 3 ngày, tất cả luyện phương. Ổ Sâm nói. Đừng nói 3 ngày cải tiến tất cả luyện phương. Có thể cải tiến sản phẩm hạch tâm cao hơn Thiên Hạc Thương hội, chúng ta còn có thể kéo dài hơi àn, đợi đến lúc Thiên Nguyên Thương hội ổn định tình thế. Thiên Hạc Thương hội, là tên của cái thương hội kia sao? Yên tâm đi, cái tên này vừa nghe là biết đóng vai phụ, hẳn là Lôi Phong Thương hội đẩy ra làm con ngựa tiên phong đấy mà. Lý Vân Tiêu chẳng thèm ngó tới cười nói. Các ngươi chỉ cần cung cấp rất nhiều tinh quang thạch cùng nguyên thạch cho ta là được, trong vòng 3 ngày sẽ xong cả. Cẩn Huyên kinh ngạc nói. Tinh quang thạch, Vân Thiếu muốn vật kia làm cái gì? Cũng không phải là tài liệu chân quý gì à? Lý Vân Tiêu cười nói. Càng nhiều càng tốt, có thể có bao nhiêu thì cho ta bao nhiêu. Giọng của Viên Cao Hàn truyền đến, mang theo không vui, tức giận nói. Cổ Phi Dương, ngươi sẽ không xem ta là nô bộc đấy chứ, 3 ngày cải tiến mấy chục luyện phương cho bọn họ. Lý Vân Tiêu truyền âm qua, nói. Đều là một ít luyện phương cấp thấp, ngươi tùy ý xem mà sửa đi. Chẳng lẽ ngươi không cần tinh quang thạch, ngươi nhìn ra, ta rất nghèo, không giúp người ta thì người ta làm sao giúp ngươi. Viên Cao Hàn tức giận đỏ cả mặt, rồi lại không lời nào để nói. Ngươi ở dưới mái hiên, không làm nô bộc. Lúc này Tiểu Huyền Tử từ đằng xa chạy tới, lấy ra một túi chữ vật đưa cho Cẩn Huyên, không ngừng khom người bồi tội nói. Cẩn Huyên tỉ tỉ. Tiểu Huyền Tử lúc trước không hiểu chuyện, kính xin ngươi đại nhân có đại lượng, không nên chấp nhặt với ta. Tiểu tử này xin lỗi xong thì không chờ Cẩn Huyên nói chuyện, hắn chạy trốn nhanh như tia chớp. Lý Vân Tiêu sau khi thắng Mạc Hoa Nguyên, hắn làm sao dám cầm đồ vật của Cẩn Huyên, đó là củ khoai lang phỏng tay như thế, rốt cục hạ quyết tâm chạy đến trả lại cho nàng. Ổ Sâm tức giận nói. Tiểu tử này quá trơn trượt, ở tuổi này đã bợt đít nịnh nọt rất thành thục. Lý Vân Tiêu cười nói. Người ta chính là đồ tôn của Viên Cao Hàn đấy, đây là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, khả năng Viên Cao Hàn làm còn tốt hơn. Nói bậy. Viên Cao Hàn tức giận nói. Đợi sau khi ta rời khỏi đây, chuyện đầu tiên chính là bảo Hoa Nguyên trục chết tiểu tử này. Loại bại hoại như thế, giữ lại trên thế gian không được. Sinh tử của Tiểu Huyền Tử cứ như thế bị một câu châm chọc của Lý Vân Tiêu mà định ra. Cẩn Huyên cũng cảm thấy vô lực,
lắc đầu, lấy ra ba ngọc giản màu vàng trong nhẫn, thoáng do dự liền giao cho Lý Vân Tiêu, một đạo kim sắc quang mang theo ngọc giản bay lên, lập tức tiêu tán, nàng cười khổ nói. Đây cũng là tất cả luyện phương sản phẩm của Tử Vân Thương Hội, ghi lại thập phần kỹ càng. Vốn là vật báu vô giá, hiện tại xem như phế vật. Mỗi một thương hội đều có sản phẩm hạch tâm của mình, là trải qua không biết bao nhiêu đời thuật luyện sư tỉ mỉ nghiên cứu và không ngừng cải tiến, là trọng bảo cơ mật nhất của tất cả thương hội. Cẩn Huyên còn thêm thần thức lạc ấn của mình vào ba ngọc giản này, chỉ cần một ý niệm là có thể hủy ngọc giản. Ân, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày sẽ có kết quả. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau mang tinh quang thạch và nguyên thạch cho ta, đều tận khả năng mang thật nhiều. Chỉ cần hết sức nỗ lực là được, không nên ảnh hưởng đến kinh doanh bình thường của các ngươi, ta còn có chút chuyện cần làm. Hắn trường bào khẽ động, bước nhanh rời đi. Nhìn thân ảnh Lý Vân Tiêu rời khỏi, Ổ Sâm có chút không yên lòng nói. Hội trưởng đại nhân, người này thực có đáng tin, luyện phương trọng yếu như thế, mặc dù hiện tại không sánh bằng Thiên Hạc Thương Hội, nhưng lưu truyền ra ngoài cũng có thể bán với giá trên trời đấy. Cẩn Huyên cười khổ lắc đầu nói. Hắn có thực lực chiến thắng Mạc Đại Sư, cần tham luyện phương của chúng ta sao? Nàng hiện tại đã không còn biện pháp nào tốt cả, chỉ có thể tin tưởng Lý Vân Tiêu, nhưng trong 3 ngày cải tiến tất cả luyện phương thì nàng không tin, chỉ cầu có thể cải tiến sản phẩm hạch tâm thì Tử Vân Thương Hội sẽ có thể kiên trì được một hồi. Lý Vân Tiêu rời khỏi hai người, liền trực tiếp giao 3 ngọc giản màu vàng cho Viên Cao Hàn. Tuy trong lòng Viên Cao Hàn cực kỳ không muốn, nhưng cũng biết mình đã buộc lên một chiếc thuyền với Lý Vân Tiêu, chỉ có toàn lực giúp hắn, mình mới có thể sớm ngày có hy vọng đi ra ngoài. Hơn nữa sau này tất cả tài nguyên tu luyện tinh quang thạch cũng chỉ có thể dựa vào hắn cung cấp. Lý Vân Tiêu hiện tại là kẻ nghèo khó nhất trong đám giàu có, hắn có chí bảo kinh người, nhưng ngay cả nguyên thạch lại không cầm ra mấy khối. Hắn nhanh chóng trở lại khách sạn Mai Đông Nhi đặt chân, phát hiện người đi nhà trống, chỉ có một trang giấy lưu trên mặt bàn. Phía trên ghi là nàng đã quay về Bắc Đấu Tông, hơn nữa nhất định sẽ tranh thủ cơ hội sử dụng truyền tống đại trận, bảo Lý Vân Tiêu yên tâm chờ đợi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, tờ giấy kia bốc cháy, hóa thành cho tàn. Sau đó trong tay hắn có ánh sáng màu xanh lóe lên, một khối đá kỳ dị xuất hiện trong tay, chính là thanh minh thạch hắn xảo trá trong tay Lương Khoan. Thanh minh thạch phẩm chất đúng là không tốt lắm, Lý Vân Tiêu quan sát một lúc, nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng trấn nguyên lực vào, lập tức xuất hiện vô số vết nứt nẻ, bắt đầu chóc ra từng tầng. Rất nhanh đã chóc ra gần 2/3, rốt cục lộ ra màu sắc khác như đồng thau. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lập tức nhìn ra chất liệu màu vàng này, tuyệt không phải đồng thau gì đó, mà là đồng kim còn chân quý hơn cả thanh minh thạch. Sau khi khối đồng kim hiện ra, dĩ nhiên nó lớn cỡ nửa bàn tay. Lý Vân Tiêu sững sờ một chút. Không thể ngờ bên trong lại có đồ vật này. Hắn lúc trước dùng thần thức quét qua thanh minh thạch đã cảm thấy kỳ quái, điểm này cho thấy là có người bỏ vào trong, tuyệt không phải thiên địa tạo ra. Hắn cổ quái nghiên cứu một hồi, dường như phát hiện mấy thứ gì đó, nhưng không bắt được trọng điểm. Sau khi trầm tư, cũng trực tiếp ném cho Viên Cao Hàn, chính mình thì ngồi tu luyện. Viên Cao Hàn bây giờ là ngự dụng thuật luyện sư của hắn, không cần khách khí. Hôm sau Lý Vân Tiêu dương mắt, thân ảnh chớp động biến mất khỏi phòng, hắn đi tới hướng Bắc Đấu Tông. Bắc Đấu Tông tổ chức tông môn đại bỉ, đây là chuyện thập phần long trọng của cả thành Nam Hỏa, đồng thời mời thế lực khắp nơi tiến tới quan sát. Cũng là một cơ hội chứng minh thực lực của Bắc Đấu Tông, làm cho một ít đệ tử ưu tú dần dần xuất hiện trong mắt người ta. Trừ mời tất cả thế lực lớn ra, còn có rất nhiều võ giả tự phát tới thăm, cũng là một lần có cơ hội trao đôi tâm đắc. Trên đường đi Lý Vân Tiêu gặp không ít võ giả, rất nhanh đã kết bạn với mấy người này mà đi. Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông tổ chức đại bỉ 2 năm một lần, còn có đấu giá hội của Lôi Phong Thương Hội, mỗi 1 năm một lần, đều là chuyện lớn trọng đại nhất của thành Nam Hỏa, hấp dẫn vô số ánh mắt. Một gã đại hán mặc áo da yêu thú đang tán phét loạn lên. Một đám người này là 5 người, 4 người còn lại cũng hơi khác người, hắn giống như dẫn đường giới thiệu chuyên nghiệp. Thực lực 5 người bọn họ bồi hồi tại võ tông cấp thấp, cũng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tu vị chênh lệch tạo thành đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, những thế lực cường đại khinh thường làm bạn với bọn họ. Mà thực lực không đủ bọn họ căn bản không đặt vào mắt. Đại bỉ của Bắc Đấu Tông thập phần tàn khốc,
mỗi lần đại bỉ chỉ có 10 người trở thành đệ tử thân truyền tông chủ. Mà trong rất nhiều đệ tử thân truyền của tông chủ lại cạnh tranh khốc liệt, 10 người cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Cũng chính trong hoàn cảnh tàn khốc như thế mới khiến cho Bắc Đấu Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, mấy ngàn năm qua ngồi vững vàng vị trí thế lực lớn nhất thành Nam Hỏa. Ánh mắt một đại hán hâm mộ, nói. Thân là đệ tử thân truyền tông chủ, tài nguyên tu luyện được cung cấp không hạn chế, các loại đan dược linh thảo cũng gấp 10 lần đệ tử khác. Nếu như ta có được các tài nguyên này, đã sớm vọt lên võ hoàng, cũng sẽ không bồi hồi tại ngũ hành cảnh hơn 10 năm. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, vì sao ngươi không gia nhập Bắc Đấu Tông, dùng thực lực của ngươi vô cùng có khả năng lọt vào top 10 đấy. Mai Đông Nhi cũng chỉ có thực lực võ tông lục tinh đã thề son sắt có nắm chắc, hắn đại khái tính ra thực lực chỉnh thể của Bắc Đấu Tông là như thế nào. Thế lực như thế phóng ở Nam Vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tại ba vực khác chỉ có thể xem như rắn rít địa phương, muốn lăn lộn thiên hạ quá khó khăn. Đại hán cười khổ nói. Ngươi nói gia nhập thì gia nhập sao? Không nói đến tuổi của ta đã sớm vượt qua phạm vi thu đệ tử của bọn họ. Hơn nữa hiện tại Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông tuyển nhận nhân thủ đều hết sức cẩn thận, phải tra rõ ràng người nhà của ngươi rất rõ ràng. Dù vậy, tình huống của ta bây giờ cũng chỉ có thể gia nhập hộ vệ đội của bọn họ, lấy được tài nguyên cũng thập phần có hạn. Lý Vân Tiêu nói. Hộ vệ đội. Đại hán thở dài. Đúng vậy a, chuyên môn tuyển nhận những võ giả rác rưởi chúng ta, nếu nhận lời, tài nguyên mỗi tháng tương đương với đệ tử bình thường của bọn họ. Đại hán tên là Thọ Nguy, là tán tu bản địa. Thành Nam Hỏa có một ít đặc biệt hơn nơi khác, bởi vì tọa lạc gần mạch khoáng Ly Hỏa Kim Tinh, cơ hồ tất cả võ giả tán tu tụ tập đào quáng, những võ giả này không thuộc vào bất cứ thế lực này, kẹp ở giữa cạnh tranh của thế lực bản thổ và thương hội mà sinh tồn, cho nên thường xuyên kết bạn tổ đội, ôm đoàn sưởi ấm. Thọ Nguy chính là lão tán tu có tư lịch già dặn, trước khi đến Thành Nam Hỏa cũng chỉ có tu vị võ vương đỉnh phong. Ngây ngốc ở đây hơn 10 năm đã là võ tông lục tinh. Hơn nữa đình trệ ở cảnh giới này 3 năm, sợ rằng cả đời khó tiến thêm một bước. Hắn cũng ý định lại đào mỏ vài năm, tùy tiện tìm tiểu thế lực môn phái làm trưởng lão, an tâm dưỡng già, bồi dưỡng hậu nhân của mình. Ba người khác, một vóc người béo nục béo nịch, giống như một viên thịt, cho người ta cảm giác đầy mỡ, tên thật cũng không chịu lộ ra, gọi là Thổ Phỉ Viên. Còn có một lão đầu có chòm râu dê rừng. Một thân trường bào màu đỏ lôi thôi, bộ dáng thập phần hèn mọn bỉ ổi. Người còn lại là một phu nhân, cung trang quần áo và trang sức đơn giản, bao nhiêu cũng có chút bộ dạng tùy mị, nhưng mặt lạnh như băng, an nói có ý tứ. Ba người này đến Thành Nam Hỏa đã có một ít thời gian, nhưng cũng chưa từng thấy qua tỉ thí long trọng như Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông, đặc biệt chạy đến kiến thức một phen. Rất nhanh đã tiến vào sơn mạch địa bàn của Bắc Đấu Tông, không lâu sau gặp phải hộ sơn đại trận. Khó mà phi hành tiếp, năm người trực tiếp hạ xuống đi bộ lên. Trên con đường nhỏ bằng đá uốn lượn, bốn phía tràn ngập linh khí. Bắc Đấu Tông là một trong các thế lực bản thổ mạnh nhất Thành Nam Hỏa, chiếm cứ lấy tốt nhất địa mạch. Hơn nữa linh khí còn mang theo một ít nguyên tố hỏa hệ, hiển nhiên địa mạch dưới đất ẩn chứa Ly Hỏa Kim Tinh, là tài nguyên lớn nhất. Năm người tiện đường đi lên, rất nhanh nhìn thấy một trường đình, mấy tên đệ tử Bắc Đấu Tông đứng đó, đang kiểm tra thân phận từng người. Thọ Nguy đi đầu tiến lên, cung kính nói. Thì ra là lữ trưởng lão tự mình gác tại đây. Một lão giả diện mạo bất phàm râu bạc trắng đang nằm trên ghế nạm vàng khảm ngọc nhắm mắt dưỡng thần, thần thái lười biếng. Đối với Thọ Nguy nói mắt điếc tai ngơ, 10 ngón tay giao nhau, bộ dáng an tường. Thọ Nguy biết chính mình đẳng cấp không đủ, còn không đáng để lữ trưởng lão tự mình trợn mắt tiếp đãi, loại chuyện này gặp nhiều cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua. Lão giả râu bạc trắng cũng chỉ có thực lực võ tôn nhất tinh a. Nhưng mà trước mặt đám võ tông bọn họ thật sự có tư cách tự đại. Thì ra là Thọ Nguy, vào đi thôi. Một nam tử trung niên áo vàng phất tay với bọn họ. Thọ Nguy trực tiếp mang theo mấy người thông qua, bốn người Lý Vân Tiêu cũng theo sát phía sau, lại đột nhiên thân thể trì trệ, bị lực lượng vô hình ngăn cản, sắc mặt bốn người biến hóa. Nam tử trung niên áo vàng lạnh nhạt nói. Bốn người các ngươi là người phương nào? Thọ Nguy vội vàng quay đầu giải thích nói. Vị đại nhân này, bốn người này đi cùng với ta, đi kiến thức đại bỉ. Nam tử trung niên áo vàng nói. Nếu là đi cùng ngươi, hơn nữa là khuôn mặt xa lạ, vậy ngươi tự nhiên nên biết quy củ. Thọ Nguy nói.
tự nhiên biết rõ. Hắn nhìn bốn người nói. Phàm là người không cách nào chứng minh thân phận, đều phải do đại nhân Bắc Đấu Tông ra tay phong ấn tu vị mới có thể đi vào. Hắn thấy đám người Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng nói. Các ngươi yên tâm đi, lực lượng phong ấn duy trì 3 ngày. Mà đại bỉ của Bắc Đấu Tông cũng chấm dứt trong 3 ngày, trong khoảng thời gian này sẽ có đại nhân Bắc Đấu Tông phụ trách an toàn của các ngươi, cứ yên tâm đi. Hắn bổ sung. Ta mấy lần trước cũng bị phong ấn. Nam tử trung niên áo vàng nói. Thọ Nguy tại thành Nam Hỏa xem như có chút danh khí, cho nên có thể không phong ấn. Mà các ngươi là tán tu không có danh tiếng gì nên phải phong ấn, nếu không đi đường cũ quay về đi. Trong lúc hắn nói chuyện khí thế áp qua, tu vị võ hoàng tam tinh lập tức làm mấy người biến sắc. Trong lòng Lý Vân Tiêu im lặng, nhưng vì không gây phiền toái, cũng làm bộ dáng kinh hoàng như mấy người khác, nhưng mà thấy thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thổ Phỉ Viên thở dài, nói. Được rồi, nếu quy củ là thế, tất cả mọi người như thế, ta cũng không có gì để nói. Nam tử trung niên áo vàng gật đầy, tiện tay điểm mấy ký hiệu trên không trung, lập tức đánh vào người Thổ Phỉ Viên. Thổ Phỉ Viên hiện ra vẻ bối rối, rất nhanh khôi phục bình thường, khí tức võ tông trên người biến mất, xác thực bị phong ấn, trong đan điền không thể vận dụng nguyên khí. Tuy lão giả tròm râu dê và mỹ phụ trung niên không muốn, nhưng mà cũng đi qua cho nam tử trung niên áo vàng phong ấn. Cuối cùng đến phiên Lý Vân Tiêu, ánh mắt mấy người nhìn qua hắn. Nam tử trung niên áo vàng nói. Không muốn phong ấn thì trở về đi. Lý Vân Tiêu thở dài, lẩm bẩm. Thử xem. Hắn buồn rầu là, thủ pháp phong ấn của nam tử trung niên áo vàng quá thấp, cho dù hắn áp chế lực lượng của mình, đối phương cũng không thể phong ấn tu vị của hắn được. Dù sao tu luyện phách thiên luyện thể quyết, còn có minh nguyệt thần thể, đối với lực lượng tới từ bên ngoài có thể tự động chống cự. Nếu mình không có bị phong ấn, đoán chừng sẽ gây phiền toái. Nam tử trung niên áo vàng khai đạo với hắn, nói. Không cần sợ, thủ pháp độc môn của Bắc Đấu Tông chúng ta thập phần cao tuyệt, sẽ không lưu lại tác dụng phụ gì. Lý Vân Tiêu. Ta hơi khẩn trương, sợ không nhịn được sẽ phản kháng, ngươi nên thêm chút sức. Nam tử trung niên áo vàng sững sờ một chút, cười lạnh nói. Có phản kháng cũng không thể dùng gì. Hắn cũng điểm ra mấy ký hiệu, trực tiếp lăng không đánh vào người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy có lực lượng kỳ dị rót vào thân thể, lập tức bị thân thể ngăn cản, muốn bị cắn nuốt mất. Hắn vội vàng áp chế lực lượng thân thể, làm cho lực lượng kia chạy theo kinh mạch tiến vào đan điền, hóa thành một tầng giấy mỏng phong ấn lại, khí tức võ tông ngũ tinh cũng biến mất. Nam tử trung niên áo vàng hài lòng, khua tay nói. Có thể đi vào, Thọ Nguy nhận ra đường, mang bọn họ đi vào là được. Lý Vân Tiêu theo 4 người tiếp tục đi vào trong sơn mạch. Trong nội tâm lúc trước còn nao nao, rõ ràng phát giác được tên Lữ trưởng lão dường như mở mắt ra, thần thức quét qua người hắn vài cái, không có kết quả mới tán đi. Sau khi mấy người đi xa, trên trường đình, nam tử trung niên áo vàng nhìn thấy lão giả mở hai mắt ra, vội vàng bước lên nói. Lữ sư thúc, như thế nào? Lữ trưởng lão nhíu mày vài cái, mở miệng nói. Vừa rồi thiếu niên kia chưa tới 20 tuổi, dĩ nhiên có tu vị võ tông ngũ tinh. Thiên phú bực này cho dù là trong Bắc Đấu Tông cũng chỉ có nha đầu Mai Đông Nhi là có thể so sánh. Nam tử trung niên áo vàng cả kinh, nói. Chưa tới 20, ta còn tưởng rằng hắn sửa đổi dung nhan, cũng không có cẩn thận điều tra. Đông Nhi sư muội nghe nói đã đạt tới lục tinh. Lữ trưởng lão chậm rãi nói. Nha đầu kia bị người ta bắt đi, bản thân tự mình trở về, không nói một lời với ai cả, liền trực tiếp bế quan, chờ đợi tỉ thí ngày hôm nay. Nam tử trung niên áo vàng lo lắng, nói. Đông Nhi sư muội có phải là bị, có thể đã bị người ta xâm phạm hay không? Lữ trưởng lão ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nam tử trung niên áo vàng cúi đầu xuống. Lữ trưởng lão nói. Cái này thật không có, còn xử nữ hay không có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta sao? Mọi người cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì nàng đi ra ngoài một chuyến thì bước vào lục tinh, trong đó nhất định phát sinh qua cái gì? Nhưng mà nàng không chịu nói cũng thôi, người cứ làm việc đi. Lữ trưởng lão nhìn qua hướng đám người Lý Vân Tiêu biến mất, nói. Người đi ra ngoài nghe ngóng tin tức của thiếu niên kia, nếu như sạch sẽ, nên tranh thủ thu vào Bắc Đấu Tông chúng ta, nhân vật thiên tài bực này nếu không gia nhập Bắc Đấu Tông chúng ta, vậy. Hắn trầm tư một chút,
thuận miệng nói ra. Vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn dừng ở võ tông ngũ tinh đi. Vâng. Trong lòng nam tử trung niên áo vàng chấn động, vội vàng đáp, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Lý Vân Tiêu và bọn người đi lên đỉnh núi, đột nhiên Thổ Phỉ Viên mở miệng nói ra. Thọ Nguy, người tại thành Nam Hỏa nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua Bắc Hà Tông? Tất cả mọi người sững sờ, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, thầm nghĩ, Bắc Hà Tông, cái tên thật kỳ quái. Thọ Nguy ngạc nhiên một chút, trầm tư một lát, nói. Ta cũng có nghe qua, tốt hình như lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông chính là một nhà, gọi là Bắc Hà Tông, về sau chia rẽ thành hai nhà. Hắn hiếu kỳ nói. Vì sao ngươi đột nhiên hỏi như thế? Thổ Phỉ Viên cười hèn mọn bỉ ổi, thần thần bí bí nói. Vậy ngươi có từng nghe qua Bắc Hà Tông lưu lại bảo tàng, tại sao phân liệt ra hay không? Thọ Nguy nói. Bảo tàng Bắc Hà Tông mà ngươi nói vốn cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông cũng bởi vì bảo tàng này mà huyên náo tách ra. Nhưng mà bảo tàng vẫn giấu kín trong sơn mạch, chưa từng có người nhìn thấy qua. Thổ Phỉ Viên cười nói. Ngươi nói không sai, nhưng mà câu cuối cùng, hắc hắc, nếu như không có mở bảo tàng ra, ngươi cho rằng bằng Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông là có thể chống lại Lôi Phong Thương Hội sao? Mọi người giật mình. Thọ Nguy cũng biến sắc, đột nhiên quát. Câm miệng, nếu muốn mạng sống thì nên biết nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ta không biết ngươi nói chuyện này là có ý gì, nhưng ta C cũng không muốn nghe lại, nếu còn nói tiếp, ngươi không nên đi cùng chúng ta. Thọ Nguy có thể lăn lộn thời gian dài tại thành Nam Hỏa, có thể sống đến bây giờ tự nhiên là có chút ít đạo lý. Hắn thấy người bị tai bay vạ gió quá nhiều, tự nhiên biết rõ một ít đạo sinh tồn. Trong đó chuyện rất trọng yếu chính là không nên nói cái gì không thể nói, không nên quản sự chuyện không đâu. Thổ Phỉ Viên nhìn thấy phản ứng kịch liệt của hắn, ngượng ngùng cười vài cái, không hề lên tiếng. Thọ Nguy mặt âm trầm nói. Ta đây là muốn tốt cho ngươi, cũng vì tốt cho mọi người. Mấy người khác cũng nhìn qua Thổ Phỉ Viên, giữ im lặng, tiếp tục đi lên trên. Luồng khí xoáy trong đan điền Lý Vân Tiêu khẽ động, phòng ấn kia biến mất như bọt biển. Trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, trong bốn người bị phong ấn, trừ chính mình ra, còn có hai người lại tự động mở phong ấn. Một chính là Thổ Phỉ Viên, một chính là phu nhân cung trang mặt lạnh, chỉ có nam nhân tròm râu dê rừng là bình thường nhất, không phát ra chút khí tức nào. Thổ Phỉ Viên cùng phu nhân cung trang cũng không biết mình đã bạo lộ, còn giả bộ như bị phong ấn, năm người nhanh chóng tiến lên phía trước. Rất nhanh đi tới một loạt tiểu viện. Bên trong đã sớm có không ít người, còn có vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông đang thủ hộ ở bên ngoài. Thọ Nguy giải thích nói. Hôm nay chúng ta ở nơi này. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ở nơi này, không phải hôm nay bắt đầu tỉ thí sao? Thọ Nguy cười nói. Đúng thế, nhưng hôm nay chỉ là rút thăm cơ bản và xem xét thi đấu, ngoài ra còn có thi đấu top 50, bởi vì nhiều người rất loạn nên ngày đầu tiên sẽ rút năm. Ngày mai là 50 tiến vào 20, mà ngày cuối cùng chính là 20 tiến vào top 10. Đồng thời sẽ mời tất cả thế lực bản địa và thương hội tới quan sát. Đến lúc đó cơ hồ tất cả nhân vật uy tín của thành Nam Hỏa sẽ xuất hiện. Lý Vân Tiêu không có hứng thú xem những đệ tử này thi đấu, hắn chỉ muốn nhìn Mai Đông Nhi có thể xâm nhập top 3 hay không. Hắn tìm nơi tu luyện là tốt rồi, ngày thứ 3 lại đi quan sát. Thọ Nguy đã ra cửa đánh tiếng với đệ tử thủ hộ của Bắc Đấu Tông, đệ tử Bắc Đấu Tông chỉ tay, dường như an bài một góc tiểu viện. Thọ Nguy mang theo bốn người trực tiếp đi tới một tiểu viện hẻo lánh, trên đường trải qua vài lần hành lang, không ít võ giả đang nói chuyện với nhau, cũng có chút hăng hái nhìn qua bốn người. Bên trong phát hiện có một nửa người bị phong ấn tu vị, cơ bản đều lặng yên không lên tiếng, sợ dẫn xuất chuyện ăn thiệt thòi. Mà những người không có phong ấn thì đắc ý phi phàm. Ra vẻ mình được đãi ngộ đặc biệt. Ở chỗ này tận lực ít xuất hiện, nếu không các người bị phong ấn tu vị, không cẩn thận bỏ mạng tại đây. Thọ Nguy cẩn thận dặn dò. Nam tử râu dê hèn mọn biến sắc, nói. Không phải có người Bắc Đấu Tông giữ gìn trật tự sao? Ai dám lộn xộn ở đây? Thọ Nguy thấp giọng nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, giữ gìn trật tự ở cửa chỉ có mấy đệ tử võ tông, năng lực thật sự có hạn, bản thân vẫn cẩn thận thì hơn. Cái này, nam tử tròm râu dê kinh ngạc tới ngây người, dường như cảm thấy cực độ không thoải mái, nghĩ đến bản thân mình bị phong ấn tu vị,
bốn phía tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, hắn có cảm giác đưa dê vào miệng cọp. Thổ Phỉ Viên cùng phu nhân cung trang mặt lạnh không có quá nhiều biểu lộ, hai người đã sớm bỏ phong ấn. Có lẽ chính ở nơi này. Thọ Nguy liếc mắt nhìn qua cửa sân nhỏ, thật có chút cũ nát, cũng bất chấp nơi này thế nào, lập tức đi vào. Hắn vừa bước vào trong sân, sắc mặt đại biến, một đạo kình phong từ bên trong đánh ra, hóa thành trường ảnh lăng lệ chụp thẳng tới, nương theo đó là giọng nói quát lạnh. Người nào, cút cho ta. Thọ Nguy kinh hãi, vội vàng giơ tay phải đánh ra một trường, nguyên khí cường đại ngưng tụ thành trường trên không trung, không ngừng áp xúc lại. Oanh! Hai đạo trường ảnh, một lớn một nhỏ chấn động trên cao, kình phong quét qua các nơi, cây cối trong sân nhỏ và đá vụn bắn ra ngoài. Thọ Nguy không chiếm được tiện nghi trước mặt trường kia, vậy mà lâm vào hạ phong, làm cho trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Hắn vốn là võ tông lục tinh đỉnh phong, tu vị đối phương ít nhất là thất tinh, thậm chí là cao hơn. Chấn động lớn lập tức hấp dẫn người chung quanh tới xem, hơn 10 đạo hào quang bay vụt tới, toàn bộ lăng không đứng ở nơi xa, trêu tức nhìn náo nhiệt. Mà những người bị phong ấn tu vị thì tránh xa sợ tai bay vạ gió, trong lúc nhất thời do dự. Thọ Nguy sắc mặt giận dữ, nhìn vào trong quát. Các ngươi là người nào, gian phòng này là đại nhân Bắc Đấu Tông phân phó cho chúng ta sử dụng. Bên trong có tiếng nói nhàn nhạt vang lên, nói. À, chúng ta còn tưởng rằng là không người ở, vậy bây giờ chúng ta đã ở đây, các ngươi đổi nơi khác đi. Cái gì, khinh người quá đáng. Thọ Nguy giận tím mặt, tuy hắn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương quá không nể tình, đang ở trước mặt nhiều võ giả như thế. Ở đây đều là người uy tín lâu năm ở thành Nam Hỏa, hắn không thể bỏ mặt mũi được. Lúc này vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông cũng bị kinh động, bay lên cao cao, một tên đệ tử trẻ tuổi quát lên. Chuyện gì, lại dám động thủ trong Bắc Đấu Tông? Thọ Nguy mang chuyện này giảng thuật một lần, tên đệ tử kia đi tới tiểu viện quát. Các ngươi là người nào, vì sao không ở nơi quy định mà tới nơi đây? Bên trong có tiếng nói truyền ra. Nơi ở quy định quá nhỏ. Chúng ta ở đây nhiều người như thế, cho nên phải đi tìm nơi khác. Người bảo bọn chúng đổi chỗ đi. Người bốn phía đều sững sờ, đều âm thầm suy đoán thân phận của đám người này, lại dám sai sử đệ tử Bắc Đấu Tông làm việc, quả nhiên là càn rỡ a. Phải biết rằng nơi được an bài đều là chỗ của tán tu, mà những người có chỗ dựa hoặc là tông môn đều ở nơi thanh tú sạch sẽ. Bọn họ nói chuyện với Bắc Đấu Tông đều cung kính, nào dám cãi lời nửa phần. Những người này không chỉ dám cướp địa bàn, còn nói thẳng muốn người khác đi, quả nhiên là to gan lớn mật. Tên đệ tử kia sắc mặt biến hóa, cả kinh nói. Là các ngươi. Hắn hiện ra vẻ làm khó. Thọ Nguy nội tâm căng thẳng, nhìn qua sắc mặt tên đệ tử Bắc Đấu Tông, dường như phát giác có chỗ không ổn. Quả nhiên, tên đệ tử kia rất nhanh khôi phục tinh thần lại, lạnh nhạt nhìn qua năm người Thọ Nguy, nhân tiện nói. Đều là khách tới thăm Bắc Đấu Tông, có chuyện gì thì khiêm nhường một chút, không nên gây chuyện ồn ào, biết chưa? Nói xong không đợi Thọ Nguy trả lời, hắn nháy mắt với vài tên đệ tử sau đó rời đi. Cái này, tất cả mọi người sững sốt, nào có đạo lý giải quyết như thế, đây chính là chẳng giải quyết cái gì. Bọn họ vừa đi, còn không phải sẽ tiếp tục đánh nhau. Thọ Nguy cũng ngây người, đứng ở nơi đó, nhìn qua tiểu viện, trầm tư bất định. Dường như kiêng kỵ thân phận của người trong tiểu viện. Nam tử tròm râu dê thấy mọi người đang nhìn vào đám người bọn họ, toàn thân không được tự nhiên, nói. Chúng ta nên đổi nơi đi. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Đổi, hiện tại tất cả mọi người thấy chúng ta dễ khi dễ, đổi đi đâu. Sợ rằng không đổi nơi nào được đâu. Ngươi yếu thế, mỗi người sẽ dẫm lên đầu của ngươi. Trong lòng Thọ Nguy chấn động, kinh ngạc nhìn qua Lý Vân Tiêu. Trong mắt bắn tinh quang, bóp tay kêu đùng không dứt, trầm giọng nói. Không sai, lùi bước một bước, sẽ không thể tiến lên. Đột nhiên trong nháy mắt hắn hiểu ra, bình cảnh võ tông lục tinh dường như dao động. Thọ Nguy cả kinh, không thể ngờ mình lại có cảm giác đột phá, cũng bởi vì một câu của tiểu tử này. Hắn lấy một viên đan dược ra, tản mát linh khí rất mạnh, ở trước mặt bao người nuốt vào, bình cảnh vây khốn hắn mấy năm nay cũng mở ra. Hào quang tấn cấp sinh ra, dẫn tới người bốn phía kinh hô, lộ ra vẻ hâm mộ ghen ghét và hận ý. Thọ Nguy rốt cục hiểu ra, tại thành Nam Hỏa lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, càng ngày càng thích tiếc tánh mạng mình, ý chí chiến đấu từ trước kia đã bị mài mòn, khó trách những năm gần đây tầm thường vô vị,
tu luyện không tiến. Nếu vào lúc này hắn lùi bước, đời này hắn thật sự vĩnh viễn không thể bước qua võ tông lục tinh. Hắn nhảy vào cảnh giới thất tinh, lập tức cảm thấy phía trước bằng phẳng, con đường võ đạo mở ra. Nếu đệ tử Bắc Đấu Tông mặc kệ, vậy đừng trách ta không khách khí. Thọ Nguy nhìn tiểu viện và hét một tiếng, giờ phút này lòng hắn tính hoàn toàn biến hóa xảy ra, ngay cả xưng hô với đám người Bắc Đấu Tông cũng không còn kính ý như lúc trước. Trong tiểu viện có tiếng cười lạnh vang lên, nói. Vừa mới đột phá nhất tinh, đã cho rằng không biết trời cao đất rộng. Niệm ngươi vô tri, nhanh chóng cút đi cho ta, nếu không sẽ mất mạng. Thọ Nguy cười lạnh, tiến vào trong tiểu viện. Muốn chết. Người trong tiểu viện thấy hắn không nghe khuyên bảo, lập tức tức giận, một tiếng hét vang lên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, cửa phòng vỡ ra, một bóng người lăng không mà đứng, nguyên khí không ngừng sôi trào quanh người, hắn đánh ra một kích như biển gầm. Võ tông thất tinh đỉnh phong. Hai mắt Lý Vân Tiêu nhắm lại, thoáng cái nhìn thấu tu vị của người này. Tu vị bực này hắn không đặt vào trong mắt, nhưng Thọ Nguy vừa mới đột phá đến thất tinh, muốn tiếp một trưởng này quá khó khăn. Thọ Nguy cảm nhận được áp lực to lớn, lập tức hiểu tu vị đối phương trên mặt, sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn vội vàng ngưng tụ toàn bộ nguyên khí vào hai tay đỏ lên như thép nóng chảy, không khí chung quanh sinh ra khói trắng. Xích cầu thiết trưởng. Hai đại thủ ấn đỏ bừng đánh ra, bốn trưởng giao nhau, kình phong không ngừng sinh ra âm thanh chói tai, giống như vô số chim con bị bóp cổ kêu chíp chíp. Một đạo khí áp nguyên khí vô hình tỏa ra, ép thiết trưởng của Thọ Nguy dần dần mất đi màu đỏ, dần dần biến xanh. Hai chân Thọ Nguy càng bị nhấn vào trong đất, lún tới đầu gối. Tình thế hiện tại phóng lao phải theo lao, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đau khổ chống đỡ, nhưng mà hắn vừa mới tiến vào thất tinh. So với đối phương là cao thủ thất tinh có chênh lệch không nhỏ, cũng không biết có thể kéo dài bao lâu, cục diện không tốt. Hơn nữa trong tiểu viện không chỉ có một người, hình như còn đồng lõa bên trong. Lòng bàn tay Thọ Nguy sinh ra vết nứt, nhiều huyệt đạo trên người chảy máu. Nếu không có những biện pháp hóa giải khác, cũng chỉ có thể bị đối phương đánh chết. Tên nam tử lăng không kia mặc trường bào màu xám, cũng đã vận chuyển nguyên khí tới cực điểm, hắn cao hơn Thọ Nguy nửa tinh. Tuy chiếm thượng phong, nhưng cũng không dễ dàng, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi rậm rạp, trong mắt thì tàn nhẫn. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn không thay đổi, hắn nhìn ra, Thọ Nguy căn bản chống đỡ nổi, tiếp tục như vậy chỉ có bạo thể mà vong. Trong nghi tâm của hắn có mây lửa hiện ra, chợt lóe lên. Vào lúc tên nam tử áo bào xám đang vận chuyển toàn bộ nguyên khí đánh tới đột nhiên kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng biến thành màu đen, lực lượng hai trưởng tan rã, thiết trưởng của Thọ Nguy bạo phát. Vốn không khí bị áp xúc tới cực hạn và nổ tung, đánh hắn bay mất. Mọi người chỉ thấy nam tử áo bào xám toàn thân đen lại, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị chấn bay vào trong tiểu viện, hét thảm không dứt. Thọ Nguy thoáng được cứu trợ, vui mừng quá đỗi, nhưng nội tâm vô cùng cổ quái, không rõ đối phương vì sao đột nhiên như thế, chẳng lẽ công pháp cắn trả. Chỉ thấy nam tử áo bào xám không ngừng lăn lộn trong tiểu viện, cháy đen trên người càng ngày càng nhiều. Dường như thống khổ không chịu nổi. Lúc này trong phòng có ba người bay ra, trong đó một gã nam tử nâng nam tử áo bào xám lên, cho hắn ăn viên đan dược, cả kinh nói. Lực lượng nguyên tố hỏa hệ thật mạnh. Hắn lấy một băng phách hàn khí bức người đưa vào trong tay nam tử áo bào xám. Làm cho mấy người kia dùng mình là, băng phách vừa vào tay, đảo mắt đã hóa thành bãi nước, bốc hơi. Đây chính là hàn băng băng phách lấy từ đáy biển vạn trượng ở Đông Hải A. Một người trong đó kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nam tử áo bào xám sau khi cầm lấy băng phách, tuy chỉ thoáng điều tức, nhưng mà thương thế dần ổn định lại, hơn nửa người bị nung khô. Lúc này viên đan dược từ từ có tác dụng, giảm bớt thống khổ của hắn. Một nam tử xoay người lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hai tay Thọ Nguy, mở miệng nói. Vũ khí thật độc ác, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Thọ Nguy sững sờ một chút. Lập tức hiểu người này hiểu lầm, hắn cũng hết sức kỳ quái, rốt cuộc là người nào ra tay cứu hắn, thật không ngờ vô thanh vô tức tới mức không ai phát giác. Nhưng hắn tự nhiên sẽ không nói toạc ra, chỉ hừ lạnh nói. Gieo gió gặt bão. Nam tử kia sắc mặt biến hóa, dường như trong lòng sinh ra kiêng kỵ, nói. Đã như vậy, ta đây rất muốn lĩnh giáo thủ đoạn của các hạ. Hắn sải bước đi tới trước người Thọ Nguy, hai gã nam tử khác cũng tiến lên. Ba người thành xu thế tam giác vây quanh Thọ Nguy,
trên người tỏa ra khí thế áp đảo Thọ Nguy, nhưng mà trong lòng có kiêng kỵ nên không động thủ. Trong lòng Thọ Nguy căng thẳng, lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nếu như cao nhân lúc trước không ra tay, vậy hắn xong đời, trên mặt hắn vẫn giận dữ, quát. Các ngươi hẳn là muốn liên thủ. Lý Vân Tiêu thầm hô phiền toái, đám người kia xem ra không chết vài tên thì không dừng tay. Vừa rồi hắn chỉ ngưng tụ ra hư ảnh Phượng Hoàng chân hỏa, nhẹ nhàng đốt một chút mà thôi, nếu nhưng tụ ra chân hỏa, đừng nói tên nam tử võ tông thất tinh kia còn sống, hắn lập tức hóa thành cho tàn, căn bản không có khả năng toàn mạng. Hắn tự đánh giá nên làm thế nào cho phải, nếu như mình ra tay thì quá dễ làm người ta chú ý, ánh mắt lập tức nhìn lên Thổ Phỉ Viên và nữ nhân mặt lạnh kia. Hai người này vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cũng bình tĩnh, mà ngay cả Thọ Nguy hoàn toàn chịu không được cũng không thấy ra tay, thực sự quá lạnh lùng, ánh mắt hắn mỉm cười, nghĩ ra biện pháp. Ta muốn rất kiến thức nguyên tố hỏa hệ của ngươi che giấu là thế nào, rốt cuộc nó ra sao? Tên nam tử kia trầm giọng nói. Nếu thực lực ngươi đạt được ta tán thành, có thể không truy cứu tội của ngươi lúc trước, nói không chừng có thể ban cho ngươi cơ hội gia nhập chúng ta. Hắn vừa mới nói xong, tay phải quay tròn, một đầu hư ảnh hình rồng làm từ cát vàng hiện ra, vần quanh thân thể của hắn, phạm vi càng lúc càng lớn, cát vàng đầy trời, thân thể của hắn vậy mà trở nên phiêu hốt. Người này cũng nắm giữ lực lượng nguyên tố, hơn nữa tu vị vẫn cực lực áp chế, dưới loại tình huống này cũng không muốn bộc lộ ra. Cát vàng từ từ khuếch tán, ngưng tụ, trên không trung hội tụ thành hơn 10 con rắn nhỏ, lập tức nhìn Thọ Nguy, thập phần có linh tính. Lý Vân Tiêu biến sắc, không thể ngờ người này có thủ đoạn như thế, hơn 10 đầu rắn nhỏ kia đều có thực lực võ tông cửu tinh, hình thành áp chế hoàn toàn với Thọ Nguy. Thọ Nguy thoáng cái không còn chút máu nào, vốn còn nghĩ biện pháp liều chết đánh cược một lần, bây giờ người ta tùy tiện biến ảo con rắn nhỏ cũng có thể áp chế mình. Căn bản là lấy trứng chọi đá, không hề có phần thắng. Đám võ giả ở xa xa quan sát biến sắc và ngưng trọng, thực lực của nam tử này vượt qua dự đoán của bọn họ. Chỉ từ chiêu thức này có thể thấy thực lực của hắn ít nhất cũng là võ hoàng. Thọ Nguy dù cường đại hơn nữa cũng không có khả năng vượt qua một đại cảnh giới khiêu chiến. Không cần lo lắng, ngươi cứ sử dụng lực lượng nguyên tố đi. Chỉ cần có thể lọt vào pháp nhãn của ta, ngươi sẽ không có việc gì, nếu không. Tên nam tử kia nói tới đây thì dừng, hiển nhiên là không thể lọt vào pháp nhãn của hắn thì xong đời. Hắn duỗi tay ra, năm ngón tay nắm lại, con rắn nhỏ vào lúc này duỗi ra, ánh mắt băng hàn. Đi! Nam tử nói khẽ, năm ngón tay điểm xuống. Siêu 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 siêu! Hơn 10 đầu thổ xa xà nhao nhao bay vụt xuống, mỗi một đầu có lực lượng sánh ngang võ tông cửu tinh, trong mắt Thọ Nguy tràn ngập tuyệt vọng, đắng chát không thôi. Không thể ngờ vừa đột phá bình cảnh nhiều năm lại chết ở nơi đây. Trong lúc đó hai mắt Lý Vân Tiêu sáng lên, trong miệng nói. Di hình hoán vị. Một lực lượng tinh thần cường đại bắn vào hư không, không gian vặn vẹo, không gian trước mắt Thổ Phỉ Viên và Mỹ Phụ mặt lạnh vặn vẹo, sau một khắc trực tiếp xuất hiện trước mặt Thọ Nguy. Cái này. Thổ Phỉ Viên và Mỹ Phụ mặt lạnh ánh mắt mê ly giật mình, lúc này cảm nhận được tinh thần lực cường đại, còn chưa kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy mê muội, sau đó nhìn thấy hơn 10 con thổ xa xà lao tới, mỗi con đều là võ tông cửu tinh. Chi? Hai người đồng thời sợ tới mức hồn phi phách tán, cũng không quản xảy ra chuyện gì, nhao nhao vận chuyển nguyên khí, hai lực lượng cường đại bùng nổ, ở một trái một phải trước mặt Thọ Nguy đồng thời ra tay. Lần này không chỉ hai người khó hiểu, tất cả mọi người mở to mắt ra, vậy mà không có người nào thấy rõ hai người xuất hiện thế nào. Đồng tử tên nam tử vừa ra tay co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, nghẹn ngào kêu lên. Di hình hoán vị. Hai tên đồng bạn khác chấn động, vội vàng làm tốt chuẩn bị ra tay, hoàn toàn cảnh giác. Thổ Phỉ Viên cầm mấy viên bi thủy tinh như quả cầu nhỏ, kẹp ở giữa ngón tay, phát ra âm thanh lôi điện tê tê, hai đấm vung vẩy đánh ra, một quyền nhanh như tia chớp, một quả cầu tia chớp bị hắn đánh ra ngoài, mỗi quả cầu mang theo lôi điện kết nối với nhau. Rất nhanh đã tạo thành lưới điện đánh thẳng vào thổ xa xà. Rầm rầm rầm. Những thổ xa xà này lập tức nổ tung, nổ thành cát vàng đầy trời, lưới điện chi cũng từ từ suy yếu. Mỹ Phụ mặt lạnh cũng từ hoảng hốt tỉnh táo lại, lấy ra một quạt xếp màu xanh, nhẹ nhàng mở ra, lập tức có khí tức xanh đậm bắn ra ngoài, nàng quát một tiếng, quạt xếp bỏ phong ấn, hóa thành một cây quạt dài 2 mét, hai tay nắm cán quét qua. Kình phong vô hình từ quạt xếp bắn ra ngoài.
những thổ xa xà kia nổ tung như pháo. Mỹ phụ mặt lạnh hừ một tiếng, lại múa quạt vài cái, lập tức thổi cát vàng bay đi không còn. Đám người đứng ngoài vô cùng sợ hãi, hai người đứng hai bên trái phải Thọ Nguy, giống như hộ vệ cho hắn. Thọ Nguy sững sờ, sau đó đại hỉ, ôm quyền nói. Thì ra hai vị là thâm tàng bất lộ, đa tạ ân cứu mạng, chuyện lúc trước phải cảm tạ. Thổ Phỉ Viên cùng Mỹ phụ mặt lạnh nhìn nhau, đều nhìn thấy đắng chát và bất đắc dĩ trong mắt đối phương, còn có một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ. Ánh mắt hai người vụng trộm nhìn ra phía sau, chỗ đó chính là Lý Vân Tiêu và nam nhân tròm râu dê hèn mọn bỉ ổi đang đứng. Hai người có thể khẳng định, tất nhiên là một trong hai người này ra tay thuấn di hai người tới đây. Loại thủ pháp di hình hoán vị này chỉ có những đại thuật luyện sư mới có thể làm được. Bọn họ kinh nghi bất định nhìn lên người nam nhân tròm râu dê hèn mọn bỉ ổi, bởi vì hắn hiểm nghi càng lớn. Mà nam nhân tròm râu dê hèn mọn bỉ ổi lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì, không phải bọn họ bị phong ấn lực lượng hay sao? Khó trách dám khiêu chiến chúng ta, các ngươi là người nào, đến Bắc Đấu Tông làm cái gì? Tên nam tử thi triển thổ xa xá quát lên, hai người này có thể dễ dàng phá vỡ vũ khí của hắn, hiển nhiên ít nhất cũng có tu vị võ hoàng. Thời điểm này, Thổ Phỉ Viên không có biện pháp, chỉ động thân tiến lên, hừ lạnh nói. Đã đến Bắc Đấu Tông, tự nhiên quan sát tông môn đại bỉ, chẳng lẽ các ngươi không phải? Nam tử kia sững sờ một chút, lập tức cười lạnh nói. Chúng ta đương nhiên là thế, nhưng mà các ngươi có phải đáng hoài nghi hay không? Mỹ phụ mặt lạnh hừ lạnh, nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mang theo người của ngươi xéo đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Sắc mặt nam tử này khó coi, dùng lực lượng trước mắt của bọn họ không thể chiếm tiện nghi, mà người của hắn tạm thời không có việc gì, dây dưa nữa chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn, lập tức nói. Tốt, nơi này tạm thời tặng các ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh ở yên ổn hay không. Hắn hiển nhiên là mấy người đứng đầu, vung tay lên, hai người khác nhìn nhau, nhìn vào đồng bạn trong tiểu viện bị nung khô hơn phân nửa. Dưới ánh mắt của mọi người xám xịt rời đi. Cả sân nhỏ trở nên rộng rãi, đều nhìn thấy bốn người đi vào một trạch viện lớn hơn. Ánh mắt Thọ Nguy lộ ra vẻ sầu lo, tuy hội tụ ở chỗ này đều là tán tu, nhưng mà cũng có đối đãi khác nhau. Vừa rồi những người kia đi tới đỉnh viện lớn nhất, thậm chí đã từng có tán tu võ tôn ở qua. Nhưng mà hiện tại cũng không quản nhiều như thế, hắn bước lên phía trước cảm tạ Thổ Phỉ Viên cùng phu nhân mặt lạnh một cái, bái tạ nói. Đa tạ hai vị ra tay cứu giúp. Thổ Phỉ Viên đắng chát không nói nên lời, nội tâm cuồng mắng không thôi, lão tử mới không thèm cứu người đấy. Nhưng trên mặt vẫn co rúm lại, cười nói. Khách khí, khách khí. Mỹ phụ mặt lạnh vẫn lạnh lùng như khối băng, nhưng mà thỉnh thoảng đánh giá Lý Vân Tiêu cùng nam tử tròm râu dê hèn mọn bỉ ổi, hết sức kiêng kỵ. Thọ Nguy nói. Nếu đã đuổi đám ác nhân kia rồi, chúng ta chờ chút. Đợi lát nữa ta sẽ mang chuyện nơi đây báo cáo với trưởng lão Bắc Đấu Tông, sẽ không cốt chuyện gì. Tuy hắn nói như thế, nhưng cái khó dùng che giấu sầu lo trong mắt. Náo nhiệt đã hết, người xa xa tán đi, năm người tiến vào tiểu viện, cánh cửa đã sớm bị hủy hoại, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc ở lại mấy đêm. Trong tiểu viện tổng cộng có 6 gian phòng, Thọ Nguy khách khí với Thổ Phỉ Viên cùng Mỹ phụ mặt lạnh, bảo hai người chọn trước 2 gian phòng vào ở. Sau đó liền cho Lý Vân Tiêu cùng tròm dâu dê chọn trước, tròm dâu dê khúm núm, không dám chọn trước. Lý Vân Tiêu thì không sao cả, tùy tiện chọn một gian phòng rồi tiến vào. Bên trong thập phần nhỏ hẹp, bài trí cũng dị thường đơn giản, một cái giường và một cái bàn nhưng rất sạch sẽ, hiển nhiên vì chiêu đãi người ở đây vẫn quét dọn một phen. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu ngồi xuống. Trong giới thần bi, linh hồn hiển ảnh xuất hiện bên cạnh Viên Cao Hàn, nhìn qua tài liệu hồ lô tiểu kim cương, nói. Lão Viên, nghiên cứu như thế nào rồi? Viên Cao Hàn liếc hắn một cái, gật đầu nói. Có thể thử một lần. Hôm nay ta dùng tử đỉnh do ta tự luyện chế, huyền diệu trong đó ta nắm được một chút. Hơn nữa hồ lô tiểu kim cương nguyên bản chính là ngươi luyện chế, hơn nữa ngươi chính là Cổ Phi Dương, có ngươi ở đây, ta cũng tin tưởng 10 phần. Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Phải biết rằng ngươi chính là đệ tử của Thiên Chiếu Tử, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ thuật luyện sư ở thánh vực đấy. Viên Cao Hàn nhìn qua hắn, nghiêm túc nói.
Trong đời Viên Cao Hàn ta khâm phục không nhiều người lắm, mà ngươi chính là một trong số đó. Trong mắt của hắn đầy tôn kính, còn có chứa một tia cảm xúc phức tạp, nội tâm đắng chát, tự diễu nói. Ngay cả đệ nhất mỹ nhân cung chủ Khúc Hồng Nhan cũng ái mộ ngươi, đã là công địch của nam nhân khắp thiên hạ rồi. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ, cười mắng. Ít đa sầu đa cảm, nhanh luyện chế hồ lô tiểu kim cương a. Cô đơn trên mặt Viên Cao Hàn lóe lên rồi biến mất, hắn thở dài một hơi, giữ vững tinh thần, nói. Ân, tất cả tài liệu ta đã chuẩn bị tốt, nhưng mà... Hắn thoáng do dự nói. Ta cảm thấy gia nhập thêm Thiên Hàn tinh thiết vào, lại bằng vào thực lực hai người chúng ta, nói không chừng có thể luyện chế thành bát giai đỉnh phong nửa thú nửa khí. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đúng là có cơ hội, nhưng hiện tại lực lượng của ta và ngươi quá yếu, xác suất thất bại rất cao. Huống hồ Thiên Hàn tinh thiết ta có chỗ dùng ta. Sắc mặt Viên Cao Hàn phát lạnh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, nhắc nhở. Ngươi chỉ có ba cái. Lý Vân Tiêu tươi cười, cười như mặt trời ấm áp, nói. Đừng đùa, chúng là của ta, bảy phần Thiên Hàn tinh thiết ta đều dùng tới. Quả nhiên, Viên Cao Hàn lửa giận ngút trời quát. Nếu ngươi đụng tới Thiên Hàn tinh thiết của ta, ta Ngọc Thạch câu phần với ngươi. Hắn cũng bởi vì tham những tài liệu này, lúc này mới thả đại ma ra, hiện tại bị nhốt trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng kích động, ta chỉ nói mà thôi. Viên Cao Hàn vạn phần buồn rầu, đây là trong giới thần bi, đối phương có cả vạn biện pháp đối phó mình, bốn phần Thiên Hàn tinh thiết chỉ sợ không còn. Lý Vân Tiêu nói. Tuy Thiên Hàn tinh thiết không thể thêm vào, nhưng ta còn có một vật có thể thêm vào. Hắn lật tay một cái. Một đạo kim mang chớp động, lập tức một pho tượng đồng cổ hiện ra. Viên Cao Hàn thống khổ co rút lại, nhìn qua tượng đồng và giật mình. Mấy hô hấp sau sắc mặt của hắn đại biến, đi tiến lên vuốt ve tượng đồng, trong giây lát nghẹn ngào kêu lên. Thiên chiếu khuyết kim, đây là một khối thiên chiếu khuyết kim hoàn chỉnh. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời, hai tay ôm lấy tượng đồng, sợ bị người ta đoạt đi. Da mặt Lý Vân Tiêu run rẩy một cái, nói. Động tác của ngươi quá hèn mọn bị ổi nha. Ngươi nhìn kỹ xem, thiên chiếu khuyết kim hình như có tà dị, hiện tại hồn lực của ta quá thấp, rất khó coi xem được. Viên Cao Hàn yêu thương ôm tượng đồng vuốt ve một hồi, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nội tâm thập phần không công bằng lầm bầm nói. Ta cho dù tại thánh vực, hưởng dụng tài nguyên phong phú nhất thiên hạ, nhưng so với người ta cảm thấy mình nghèo phát sợ. Ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá tượng đồng và công nghệ làm ra nó. Lúc này chấn động, nói. Tượng đồng này là thế nào, tại sao có thể làm tâm thần của ta chấn động? Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng nói. Tượng đồng này ta vớt được trong ngân hà vực ngoại tinh không, bên trong giường như ẩn hàm cái gì đó, nhưng mà lực lượng của ta quá yếu, căn bản không cách nào dò xét nó là cái gì. Viên Cao Hàn ngưng mắt nhìn một hồi, trầm tư nói. Có thể dùng thiên chiếu khuyết kim chế tạo tượng đồng, thực lực phi phàm, ý ngươi là. Lý Vân Tiêu nói, dùng tử đỉnh của ngươi thử luyện hóa nó, đây chỉ là một khối thiên chiếu khuyết kim nguyên thủy nhất, trong quá trình chiết xuất nó, tự nhiên cũng có thể luyện ra đồ vật bên trong. Viên Cao Hàn lắc đầu nói, đây chính là thiên chiếu khuyết kim, là một trong các loại khoáng thạch cứng rắn nhất thiên hạ, không phải cửu giai thuật luyện sư căn bản không cách nào luyện được. Hắn ngược lại do dự nói, nhưng mà một khối nhỏ vẫn có thể. Lý Vân Tiêu vươn tay ra. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay, chính là Phượng Hoàng chân hỏa, hóa thành một đao lửa theo đầu ngón tay của hắn, cắt vào một góc chân tượng. Hỏa diễm đảo qua, lưu lại một dấu vết màu đen, vậy mà không cách nào cắt xuống. Viên Cao Hàn cũng nhướng mày, xem ra trình độ cứng rắn còn vượt qua nhận thức của hắn. Loại tài liệu này hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, vẫn là một trong vài loại tài liệu đỉnh cấp của đại lục, giá trị cũng sàn sàn với Thiên Hàn tinh thiết. Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên, tuy lực lượng của giới thần bi đã phi thường yếu ớt, nhưng hắn có thể lưu chuyển toàn bộ, ngưng tụ hỏa diễm thành đao cũng rất mạnh, cho dù là ai cũng không dám đón đỡ, nhưng bây giờ không thể cắt được tượng đồng. Hắn lúc này ngồi xếp bằng xuống, mở miệng nói. Lão Viên, ngươi mở đỉnh luyện khí, ta sẽ cắt thiên chiếu khuyết kim, nếu không mặc dù cắt xuống được thì đỉnh lô của ngươi cũng không luyện hóa được. Viên Cao Hàn biết đây là kim loại cứng nhất. Sợ cũng chỉ có Phượng Hoàng thần hỏa của Lý Vân Tiêu là có thể nung nó, đến lúc đó hắn chỉ cần dung hợp vào là được.
hắn ứng một tiếng, liền bắt đầu đánh pháp quyết vào Thiên Vũ Luân chuyển tử kim đỉnh, thân tử đỉnh không ngừng chấn động, bắn ra hào quang màu tím. Lý Vân Tiêu vận chuyển đại diễn thần quyết, tăng hồn lực của mình lên viên mãn, nhưng sau khi ngưng tụ ra hỏa diễm thần đao hình dao găm, bắt đầu tinh tế cắt một góc pho tượng. Hai người làm việc của mình, từng đạo hào quang bắn ra khỏi Phương Thốn Sơn, tử khí trùng thiên. Bốn phía Thiên Vũ Luân chuyển tử kim đỉnh có các loại nguyên liệu vần quanh, bị Viên Cao Hàn đánh vào trong tử đỉnh, hắn hòa tan nguyên liệu vàng không phải vàng, ngọc không phải ngọc, cẩn thận bao vây lấy thạch chi tâm, sợ luyện chế sinh ra tổn thương. Tử đỉnh lúc này biến thành cao mấy mét, trừ tử khí trùng thiên ra, còn tản mát hào quang năm màu, vô cùng sáng ngời. Lý Vân Tiêu một tay niết bí quyết ấn, hắn vẫn vận chuyển Phượng Hoàng Thần Hỏa, tuy chỉ là hình thái nhỏ bé nhất hắn cũng cảm thấy cố sức. Rốt cục sau nửa canh giờ mới cắt được một góc của pho tượng xuống, một khối tam giác lớn bằng nửa nắm tay bay ra, dường như còn ẩn chứa linh tính, nó bay một vòng trên Phương Thốn Sơn, vậy mà muốn trực tiếp phá không mà đi. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, thiên tài địa bảo ẩn chứa linh tính thì hắn gặp không ít, nhưng bị cắt mà có thể chạy đi thì chưa thấy bao giờ. Hắn lật tay đánh xuống. Lập tức không trung xuất hiện một khố tức nhướng, chân áp thiên chiếu khuyết kim, lập tức định trụ nó không thể nhúc nhích. Lý Vân Tiêu biến ảo ấn quyết, khoa đầu văn bay lên, ấn vào khối thiên chiếu khuyết kim kia. Sau đó hỏa diễm hóa thành lao tù nhốt lại, bắt đầu thiêu đốt hừng hực. Viên Cao Hàn bên kia nhìn thấy mà giật mình, nếu không có Phượng Hoàng Thần Hỏa, bảo hắn luyện chế, sợ rằng có luyện mấy ngày mấy đêm cũng không được. Cổ Phi Dương, như thế nào? Hắn lo lắng hỏi. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Không có vấn đề, ngươi thế nào rồi? Hiện tại có thể dung hợp. Viên Cao Hàn cười nói. Đang chờ ngươi đây. Ân. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, thần dịch lực trong đan điền vận chuyển thật nhanh, Phượng Hoàng chi hỏa trên không trung trở nên mạnh mẽ, khối thiên chiếu khuyết kim rốt cuộc cũng hòa tan, dưới sự khống chế của hồn lực bay vào trong tử đỉnh. Hỏa diễm bốn phía tử đỉnh bộc phát, dường như cực kỳ sợ hãi Phượng Hoàng chi hỏa bao bọc lấy thiên chiếu khuyết kim, cả đại đỉnh không ngừng kêu vù vù như sợ hãi. Viên Cao Hàn biến sắc, hắn ngưng tụ ra một khoa đầu văn màu vàng, chính là văn tự Mạc Hoa Nguyên thi triển trong khi tỉ thí, vỗ vào đại đỉnh một cái, màu tím phun ra lần nữa, chấn động cực lớn từ từ vững vàng lại. Sau đó hắn kết ấn thật nhanh, thân ảnh chuyển động quanh đại đỉnh, một ấn quyết đánh vào, tử khí quanh quẩn trên đỉnh núi. Trong mơ hồ giống như có thần nữ phi tiên, chính là ba nữ khỏa thân dưới chân đỉnh Thiên Vũ Luân chuyển tử kim đỉnh. Ầm ầm. Trong lúc đó cả đỉnh núi rung động lắc lư mạnh mẽ, tất cả âm thanh yên lặng lại. Hư ảnh thần nữ biến mất, tử khí mê mang tiêu tán ra, hào quang như bảo thạch trên tử đỉnh xuất hiện. Mặt Viên Cao Hàn đầy mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hào hển, nhìn chằm chằm vào tử đỉnh không nháy mắt một cái. Lý Vân Tiêu cũng đứng dậy, đi về phía trước, nói. Như thế nào? Viên Cao Hàn lộ ra vẻ cổ quái, nói. Không biết. Hắn vỗ một chưởng lên tử đỉnh, lập tức bắn ra hào quang năm màu, nắp đỉnh xoay tròn mở ra, một lực lượng khí vận cực mạnh tỏa ra ngoài. Khí vận mạnh mẽ, mặc dù không có khủng bố như bát giai đỉnh phong nhưng mà cũng cường đại hơn trước rất nhiều. Hai người mừng rỡ không thôi, vội vàng nhảy lên tử đỉnh, nhìn vào bên trong. Tử khí quấn quanh, bên trong có một khối kim loại mập mạp đang ngồi, trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng ngời, vậy mà ngồi xếp bằng tại đó. Chi? Hai người đều hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn nhau. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Xảy ra chuyện gì? Nó đang ngồi tu luyện. Lý Vân Tiêu cũng nuốt nước miếng, gian nan nói. Ta cũng không biết a, quá quái dị. Cho dù là yêu thú, muốn tiến hóa ra trí tuệ ít nhất cũng phải đạt tới cửu thiên đỉnh phong. Viên Cao Hàn nói. Đúng vậy, đầu táng niên thú của Diêu Kim Lương có trí tuệ không kém gì nhân loại. Thế nhưng mà, cho dù yêu thú có trí tuệ, cũng không biết ngồi xuống. Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ gia nhập khối thiên chiếu khuyết kim có vấn đề? Hắn cũng không cách nào giải thích, hiện tượng trước mặt làm cho hai gã cửu giai thuật luyện sư khó lý giải, không biết phải làm sao. Này, ngươi nghe hiểu ta nói gì không? Viên Cao Hàn hô vài câu, nhìn qua khối kim loại đang ngồi xuống không có phản ứng, hắn nhìn Lý Vân Tiêu nói ra. Ngươi thử xem. Dù sao thứ này cũng là yêu thú huyền khí của ngươi. Lý Vân Tiêu ân một tiếng, cũng không có nắm chắc quá lớn, nhẹ giọng quát.
đi ra. Khối kim loại béo ú kia từ từ hoạt động, lúc này mới ngẩng đầu lên mở mắt ra, ánh mắt một tím một xanh bắn ra ngoài, cả thân thể vèo nhảy ra, lăng không đứng trên tử đỉnh, không chút biểu tình nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu thè lưỡi liếm môi dưới, nói. Ngươi có trí tuệ sao? Khối kim loại tròn vẫn không có biểu lộ gì, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, dường như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. Viên Cao Hàn quan sát một hồi, nói. Xem ra vẫn là nửa thú nửa khí, cũng không có mở ra trí tuệ, nhưng mà ngồi xuống lúc trước. Lý Vân Tiêu ra lệnh. Toàn lực đánh một quyền cho ta nhìn xem. Ánh mắt tím xanh của khối kim loại sáng lên, thân thể bày tư thế đánh ra một quyền, không gian vặn vẹo dưới nắm đấm của hắn. Vậy mà xuất hiện vết nứt không gian, phát ra âm thanh ầm ầm đánh tới ngàn mét trước mặt. Đây là thực lực võ tôn bát tinh. Trong trận chiến lúc trước, trải qua lôi kiếp, trực tiếp theo từ thất giai tấn cấp đến bát giai. Nhưng mà khi đó triệt để báo hỏng, hiện tại chữa trị đã có thể ổn thỏa ở cấp độ bát giai. Viên Cao Hàn chấn động, sợ hãi nói. Cái này, một quyền của nó là kim căng quyền, nó biết võ kỹ. Lý Vân Tiêu vô cùng hài lòng với một quyền này, nói. Ân, ta dạy nó. Xem ra luyện chế lại một lần cũng không có quên a. Ta hiện tại thực kỳ quái, loại nửa thú nửa khí này có thể mang tài liệu cửu giai luyện chế bộ phận khí thành cửu giai hay không, nó có chiến lực võ đế. Viên Cao Hàn sững sờ một hồi, sau đó lâm vào trầm tư. Nếu thật sự là như thế, vậy quá mức khủng bố rồi, chỉ cần nhiều bắt nhiều thạch thú một chút. Bên người cửu giai đại thuật luyện sư chẳng lẽ không phải tất cả đều là võ đế hộ vệ sao? Hắn ngẫm lại, lại lắc đầu nói. Điểm ấy ngươi có lẽ còn rõ ràng hơn ta. Võ đế là phải cảm ngộ thiên địa quy tắc, ngưng tụ cửu thiên đế khí. Mà huyền khí cửu giai chỉ là phẩm cấp đạt tới mức thừa nhận được đế khí mà thôi. Một quyền vừa rồi đạt tới lực lượng võ tôn bát giai, nhưng mà đó là thêm lực lượng huyền khí, bộ phận thú của nó vẫn dừng lại ở võ hoàng thất tinh mới đúng. Lý Vân Tiêu trầm tư không nói, nói. Thạch thú tối đa chỉ có thể tiến giai tới võ hoàng đỉnh phong, đây là huyết mạch quyết định. Nếu như muốn tiến thêm một bước, trừ biến dị. Trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ, dường như cũng cảm thấy khó tin với suy nghĩ của mình, nói. Tu luyện. Viên Cao Hàn chấn động, giật mình nói. Ý ngươi là, nó ngồi xuống chính là vì tu luyện, mang bộ phận thú đột phá lên võ tôn bát giai. Lý Vân Tiêu nhìn qua hồ lô tiểu kim cương trên không trung, mặt không biểu tình, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, nói. Loại tình huống này dù sao mới xuất hiện lần đầu, nếu nó có thể học kim căng quyền, chắc hẳn cũng có thể học ngồi xuống. Viên Cao Hàn cũng cảm thấy cực kỳ im lặng cùng không biết làm sao. Lý Vân Tiêu hạ lệnh. Tiếp tục ngồi xuống. Hồ lô tiểu kim cương biểu lộ ngốc trệ, hào quang tím xanh không ngừng lóe lên, chậm rãi không không ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tính tỏa. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy vô lực, nói. Nhớ năm đó Tử Thanh võ đế danh chấn thiên hạ nếu biết rõ người luyện song kiếm của hắn thành thế này, không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Lý Vân Tiêu lấy mấy khối nguyên thạch ra, trực tiếp đập vỡ, một tay bóp nát sau đó thổi linh khí về phía hồ lô tiểu kim cương, cuốn vào người nó. Viên Cao Hàn sững sờ, nói. Ngươi làm cái gì vậy? Không phải thật bảo nó hấp thu linh khí đấy chứ? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta chỉ là muốn thử xem, nếu nó có thể ngồi xuống giống như chúng ta, nó có thể hấp thu nguyên khí trong thiên địa, nếu như không được thì chẳng phải chỉ có vẻ ngoài hay sao? Thế nhưng mà chuyện này cũng thật làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Viên Cao Hàn chỉ cảm thấy cả thiên hạ sắp lộn xộn rồi, lực lượng yêu thú bị huyết mạch hạn chế, bọn chúng gọi là tu luyện chỉ là kích thích huyết mạch mà thôi, phát huy nhiều tu vị càng cao và càng mạnh. Nhưng đây là hạn chế rất lớn. Nói thí dụ như thạch thú, loại yêu thú này một khi ra đời chính là tồn tại tam giai, nhưng mà thực lực lại chênh lệch ở cấp 2 và cấp 4. Mà thạch thủ vương giả có thể tiến hóa lên thất túc cảnh võ hoàng, đây đã là cao không tầm thường, trừ phi là chịu đựng biến dị, giống như là hồ lô tiểu kim cương. Loại yêu thú thông qua biến dị cải biến huyết mạch tấn cấp không có gì đáng nói, Viên Cao Hàn cũng đã thử qua loại này rồi. Mang huyết mạch yêu thú cao cấp rót vào trong yêu thú cấp thấp, đây là phương pháp thường thấy nhất, chỉ cần yêu thú cấp thấp thừa nhận được mà không chết, trên cơ bản đều có thể tăng cao tu vị thật lớn, nhưng loại tiến hóa này cũng có hạn mức rất lớn, người không có khả năng là một tồn tại nhất giai làm cho nó tiến hóa lên bát giai, thậm chí là cửu giai A.
Nhưng nếu yêu thú có thể thông qua tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí ở bên ngoài thăng cấp, như vậy hạn mức cao nhất sẽ vỡ tung. Vậy không còn là yêu thú, mà là yêu tộc a. Lý Vân Tiêu cũng hiểu tình huống này, tuy thạch thú là tồn tại nửa thú nửa khí, nếu ngồi xuống tu luyện cũng chỉ là dị loại, thậm chí có thành phần trùng hợp trong đó, nhưng nếu như có thể thành công, đã nói lên con đường này là thành công, có thể cho yêu thú đạt được tiến hóa cường đại, kết quả này làm người ta nghĩ tới mà sợ. Hai người lẳng lặng quan sát nguyên khí chung quanh hồ lô tiểu kim cương, chúng giống như sương mù phiêu đãng, thời gian cạn chén trà thì toàn bộ háo thành khói xanh tiêu tán trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, chán nản nói. Quả nhiên chỉ là cái thùng rỗng a. Viên Cao Hàn chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy nội tâm thở ra một hơi, nếu như vừa rồi hồ lô tiểu kim cương thật hấp thu nguyên khí, hắn thật không biết vào lúc này có tâm tình và suy nghĩ thế nào. Bình thường, bình thường, ngươi lúc trước làm sao dạy nó kim cang quyền? Lý Vân Tiêu sững sờ, nhíu mày lại, nói. Có phải là không dạy nên nó không biết hay không? Hai con ngươi của hắn đỏ hồng, ánh mắt tím xanh của hồ lô tiểu kim cương bỗng nhiên sáng lên, thoáng cái đã bị thần thức Lý Vân Tiêu nhiếp qua, trực tiếp rót lạc ấn pháp quyết tu luyện vào đầu của nó. Hai mắt màu tím xanh của nó bộc phát hào quang như ánh sao, không ngừng lập lòe trên trời. Trên mặt hồ lô tiểu kim cương mang theo thống khổ, dường như bị công kích thật lớn. Mấy hô hấp sau, hai mắt Lý Vân Tiêu trở lại bình thường. Hồ lô tiểu kim cương thì giữ bộ dáng thống khổ, nhưng mà chậm rãi giảm bớt, rất nhanh gần như bình tĩnh. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói. Vừa rồi trực tiếp ấn bộ pháp quyết thu nạp nguyên khí đơn giản vào đầu của nó, không biết có hữu hiệu hay không. Hắn lấy một khối nguyên thạch ra, bóp nát thổi qua, hơn nữa quát. Ngồi xuống, thu nạp, phun ra nuốt vào. Hồ lô tiểu kim cương ngây ngốc ngồi xuống, làm cho Viên Cao Hàn giật mình là, tay của nó nặn pháp quyết, mà tay kia đặt lên đan điền, đúng là thuật thổ nạp đơn giản nhất. Nguyên khí trong nguyên thạch như bị gió nhẹ thổi đi, trên người hồ lô tiểu kim cương hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, ngay sau đó nó há miệng hít một hơi, liền hút toàn bộ nguyên khí vào bụng. À! Viên Cao Hàn triệt để ngốc, kinh ngạc nói. Đây là xem như hút vào sao? Vù vù. Đột nhiên hồ lô tiểu kim cương lại nhổ ra một đám nguyên khí, ngay sau đó lại hút vào, lặp lại không thôi. Viên Cao Hàn nói. Giống như không có hiệu quả gì a, dường như nó không thể chính thức hóa nguyên khí vào kinh mạch. Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, hóa thành huyết nguyệt chi sắc, nhìn chằm chằm vào hồ lô tiểu kim cương không ngừng phun ra hút vào, không nháy mắt. Trong lúc đó mở miệng nói. Ngươi sai rồi. Nó mỗi lần hút nguyên khí vào đều có một ít nguyên khí mất đi. Tuy mỗi một lần hô hấp hít nguyên khí rất yếu ớt, nhưng thật sự đang hấp thu. Viên Cao Hàn ăn cả kinh, định nhãn cẩn thận nhìn lại, quả nhiên đúng như Lý Vân Tiêu nói, chiếu theo tốc độ này, nó hấp thu khối trung phẩm nguyên thạch cần 3-40 hô hấp. Hắn cổ quái nói, tốc độ này, muốn tấn cấp đến bát giai trừ khi cả đời nó bất tử. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Có thể tấn cấp hay không không trọng yếu là ít nhất trên lý luận đã đi thông, đây chính là phát hiện khó lường nhất. Hắn tiện tay bóp nát hơn 100 khối nguyên thạch, phong ấn vào trong không gian, để cho hồ lô tiểu kim cương lẳng lặng tu luyện, thả ít còn hơn không. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đột nhiên lạnh lẽo, nhàn nhạt cười lạnh nói. Thật sự không tìm đường chết sẽ không phải chết, bên ngoài có phiền toái rồi. Viên Cao Hàn nhướng mày, nói. Tên thổ phỉ viên và nữ nhân kia hình như có chút địa vị, ta nhất thời nhớ không nổi đã gặp qua loại vũ khí của chúng ở đâu đó. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Hừ, một bầy kiến hôi, bổn tọa không có thời gian chơi với chúng, phái người đi ra ngoài đuổi đi là được. Viên Cao Hàn cười nói. Vừa vặn cho thạch thú vừa luyện chế ra thử uy lực một chút. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Những con sâu cái kiến này còn không xứng để hồ lô tiểu kim cương ra tay. Hắn tiện tay điểm một cái, một đạo thiểm điện ngưng tụ trên không trung, âm thanh giống to vang vọng, huyền lôi kinh vân hống chân đạp lôi điện hiện ra. Lý Vân Tiêu nói khẽ. Đi thôi, đuổi đám lâu la kia đi là được, đừng để cho người khác phát hiện ngươi. Hắn điểm một cái, huyền lôi kinh vân hống đã biến mất trong giới thần bi. Viên Cao Hàn cười khổ nói. Ngươi làm nhiều chuyện kỳ dị như thế, ta nhìn đầu huyền lôi kinh vân hống này cũng biến dị a. Lý Vân Tiêu ứng một tiếng, nói. Trong người của nó có huyết mạch yêu thú viễn cổ, nhưng mà rất mỏng manh.
hắn lấy ra một túi chữ vật, ném cho Viên Cao Hàn nói. Lão Viên, những tài liệu này ta lấy từ Tử Vân Thương Hội tới, còn có một chút tinh quang thạch cùng nguyên thạch, người giúp luyện ra mấy chuôi bảo kiếm. Viên Cao Hàn tiếp nhận nhìn một chút, khẽ nhíu mày, tuy bên trong có không ít vật, nhưng đối với hắn mà nói vẫn rất thưa thớt, khẽ nói. Không có tinh quang thạch, hồn thể của ta sớm muộn gì cũng tiêu tán mất. Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười, nói. Hiện tại đúng là rất thiếu tài nguyên, thành Nam Hỏa có được Nam Hỏa Kim Tinh Quáng, mấy thế lực bản địa chắc chắn rất giàu có, ta ý đi mượn nguyên thạch ở từng nơi. Viên Cao Hàn nhíu mày lại, hừ lạnh nói. Với thực lực của ngươi hiện tại, không chết đã là chuyện may mắn lớn bằng trời rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Lão Viên, ngươi coi được, ta cần bảo kiếm, có lẽ không phải huyền khí cửu giai bình thường, ngươi có từng nghe nói qua thiên kiếm đỏ không? Viên Cao Hàn cả kinh, thất thanh nói. Thiên kiếm đồ của thần Tiêu Cung, Khúc Cung chủ đưa bảo vật này cho ngươi sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên kiếm thần đồ chính là một trong những thần vật trấn phái của thần Tiêu Cung, há có thể dễ dàng cho người, nhưng ta may mắn được đánh giá. Kiếm đồ do 81 thanh thần kiếm tạo thành, chia làm 7 tầng, đối ứng với tam tài cảnh tới cửu thiên cảnh 7 giai đoạn của võ giả. Dùng thực lực trước mắt của ta, đủ để chi phối 6636 chuôi thần kiếm, có 7 thiên hàn tinh thiết, người trước giúp ta luyện chế ra 4416 chuôi bảo kiếm là được. Chi, thiên hàn tinh thiết luyện chế 16 thanh thần kiếm, người xem tinh thiết là gỗ sao, có thể tùy ý đắn đo. Viên Cao Hàn tức giận nói. Không nói có 4 cái là của ta, cho dù bản tôn của ta đến đây, cũng không có khả năng trong ngắn hạn luyện hóa nhiều thiên hàn tinh thiết như thế. Vừa rồi thiên chiếu khuyết kim ngươi cũng nhìn thấy, thập giai thần hỏa của ngươi muốn luyện cũng khó khăn. Lý Vân Tiêu thở dài. Ai nha, vậy xem như xong, ta vốn còn ý định dạy ngươi điều khiển phượng hoàng chân hỏa, nếu không. Cái gì, ngươi chịu mang phượng hoàng chân hỏa cho ta. Viên Cao Hàn thoáng cái ngây người, nắm chặt tay Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cút, Lý Vân Tiêu bỏ tay hắn ra, tức giận nói. Co dù là thiên kiếm đồ nguyên vẹn cũng không sánh bằng phượng hoàng chân hỏa. Ta chỉ muốn lưu lại thần hỏa trong giới thần bi cho ngươi tùy ý sử dụng mà thôi. Chỗ tốt trong đó ngươi tự đánh giá, S. Viên Cao Hàn kêu rên nói. Ta biết ngay không có chỗ tốt hơn thế này. Bảo ta luyện chế 16 thanh kiếm cửu giai cho ngươi chỉ là muốn thể nghiệm việc sử dụng thần hỏa. Cái này là cái giá quá cao rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tuyệt không cao. Người luyện chế 160 thanh kiếm cũng chưa chắc lĩnh ngộ được một tia thuật đạo. Nhưng mà thần hỏa thập giai thì khác, người hiểu. Huống hồ giúp ta sớm chút khôi phục đỉnh phong, lúc đó chẳng phải cũng có chuyện của ngươi sao? Viên Cao Hàn lộ ra thần sắc đắng chát, nếu như có thể cảm ngộ và điều khiển thần hỏa thập giai, đối với lực ngộ thập giai có một bước tiến lớn, hơn nữa loại cơ hội này một khi bỏ qua là không còn nữa. Được rồi, ta thử xem. Dù sao ta hiện tại chỉ là bát giai tinh quang hồn thể, cho dù có phượng hoàng thần hỏa chưa chắc luyện ra huyền khí cửu giai, càng đừng nói là thiên hàn tinh thiết. Lý Vân Tiêu nói, hết sức là được, ta sẽ bảo Cố Nguyệt Sinh làm trợ thủ cho ngươi, tiểu tử kia thiên phú không tồi, là nhân tài đáng giá bồi dưỡng. Sau đó hai người ngồi đối diện nhau, Lý Vân Tiêu trực tiếp thông qua bộ phận quy tắc của giới thần bi khắc vào trong đầu Viên Cao Hàn dù sao cũng là hồn thể thuần túy. Tiếp thu không có nửa phần khó khăn, sau đó nhanh chóng thể ngộ. Lý Vân Tiêu không tiện quấy rầy hắn, trực tiếp quay người đi vào nơi khác, chân đạp sức gió rung động. Thần niệm của hắn khẽ động, mặt đất phía dưới nứt ra một đám gió lốc, bị hắn dùng quy tắc chi lực khốn phía dưới, bay phất phơ. Đây chính là thái cổ cương phong cuồng bạo, lúc trước dũng mãnh tiến vào thân bia quá nhiều, bị phượng hoàng chân hỏa cùng đại địa tức nhưỡng chân áp xuống. Lý Vân Tiêu lật tay phải ra, lấy ra một vật, đúng là thái cổ thiên mục tổn hại, hắn dùng phượng hoàng chi hỏa bao vây lấy nó, ném vào bên trong thái cổ cương phong, quát. Luyện, mấy ấn quyết bay múa trong tay, đồng thời đánh vào trong thái cổ cương phong, hắn lâm không thi triển pháp quyết, trực tiếp cầm cương phong rèn luyện thái cổ thiên mục. Loại pháp môn dùng lực lượng nguyên tố luyện hóa huyền khí hoặc đan dược, trên đại lục cũng thường nhìn thấy, nhưng mà không có biến thái như Lý Vân Tiêu mà thôi. Thái cổ thiên mục bị hắn luyện chế thành huyền khí đẳng cấp cũng không cao, tài liệu sung túc có thể dễ dàng chữa trị, nhưng Lý Vân Tiêu lại có ý tưởng đột phá, muốn dung hợp hai lực lượng nguyên tố,
nếu như thành công thì uy lực Thái Cổ Thiên Mục sẽ tăng lên thật lớn. Trong Bắc Đấu Tông, tán tu võ giả ở lại trong các tiểu viện, đã là đêm tối, nơi này rất yên lặng. Hơn 10 tên võ giả tụ tập ở đây, làm thành một vòng nhỏ, dường như đang thảo luận cái gì đó, ánh mắt mấy người băng hàn như nước, thỉnh thoảng nhìn qua phía dưới. Trong đó một gã nam tử áo bào xám, đầu cao hơn những người khác một đoạn, lộ ra cánh tay ố vàng, mạch máu nhô lên. Người này dường như là thủ lĩnh của mọi người, hai tay ôm ngực, năm ngón tay không ngừng dao động, dường như lâm vào trong suy tư. Di hình hoán vị, khống chế hỏa nguyên tố, xem ra là đại thuật luyện sư, đặc biệt là di hình hoán vị chỉ có thuật luyện sư mới làm được. Nam tử đối diện hắn là tên thi triển thổ xa xa kia, cả kinh nói. Thủ lĩnh, hẳn là có đại thuật luyện sư lẫn vào trong đám người kia. Tên nam tử khô gầy cười nói. Có hay đại thuật luyện sư hay không ta không dám đoán chắc, nhưng mà thổ phỉ viên và nữ tử kia sử dụng vũ khí thì ta ngược lại nhớ tới. Đó là tụ lôi châu cùng Bách Ngọc Phiến, trước đó là huyền khí nổi danh của Bắc Hà Tông. Năm đó Bắc Hà Tông phân liệt thành Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông, còn có một ít người rời khỏi thành Nam Hỏa, tiến vào đến thành Vũ Phong tạo thành thần phong môn. Hơn 10 tên võ giả nhao nhao giật mình, tên nam tử điều khiển thổ xa xa cả kinh nói. Nói như vậy trong những người này có thần phong môn tại thành Vũ Phong có thể hô phong hoán vũ, tại sao chạy tới thành Nam Hỏa? Hẳn bọn chúng. Không tệ. Ánh mắt nam tử khô gầy băng lãnh, lạnh giọng nói. Mục đích của bọn chúng giống chúng ta, chính là vì bảng tàng của Bắc Hà Tông mà đến. Một chuyến năm người này, thọ nguy có lẽ không có vấn đề. Còn hai tên, thiếu niên vấn đề không lớn. Mấu chốt là tên tròm dâu dê, người này vô cùng có khả năng là tên đại thuật luyện sư. Phải chú ý tên này. Vâng. Hơn 10 tên võ giả lĩnh mệnh đáp, lập tức hóa thành hơn 10 đạo quang mang từ không trung xông qua, bay về phía tiểu viện. Vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông đang thủ hộ nơi đây biến sắc. Một người trong đó hoảng sợ nói. Không tốt, có địch nhân. Một tên đệ tử hơi có thực lực đồng tử co rút lại, bóp cổ người nọ, tức giận nói. Người ngu xuẩn câm miệng cho ta, không phát hiện những người này là ai sao, đều là người Tư Mã trưởng lão mang về, người muốn chết sao. Tên đệ tử bị bóp cổ mặt đỏ bừng, liên tục gật đầu không thôi. Người này thực lực cao hơn hắn, buông tay ra, lạnh lùng nói. Tất cả thái bình, chuyện gì cũng không có, sáng mai đi thành Nam Hỏa tìm chút công tượng tới. Sửa chữa nơi bị tổn hại. Vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp dùng nguyên khí phong bế tai, lẳng lặng tu luyện, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài. Người đến là người phương nào? Thọ Nguy kinh hô lên, trực tiếp bay ra khỏi tiểu viện. Nhưng rất nhanh đã có võ giả lao tới đánh trúng một trường, bay vào trong tiểu viện, trực tiếp đục thủng phòng nhỏ. Trong hai gian phòng khác, thổ phì viên cùng nữ tử cung trang lao tới. Hai người dựa lưng vào nhau, toàn thân cảnh giác, thoáng cái bị hơn 10 người vây quanh, khẩn trương tới cực điểm. Một tên nam tử nói. Hai người các ngươi có phải là Dư Nghiệt Thần Phong môn Bắc Hà Tông? Thổ phì viên cả kinh, quát. Các ngươi là người nào? Hắn và nữ tử kia cả kinh, ban ngày bạo lộ thực lực đã cảm thấy có phiền toái quấn thân, nhưng không thể ngờ lại nhanh như thế, hơn nữa mới mở miệng đã nói ra thân phận của bọn họ. Quả nhiên. Bắt lại. Tên nam tử nhìn biểu lộ của hai người, lập tức xác định, phất tay lên hô to. Khí tức đám võ giả bùng nổ, hình thành xu thế vớ quanh, cả tiểu viện đung đưa. Võ giả tán tu gần tiểu viện đã ngất lịm, không ít bay lên không trung, nhưng cảm nhận được áp lực thì trốn xa, không người nào dám tiến lên xem. Có hai tên phân biệt bay vào gian phòng của Lý Vân Tiêu và tên tròm dâu dê, trong lúc đó một âm thanh sợ hãi từ phòng Lý Vân Tiêu truyền ra. Tên võ giả kia kêu thảm thiết. Giống. Tiếng yêu thú giống vang lên, cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ, tên võ giả thân thể chảy máu đen ngã trên mặt đất, hắn đã chết. Một đạo lôi điện tụ tập, thân hình huyền lôi kinh vân hống chậm rãi hiện ra, trên người không ngừng có điện quang nổ đùng, uy phong lẫm lẫm, giống như thần thú. Yêu thú, vì sao đột nhiên có yêu thú? Hơn 10 tên võ giả nhìn thấy thực lực của huyền lôi kinh vân hống thì toàn bộ mất tin tưởng. Yêu thú cấp võ hoàng, xảy ra chuyện gì? Hơn nữa còn là yêu thú khống chế lôi điện. Mọi người dưới sự kinh hãi, nhìn thấy huyền lôi kinh vân hống dẫm điện quang phóng lên trời, quanh thân điện quang bao phủ toàn thân như mặt nước,
đáp xuống sinh ra tiếng nổ vang như bom khuếch tán ra chung quanh. Thổ phỉ viên cùng nữ nhân mặt lạnh đang bất động, vội vàng phi thân bay ra, lôi điện không công kích chúng bọn họ, hai người cũng bị bao phủ dưới ánh sáng lôi điện. Nội tâm thổ phỉ viên rung động càng lớn, hắn tu luyện công pháp lôi điên, trong lòng sinh ra tham lam với huyền lôi kinh vân hống, nếu có thể có được yêu thú này, như vậy khi tu luyện có chỗ tốt lớn lao, hắn vừa công kích, ánh mắt vừa đảo loạn. Rất nhiều võ giả thất kinh lui ra phía sau, lập tức khôi phục trấn định. Dù sao đa số bọn họ là võ hoàng, tụ tập lực mọi người công kích cũng không sợ gì. Có hơn 10 đạo công kích mang theo trưởng phong kiếm quang chém tới. Công kích thoáng cái phá vỡ phòng ngự lôi điện của huyền lôi kinh vân hống, đánh lên người nó, tuy không tổn thương lớn gì, nhưng lại ngăn chặn nó gắt gao, không thể phản kháng. Huyền lôi kinh vân hống thoáng cái gào to, vô kế khả thi. Thổ phỉ viên cùng nữ tử mặt lạnh thấy tình thế không ổn, cũng ra tay nhảy vào trong chiến đấu. Bọn họ mặc dù không biết huyền lôi kinh vân hống đến từ đâu, nhưng ít ra là một đại trợ lực, nếu nó dễ dàng bị đối phương đánh chết, kế tiếp chính là tử trạng của bọn họ. Bọn họ vừa gia nhập chiến đấu, huyền lôi kinh vân hống lập tức thoát khốn mà ra, nổi giận liên tục đuổi theo đám người kia cắn xé, trong tiểu viện rối loạn. Tên nam tử khô gầy ở trên cao nhìn xuống, động tĩnh náo lớn hắn không sợ, nhưng cũng không muốn dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Đặc biệt là thời khắc mẫn cảm như tông môn đại bỉ, các thế lực lớn thành Nam Hỏa đã tiến vào sơn mạch, nếu như bị người ta phát hiện thì phiền toái. Hai tay tên này có hắc quang tụ tập. Thân thể lóe lên rồi biến mất trên không trung, phi tốc lao xuống dưới. Trong gian phòng nhỏ bên cạnh, Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, thần thức tản ra, lập tức nắm rõ tình huống gần đó. Hắn khẽ chau mày, lẩm bẩm. Kỳ quái, vì sao tên nam tử tròm râu dê biến mất? Hắn từ trên giường đi xuống, trực tiếp phá vỡ vách tường, bên cạnh chính là phòng tên nam tử râu dê, bên trong bài trí không khác gì phòng của hắn, nhưng mà trên đất là một thi thể. Chính là người của đám kia, tên nam tử tròm râu dê biến mất không thấy bóng dáng. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, có chút cảnh giác lên. Tên râu dê kia luôn khúm núm, mấy lần làm cho Lý Vân Tiêu sinh nghi, lại không có phát hiện cổ quái. Nhưng hắn đùa nghịch thủ đoạn rất khá, tuyệt đối là nhân vật không tầm thường. Hắn xem xét thi thể kia, tu vị võ tông cửu tinh, hơn nữa là bị một cước trực tiếp đá nát đan điền mà chết. Một cước kia không chỉ đánh vỡ đan điền, hơn nữa dư lực còn kéo dài ra kinh mạch toàn thân, chấn nát kinh mạch. Từ ngoài nhìn vào lại không có một tia vết thương, cũng nói đúng hơn người nọ khống chế mạnh yếu tinh diệu, không có dư thừa lực lượng. Yêu Long cũng từ thần thức Lý Vân Tiêu cảm nhận được bên ngoài, kinh hãi nói. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, khống chế thật tinh vi. Lý Vân Tiêu nhìn nó, nói. Đều là giết người, đều là một chiêu mất mạng. Nào có cái gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Nhưng mà thủ đoạn này người thường không làm được, ta tự hỏi cũng có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất thủ mà khống chế lực lượng như thế. Có thể thấy được người này là một người phi thường yêu quý nguyên lực của mình, bình thường dưỡng thành thói quen như thế. Yêu Long nói, đáng sợ hơn là hắn có thể ở trước mặt chúng ta ẩn nấp thực lực, chẳng lẽ là sát thủ đỉnh cấp. Trong đầu Lý Vân Tiêu hiện ra thân ảnh Vũ Văn Cao, lập tức lắc đầu nói. Ai biết được, cẩn thận một chút thì thuận tiện, chỉ cần đừng có gây chuyện với ta, nếu không cho dù là thiên vương lão tử, hắn cũng chết chắc. Trên mặt mang theo lệ khí, cười lạnh nói. Bên ngoài có kẻ không có mắt. Đột nhiên một đạo điện quang xông tới, huyền lôi kinh vân hống gào thét lớn, trực tiếp dùng thân thể dán bên cạnh hai chân hắn, bộ dáng rất ủy khuất, không ngừng quấn chân của Lý Vân Tiêu. Đừng cho nó chạy, đuổi theo. Ngay sau đó ba thân ảnh lao vào. Đều là võ hoàng, nhìn thấy Lý Vân Tiêu thì đồng tử co rút lại, lập tức công kích, muốn đánh chết một người một thú. Lý Vân Tiêu bộ pháp lóe lên, tránh né một kiếm, đánh ra một quyền vào đan điền tên võ hoàng kia. Trên nắm tay mang theo hào quang màu vàng, nhưng mà khí kình chấn nhập đan điền người này sinh ra tiếng trầm đục, đồng tử người này tan rã, trường kiếm rơi xuống. Hai người khác kinh dị bất định, còn không có kịp phản ứng, đã thấy hoa mắt, sau đó đan điền vỡ nát. Lập tức hồn phi phách tán, sinh cơ diệt sạch. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể ba người, nói. Đúng vậy, có lẽ chính là tên nam tử râu dê ra tay, tử trạng giống như đúc. Hắn vung tay lên, cuốn lấp bốn thi thể bay ra ngoài. Phát ra vài tiếng bang bang, bên ngoài huyên náo lớn lập tức an tĩnh lại.
Thổ phỉ viên cùng cung phu nhân kia thừa dịp mọi người không sẵn sàng, trao đổi ánh mắt rồi hóa thành hào quang, chạy theo hai hướng khác nhau. Nam tử khô gầy vung tay lên, ngăn cản vài tên võ giả muốn ngăn cản, lạnh giọng nói. Không cần đuổi, thực lực hai người này ta đã rõ ràng, lật không nổi sóng cồn gì. Ánh mắt của hắn càng rét lạnh, nhìn qua bốn thi thể, lại nhìn về phía phòng nhỏ. Kinh mạch đứt đoạn, thủ đoạn thật độc ác, nếu ở trong phòng không ra, vậy mời đi ra. Nam tử khô gầy phất tay, lập tức tất cả võ giả nhao nhao vây quanh, giải ra chung quanh. Nửa ngày, trong phòng không có phản ứng. Nam tử khô gầy nhướng mày, trong mắt hiện ra hào quang âm lãnh, nói. Giá đỡ thật lớn, đã như vậy, vậy để cho ta mời ngươi ra. Hắn bước nhanh về phía trước, trực tiếp bước vào trong phòng. Võ giả bốn phía căng thẳng, nhao nhao làm tốt chuẩn bị ra tay, đang đợi người nọ lao ra thì công kích. Lực lượng chấn động khổng lồ sinh ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ, sau đó bình tĩnh trở lại. Sau đó không thấy có động tĩnh gì cả, thời điểm mọi người chưa rõ cái gì, nam tử khô gầy đi ra. Đã giải quyết sao? Trong lòng đám người nghĩ thế, lòng cảnh giác cũng dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng mà nam tử khô gầy vừa đi ra đứng lại. Trong mắt nam tử khô gần không còn động tĩnh và âm lãnh, mà là sóng to gió lớn. Hắn đứng ở cửa ra vào, cúi người chào thật sâu, cung kính nói với người trong phòng. Đại nhân ngày sớm nghỉ ngơi, tại hạ không dám quấy rầy. Cái này, trong đầu mỗi võ giả chấn động, hiện lên nhiều câu hỏi. Tên nam tử khô gầy ngay cả đứng thẳng cũng không dám, eo cúi gập xuống lui ba bước. Lúc này mới ra tay cho đám võ giả rút đi. Đám võ giả cũng không phải người ngu, lập tức hiểu đây là người không thể trêu vào, tất cả mồ hôi lạnh đầm đìa, nhìn qua mấy thi thể trong nội viện, chết cũng là chết vô ích. Nhưng mỗi người sớm đã khám phá sinh tử, cùng đi theo nam tử khô gầy. Trong phòng nhỏ, Yêu Long nói. Vì cái gì không giết hắn? Nếu thực lực ngươi bộc lộ ra, sợ rằng sẽ khiêu khích phiền toái không cần thiết. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi trắng bệch, nói. Vừa rồi chỉ dùng tinh thần uy áp chấn nhiếp hắn, dùng thực lực võ hoàng cửu tinh của hắn, muốn giết quá khó khăn. Huống hồ, lưu bọn chúng lại còn có giá trị thật lớn. Yêu Long nói. Ngươi nói là bảo tàng Bắc Hà Tông, ta cảm giác rất không đáng tin cậy a. Lý Vân Tiêu cười nói. Mặc kệ nó, cho dù là giả chúng ta cũng không thiệt thòi. Huống hồ vừa rồi dưới tinh thần uy áp của ta. Hắn không có khả năng nói láo. Cho dù không có bảo tàng, ta cũng đâu có sao. Đám người lao ra khỏi tiểu viện, ở cách mấy chục thước chính là Thọ Nguy. Sắc mặt Thọ Nguy cực kỳ khó coi, đang vận công chữa thương, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, mồ hôi rơi xuống. Hắn bị đối phương đánh bay trước tiên, thiếu chút nữa không còn tánh mạng. Cũng không phải đối phương hạ thủ lưu tình, mà là hắn vừa mới tiến giai nhất tinh, thực lực cao hơn trước không ít. Xem ra người kia xuất thủ chắc chắn hiểu thực lực của hắn. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên thuốc cho hắn nuốt vào, lại đánh mấy ấn quyết vào huyệt đao của hắn, thương thế lập tức ngừng lại. Thọ Nguy chấn động, phát hiện thương thế mình đau khổ ngăn cản không có hiệu quả, bị đối phương tùy ý điểm vài cái là ngăn lại. Hơn nữa nuốt đan dược vào bụng không biết là đan dược gì, chỉ cảm thấy dược lực bành trướng, ít nhất là đan dược lục giai. Thương thế trên người chuyển biến tốt nhanh chóng. Cái này ngươi, Thọ Nguy thoáng cái không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên trở nên như đưa đám. Vốn cho rằng trong năm người hắn không bị phong ấn, chiến lực bảo tồn đầy đủ. Không thể ngờ hắn là kẻ có thực lực thấp nhất, bốn người còn lại vô cùng thần bí. Đặc biệt là thiếu niên trước mắt này, mặc dù hiện tại chính mình cũng không phát hiện ra nguyên lực chấn động của hắn. Nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy biểu hiện của tên nam tử khô gầy quá rõ ràng. Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn chán nản. Cười nói. Không cần uể oải, mọi người đều có mục đích, không muốn bạo lộ chính mình a. Ta nhìn ra được ngươi không có ác ý. Thọ Nguy cười khổ nói. Đa tạ đại nhân cứu mạng. Lý Vân Tiêu cười nói. Không cần xa lạ như thế, ta vẫn phải cảm tạ ngươi. Thương thế có lẽ không ngại a, vào nhà nói chuyện đi. Trong lòng Thọ Nguy khiếp sợ không thôi, thương thế vừa rồi làm hắn gần kề cái chết. Chính hắn đều đau khổ trèo trống không biết có thể vượt qua hay không, không thể ngờ chỉ mấy hô hấp là được đối phương cứu trở về. Trong lòng của hắn ngoài hoảng sợ còn có kính ý thật nhiều, cẩn thận đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu vào nhà. Lý Vân Tiêu nói, vừa rồi thổ phỉ viên nói về bảo tàng Bắc Hà Tông,
người biết bao nhiêu? Thọ Nguy cả kinh, nói. Chẳng lẽ đại nhân ngài cũng tới đây vì nó? Ngàn vạn không muốn đi đánh chủ ý bảo tàng kia, nếu không. Hắn nói tới đây thì nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Lý Vân Tiêu, lập tức cười khổ nói. Ta chỉ hảo tâm khuyên can đại nhân mà thôi, những tin tức này cũng chỉ là tin đồn, không rõ thật giả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Nói những gì ngươi biết là được. Thọ Nguy ứng một tiếng, suy nghĩ một lát rồi nói. Đại nhân là từ nơi khác tới đây, ta sẽ nói từ đầu. Lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông vốn là một nhà, trong cả Đông Vực xem như tồn tại thượng đẳng. Nhưng tông môn lớn thì vấn đề trầm tích càng lớn, cuối cùng nhất làm cho mâu thuẫn bộc phát, thoáng cái phân liệt thành hai phái. Mà hạch tâm của mâu thuẫn này chính là bảo tàng. Truyền thuyết tông chủ đầu tiên thành lập Bắc Hà Tông không chỉ thực lực cực cao, hơn nữa có được cả Nam Hỏa Kim Sơn Thủy Tinh Mạch, tài phú kinh người. Hắn lúc hấp hối cân nhắc môn hạ đệ tử tu vị kém mình khá xa, sợ rằng khó duy trì cơ nghiệp lâu dài. Cho nên mưu tính sâu xa, mang rất nhiều tài phú trong tông môn cất vào trong kho và phong ấn lại, mà đối đãi tương lai trong tông môn có cường giả quật khởi sẽ đạt được. Quả nhiên sau khi tông chủ đầu tiên thân tử đạo tiêu mấy ngàn năm, Bắc Hà Tông nghênh đón đại nạn lần đầu tiên. Từ thịnh chuyển suy vĩnh viễn là quy luật lịch sử, lúc ấy địch nhân tiềm ẩn của Bắc Hà Tông không ngừng lớn mạnh, rốt cục nghênh đón cơ hội đánh Bắc Hà Tông, muốn một lần hành động săn bằng tông môn này. Tục truyền lúc ấy cường giả võ đế xuất động hơn 100 người. Lý Vân Tiêu khẽ chau mày, khó có thể tin nói. Khoa trương A, trên 100 tên võ đế, cho dù là tính cả 7 siêu cấp thế lực cũng không đủ. Trong giới thần bi đột nhiên có tiếng của Viên Cao Hàn vang lên, nói. Một chút cũng không có khoa trương, ta nhớ tới chuyện này. Khó trách lúc trước thổ phỉ viên cùng nữ tử kia sử dụng vũ kỹ ta cảm thấy quen thuộc. Bắc Hà Tông lúc ấy tuy đã xuống dốc, nhưng vẫn là tồn tại không kém gì 7 đại siêu cấp thế lực. Những địch nhân của nó về sau thất bại, cuối cùng nhất đầu vào một thế lực đông vực khác, chính là Khương Gia Thành Hồng Nguyệt hiện tại. Cái gì? Lý Vân Tiêu quá sợ hãi. Khiếp sợ truyền âm vào, nói. Khương Gia Thành Hồng Nguyệt, dùng thực lực của bọn họ hiện tại muốn diệt Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông chẳng khác gì bóp chết hai con kiến A, vì sao cho phép bọn họ còn sống tới bây giờ? Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Những chuyện này ta không rõ ràng, trong thánh vực ghi lại lịch sử biến thiên của đại lục, ta cũng chỉ là tùy tiện xem mà thôi, dù sao đối với những chuyện này ta không hứng thú. Có lẽ là thời đại quá mức đã lâu. Hiện tại có lẽ người Khương gia đã sớm quên đoạn ân oán kia rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, nói. Từ khi ngươi được quấy thành Hồng Nguyệt Long trời lỡ đất, một trong ba đại họ là Nguyễn gia hiện tại từ từ sự suy thoái, đã không cách nào đánh đồng với hai nhà kia. Thành Hồng Nguyệt đã thành thiên hạ của chữ gia cùng Khương gia độc đại. Thiếu khuyết Nguyễn gia ủng hộ, thành Hồng Nguyệt tuy còn là một trong 7 siêu cấp thế lực, nhưng đã là kế cuối. Phân bố thế lực của thiên võ giới cực kỳ không đồng đều, trong 7 đại siêu cấp thế lực cũng không phải do một mình tạo nên, đông vực cũng chỉ vẹn vẹn có một nhà thành Hồng Nguyệt, nhưng do các thế lực phức tạp ôm vào nhau tạo thành, trong đó cường đại nhất chính là chữ gia cùng Khương gia, mấy chục năm trước Nguyễn gia vốn là một trong 3 đại gia tộc, nhưng cao thủ trong tộc bị Cổ Phi Dương chém giết hơn phân nửa thì ngã xuống, không còn uy phong năm xưa. Mà Tây vực tồn tại 2 thế lực, theo thứ tự là Phệ Hồn tộc cùng Vạn Tinh cốc. Tồn tại cường đại chính thức đều nằm ở Bắc Vực. Đây cũng là do phân bố linh khí trong thiên võ giới không đồng đều tạo thành, Bắc Vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, tùy tiện tìm một nơi cũng là linh sơn bảo địa, còn hơn Nam Vực là nơi chim không thèm ỉa quá nhiều, chuyện này cũng tạo thành cục diện cạnh tranh mạnh mẽ ở Bắc Vực. Ngay cả Tổng bộ Thương Minh Thành Tống Nguyệt Dương cũng nằm ở Bắc Vực. Thọ Nguy nói làm cho Lý Vân Tiêu từ khiếp sợ kéo trở về, hắn lắc đầu nói ra. Ai biết được? Dù sao trên phố đều nói như vậy, có lẽ có khoa trương rất nhiều, nhưng mà đủ thấy lúc ấy Bắc Hà Tông cường đại ra sao. Lúc ấy cả Bắc Hà Tông đều bấp bênh, tục truyền tông chủ lúc ấy đích thân mở bảo tàng ra, lúc này mới cứu vãn vận mệnh tông môn, đánh lui cường địch. Nhưng từ lần đó, thực lực tông môn cường đại từ từ xuống dốc. Thẳng đến mấy trăm năm trước đã phân biệt thành Bắc Đấu và Thiên Hạt. Dù vậy hai nhà này vẫn là thế lực lớn nhất thành Nam Hỏa. Lý Vân Tiêu nói, chiếu theo người nói như thế, bảo tàng đã sớm bị người ta lấy đi. Thọ Nguy cười khổ nói, nghe đồn trên phố, lúc ấy mở bảo tàng ra nhưng chỉ lấy đi một phần nhỏ mà thôi, bên trong vẫn còn rất nhiều phong ấn.
Mấy trăm năm trước, dùng Lôi Phong Thương Hội cầm đầu rất nhiều thế lực thương hội cưỡng ép cắm vào thành Nam Hỏa sinh ra tranh chấp, một mẻ hốt gọn thế lực bản thổ, Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông trên cơ bản tới biên giới bị diệt. Nhưng lại đột nhiên phản kích lại rất thần kỳ, cuối cùng nhất tạo thành trạng thái cân đối với Lôi Phong Thương Hội như bây giờ. Cho nên tất cả mọi suy đoán là mở bảo tàng tông chủ đời đầu tiên ra. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Chuyện này quá khéo a. Bằng vào chuyện này là có thể mở bảo tàng ra. Thọ Nguy nghĩ một hồi, nói. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, chính là Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hà Tông đạt được rất nhiều tài nguyên, lúc này mới có thể chống lại Lôi Phong Thương Hội. Lúc trước thế lực thương hội cưỡng ép cắm vào nơi này, trước tiên phong tỏa con đường cung ứng vật tư của hai nhà. Trước đó hai nhà không ngừng tranh đấu, tài nguyên đã sớm tiêu hao rồi, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng không địch lại. Về sau không có viện thủ cường đại, căn bản không có khả năng hình thành cục diện cân đối như hiện tại. Lý Vân Tiêu nói, dường như có chút đạo lý, hơn nữa nghe người nọ nói vừa rồi, Thổ Phỉ Viên và nữ tử mặt lạnh kia là Dự Nghiệt Bắc Hạt Tông, bọn họ cũng tới thì ít nhất có ba thành tin tưởng. Hắc hắc, ta đúng là hứng thú bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Thọ Nguy do dự nói. Đại nhân, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một ít, người vừa rồi ta nhận ra, tên là La Tín Nhiên, cũng là một võ giả tán tu thành Nam Hỏa, bởi vì thực lực của hắn cao tuyệt, cho nên danh khí rất lớn. Không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí có nhiều thủ hạ như thế. Người này có thù tất báo, người đắc tội qua hắn đều chết rất thê thảm. Lý Vân Tiêu hoàn toàn lơ đễnh, nếu như La Tín Nhiên kia không biết đều, hắn cũng không khách khí, hắn cười nói. Đa tạ nhắc nhở, ngược lại Thọ huynh nên phòng bị nhiều một chút. Thọ Nguy cười khổ nói. Tông môn đại bỉ ngày mai ta không muốn xem, trực tiếp dẹp đường hồi phủ, rời khỏi thành Nam Hỏa, tìm một thế lực bình thường làm trưởng lão hộ pháp dưỡng già là được rồi. Ân, như thế cũng tốt, ta và ngươi xem như hữu duyên, liền truyền cho ngươi một bộ công pháp, chỉ cần kiên trì luyện tập, trong vòng 5 năm tất nhiên sẽ đột phá tới thất túc cảnh. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Lấy ra một ngọc giản đặt lên trán, khắc khẩu quyết bộ công pháp đó vào trong. Thọ Nguy sững sờ, nội tâm cười khổ không thôi, đừng nói trong vòng 5 năm đột phá tới thất túc cảnh, đời này có thể đột phá tới tầng thứ này hắn đã cảm thấy mỹ mãn. Đối với Lý Vân Tiêu nói chuyện cũng không cho là đúng, nhưng không dám biểu lộ ra, vẫn cung kính tiếp nhận ngọc giản. Thần sắc của hắn sao qua được ánh mắt Lý Vân Tiêu, cười nhạt một tiếng. Thọ Nguy dùng thần thức quét qua ngọc giản. Một quyển pháp quyết hiện ra trong đầu, sắc mặt đại biến, phương pháp tu luyện này hắn chưa từng NGSQ qua, nhưng cho hắn cảm giác cường đại tới cực điểm, lập tức hiểu trong vòng 5 năm đột phá tới thất túc cảnh cũng không uổng. Đột nhiên hắn khôi phục tinh thần lại phát hiện Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất. Thọ Nguy biết rõ chính mình gặp gỡ cao nhân chân chính, may mắn lúc đi tới đây rất khách khí, cũng không có đắc tội người này. Hơn nữa hắn cứu mình, còn tặng công pháp. Dường như rất có hảo cảm với mình. Hắn cầm chặt ngọc giản trong tay, xem như tính mạng của mình. Lần này đi Bắc Đấu Tông tham gia đại bỉ, hắn đã phát giác được hào khí không đúng, đã không phải tiểu nhân vật như hắn có thể tới thăm. Không dám lưu lại trong tiểu viện, vội vội vàng vàng thừa lúc trời còn chưa sáng vội vã xuống núi. Lý Vân Tiêu rời khỏi tiểu viện, hơi cảm giác một chút, hắn bay về một hướng. Hắn đã sớm thần không biết quỷ không hay in ấn ký lên người Thổ Phỉ Viên, giờ phút này hắn đuổi theo. Hắn hơi có chút hối hận là không lưu ký hiệu trên người nam tử dâu dê hèn mọn kia, nếu không đã sớm dò xét ra lai lịch của tên này rồi. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là các loại tài nguyên tu luyện, vốn định thuận tay mượn một ít nguyên thạch của thế lực bản thổ dùng, bây giờ nghe thấy có bảo tàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sắc trời dần dần sáng tỏ, cả sơn mạch vô cùng yêu dị. Sau khi đi vào võ đạo, giấc ngủ đã hoàn toàn không cần, buổi tối là thời gian bế quan tốt nhất, ít bị phân thần. Cho nên hành tẩu ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày, bất luận động tác gì cũng dễ dàng bị người ta bắt được. Lý Vân Tiêu truy tung qua mấy đỉnh núi mới dần dần tới gần kiến trúc chính thức của Bắc Đấu Tông, tốc độ của Thổ Phỉ Viên mới chậm lại, hiển nhiên là cẩn thận hơn nhiều. Hơn nữa không lâu trước đó, một mục tiêu khác là nữ tử mặt lạnh xuất hiện. Hai người tách ra bỏ chạy, lại đồng thời hội tụ trước sơn môn Bắc Đấu Tông, thấp giọng nói với nhau. Lý Vân Tiêu tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng cách quá xa nên không nghe rõ ràng. Hai tay của hắn niết bí quyết, trên người sinh ra kim sắc quang mang, ngay sau đó là một quang ảnh hiện ra,
quang ảnh cùng bản thể đều mừng rỡ, kinh ngạc cao thấp bắt đầu đánh giá nhau. Chi? Trong giới thần bi truyền ra tiếng khiếp sợ của Viên Cao Hàn, sợ hãi nói. Tinh quang hồn thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ? Hơn nữa lần thứ nhất ngưng tụ ra chính là đệ nhị trọng. Làm sao có thể nhanh như vậy? Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên hồn lực trực tiếp bị phân thành hai nửa, nhìn một chút sau đó cảm giác thỏa mãn, hừ nhẹ nói. Hừ, thiên hạ thuật đạo, vạn pháp quy nhất, dùng lĩnh ngộ cửu giai của ta, học tinh quang luyện hồn thuật của ngươi cần rất lâu sao? Hồn lực lục giai của gia rút đi phân nữa mới cô đọng ra một nhị trọng đến, ta đang cảm thấy phiền muộn đây. Tinh quang hồn thể mỉm cười, cũng niết bí quyết, hào quang trên người từ từ ảm đạm xuống, nhìn qua chẳng khác gì Lý Vân Tiêu, thật giống như song bào thai. Đúng vậy, tinh quang hồn thể hoàn toàn là hồn lực ngưng tụ ra, không có bất kỳ nguyên khí chấn động, như vậy truy tung không cần lo lắng bị phát hiện. Tinh quang hồn thể của Lý Vân Tiêu lầm bầm lầu bầu vài câu, cười nói. Ta đi trước chơi một hồi, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng thực rất thú vị. Nói xong tinh quang hồn thể bay lên, bay về phía thổ phỉ viên hai người. Lý Vân Tiêu nhìn qua bản thân giống như lúc bản thân bay đi, nội tâm cũng cảm giác là lạ. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Hừ, luyện hồn bí thuật như thế, người vậy mà lấy ra dùng truy tung. Nếu như hồn thể kia bị tiêu diệt, linh hồn của ngươi triệt để trọng thương, đẳng cấp hồn thể càng cao, bị thương lại càng lớn. Tới hồn thể bát giai như ta. Nếu tiêu vong thì bản thể sẽ suy yếu không cách nào nghịch chuyển. Lý Vân Tiêu nói. Nghiêm trọng như vậy, xem ra về sau hồn thể ta sẽ nuôi trong giới thần bi. Nhưng mà... Hắn lộ ra vẻ cổ quái, nói. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Bí quyết của hắn biến đổi, trên người nổi lên một đạo ánh sáng màu xanh, một đầu long ảnh từ bên trong ngưng tụ mà ra, xoay quanh trước người, nói. Yêu long tinh quang hồn thể sao? Cái này... Ba đạo âm thanh đồng thời khiếp sợ, một là Viên Cao Hàn, một linh hồn yêu long, một chính là yêu long tinh quang hồn thể. Viên Cao Hàn cả kinh nói. Cái này, đây là kiếm linh của ngươi. Bản thân nó cũng là linh hồn thân thể A, vì sao còn có thể ngưng tụ ra tinh quang hồn thể chứ? Đồng thời xuất hiện hai hồn thể. Yêu long kinh sợ liên tục nói. Số tiểu tử, ngươi đừng thi triển hồn thuật loạn xà ngầu như thế, đây là chuyện gì? Yêu long hồn thể ở trên không trung nhìn chằm chằm vào hắn, thấp giọng gào thét liên tục, hiển nhiên cực kỳ bất mãn và tức giận. Hai người thi triển hồn chiến kỹ pháp của phệ hồn tộc, linh hồn chi lực tương thông nhau, hắn vừa thử yêu long tiến hành tinh quang luyện hồn thuật, không nghĩ tới thật sự ngưng tụ ra tinh quang hồn thể, hơn nữa đẳng cấp còn cao hơn hắn, dĩ nhiên là tam trọng tinh quang hồn thể. Viên Cao Hàn cũng há hốc mồm, cảm thấy cực độ khó có thể lý giải. Lý Vân Tiêu suy tư nói, nếu là hồn thể cũng có thể ngưng tụ tinh quang hồn thể, như vậy tinh quang hồn thể còn có thể ngưng tụ ra tinh quang hồn thể thứ ba, kể từ đó chẳng lẽ không phải đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vô cùng vô tận. Viên Cao Hàn nghe xong mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vội vàng nói. Yêu long này không biết xảy ra chuyện gì, dù sao ta không cách nào tiếp tục cô đọng tinh quang hồn thể, rất sớm trước kia đã từng thử qua. Nếu không như lời ngươi nói, ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn cùng tu luyện, ta chẳng lẽ không phải sớm đã đột phá đến thập giai thuật thần? Điều này cũng đúng, về sau lại nghiên cứu a. Lý Vân Tiêu vung tay lên, yêu long tinh quang hồn thể lập tức thu vào trong cơ thể, hợp hai làm một với yêu long. Yêu long không ngừng đánh giá thân thể của mình, nhìn thấy không có biến hóa đặc thù, phát hiện không việc gì thì thở ra một hơi, nhưng vẫn nổi giận mắng. Lão tử cũng không phải là vật thí nghiệm của ngươi, lần sau lấy ta ra làm loại thí nghiệm nguy hiểm này, ta nhất định sẽ liều với ngươi. Viên Cao Hàn lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Ngươi thật sự là thuật luyện sư không an phận, ta có dự cảm, thuật luyện giới sớm muộn gì cũng bị ngươi làm rối tung rối mù. Tinh quang hồn thể của ngươi đã chạy xa, nhị trọng hồn thể chỉ có thể cảm ứng trong vòng trăm dặm, cộng hưởng linh thức, vượt qua phạm vi này sẽ giống như ta. Triệt để mất đi liên hệ với bản thể, trở thành tồn tại một mình. Trăm dặm sao, phạm vi này ở Bắc Đấu Tông đã đủ dùng, vậy ngươi và bản thể ở cách xa nhau cũng có thể cảm ứng. Lý Vân Tiêu hỏi. Viên Cao Hàn ngậm miệng không nói, hừ lạnh nói. Như thế nào, ngươi sợ? Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười, nói. Thật có chút sợ, nói như vậy, ta không thể đi thánh vực,
chỉ cần không tiến vào không gian thánh vực, mà ngươi lại ở trong giới thần bi của ta, ở cách xa nhau hai không gian, chắc có lẽ không bị cảm ứng a. Viên Cao Hàn trầm mặc một hồi, thở khẽ nói. Không biết. Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, cả thân thể hóa thành một cơn gió, hắn nhanh chóng đuổi theo tinh quang hồn thể. Tinh quang hồn thể trên người chỉ có hồn lực chấn động, không có nguyên khí chấn động, võ giả bình thường rất khó phát hiện ra. Hắn đơn giản tới gần Thổ Phỉ Viên cùng cung trang phu nhân, theo sát hai người nhưng không bị phát hiện. Không thể ngờ nhanh chóng bộc lộ thực lực và thân phận như thế, kém xa dự tính của chúng ta. Thổ Phỉ Viên phàn nàn, thì thầm, nói. Những kẻ kia không biết là ai, vậy mà thoáng cái nhìn ra thân phận chúng ta. Thật sự là năm xưa bất lợi, không thể ngờ trong núi còn ẩn chứa một đám cao thủ như vậy. Ngươi nói kẻ âm thầm tính toán chúng ta là tên thiếu niên kia hay là lão già râu dê? Nữ tự mặt lạnh sắc mặt âm trầm, nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ, lạnh lùng mở miệng nói. Ta thấy hai người kia đều không đơn giản, đầu yêu thú võ hoàng lôi hệ kia dường như là của tên thiếu niên kia nhất định là huấn thú sư. Mà chòm râu dê có thể thay đổi không gian, di chuyển chúng ta ra ngoài, làm cho chúng ta trực tiếp bạo lộ thực lực, hẳn là đại thuật luyện sư, ít nhất cũng là thất giai. Thất giai. Thịt mở toàn thân Thổ Phỉ Viên chấn động, sợ hãi nói. Thất giai đại thuật luyện sư vì sao chạy tới đây, cho dù đến cũng được nghênh đón như thượng khách, ở trong nội viện khách quý của Bắc Đấu Tông A. Sắc mặt nữ tử mặt lạnh khó nhìn, nói. Có trời mới biết, đoán chừng cũng ôm mục đích trà trộn như chúng ta. Ngàn vạn không nên vì bảo tàng mà tới, nếu không khó nói sinh ra phiền phức. Trong mắt Thổ Phỉ Viên mang theo hàn quang, hừ lạnh nói. Xem ra hắn chỉ có một mình, nếu không có giúp đỡ, cho dù là thất giai đại thuật luyện sư cũng không thể sinh ra sóng gió gì. Còn nữa, đám người ra tay đối phó chúng ta hình như là tán tu thành Nam Hỏa, không biết bị người nào chỉ huy, nước lần này càng ngày càng đục. Nữ tử mặt lạnh nói. Nước đục dễ mò cá, nếu không bằng vào ta và ngươi rất khó kiếm được chỗ tốt. Ân, lần này là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Chỉ cần đạt được bảo tàng. Đến lúc đó trở lại thần phong môn sẽ để đám danh con kia đẹp mắt. Thổ Phỉ Viên lộ ra sắc mặt âm trầm, hai người lại không nói chuyện với nhau, mà là lẻn vào trong sơn mạch. Sau khi đi một đoạn, hai người dường như không hề vội và tiến lên như thế, mà là đi dạo không mục đích trong sơn mạch. Lý Vân Tiêu truy tung một hồi, cảm thấy đần độn vô vị, vì vậy để tinh quang hồn thể lưu lại tiếp tục theo dõi, bản thân hắn quay người rời đi. Dựa theo Thọ Nguy giới thiệu, hôm nay chính là tỷ thí 20 tiến vào top 10. Mai Đông Nhi nói nàng có nắm chắc 100%, vậy thì không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu đang do dự có nên đi xem hay không, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lóe lên rồi biến mất ở đằng xa. Có ý tứ, dường như là kẻ tới từ bên ngoài, xem ra tông môn đại bỉ này càng ngày càng thú vị. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, hắn theo sát thân ảnh kia. Chính là nam tử trung niên áo vàng ở cửa sơn môn thi triển phong ấn với mọi người, chỉ có tu vị võ hoàng nhất tinh, so với Thổ Phỉ Viên và nữ tử mặt lạnh kia còn kém xa. Sơn mạch cả Bắc Đấu Tông phi thường to lớn, hắn đi theo nam tử trung niên áo vàng tới một sơn cốc, thậm chí đi vào một huyệt động tự nhiên, nam tử áo vàng này tiến vào trong đó. Lý Vân Tiêu quan sát kỹ bên ngoài, thật sự là sơn động tự nhiên. Loại sơn động này trong sơn mạch nhiều vô số kể. Thật là nơi ẩn nấp tốt, hắn cũng đi theo vào. Vừa mới bước chân đi vào, cảm thấy kình phong lạnh thấu xương đánh tới, trong đó xen lẫn mấy đạo kiếm quang, đối phương lập tức chém ra vài kiếm, còn có trưởng phong đánh tới, hiển nhiên là muốn một chiêu lấy mạng của hắn. Ồ, vậy mà phát hiện ta. Lý Vân Tiêu hơi cảm thấy kinh ngạc, công kích này phóng vào mắt của hắn, chỉ cảm thấy quá kỳ quái mà thôi. Hắn tiện tay một chảo, trong tay ngưng ra một đạo kiếm khí đâm tới trước. Kiếm khí tả ra trên không trung, hóa thành vô số kiếm quang thật nhỏ đánh vào trưởng phong, phát ra vô số âm thanh tê tê chói tai. Cái gì? Đối phương phát ra tiếng khiếp sợ khó tin, lao ra khỏi sơn động, kiếm khí trong tay ngưng tụ, trực tiếp chém vào đầu Lý Vân Tiêu. Nắng sớm chiếu xuống, chiếu rọi gương mặt của nam tử trung niên áo vàng, trên mặt mang theo thần thái dữ tợn, sát cơ âm tầm. Lý Vân Tiêu điểm chân, thân thể hóa thành một mảnh lá rụng. Bay bổng lui ra phía sau, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thực tế tốc độ lại cực nhanh, thoáng cái đã thoát được một kiếm kia đánh tới. Dĩ nhiên là ngươi. Nam tử trung niên áo vàng nhìn thấy bộ dáng Lý Vân Tiêu,
lập tức chấn động, quát. Là ai cho cởi bỏ phong ấn cho ngươi? Lý Vân Tiêu không thèm nghe thấy lời của hắn, mà là đưa mắt nhìn qua sơn động sau lưng hắn, nói. Bên trong là người phương nào? Dùng tu vị của ngươi căn bản không thể phát hiện ra ta được. Sắc mặt nam tử trung niên áo vàng phát lạnh, giận quá thành cười nói. Chỉ là võ tông ngũ tinh, đúng là điên rồi. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cổ nhân nói chưa bao giờ sai. Hắn rung đùi đắc ý một hồi, âm lãnh nói. Vừa vặn Lữ trưởng lão cũng phân phó không thể lưu ngươi lại. Khí thế trên người hắn bộc phát, bảo kiếm tỏa ra hào quang chói mắt dưới nắng sớm, phi thân đâm tới. Lý Vân Tiêu chẳng muốn nói nhiều với hắn, bước lên phía trước hai bước, đánh ra một quyền vào kiếm quang kia. Phanh! Nam tử trung niên áo vàng cảm thấy trường kiếm của mình như đánh vào tường đồng vách sắt, kinh khí phản chấn làm trường kiếp sắp rời tay, hắn lập tức hoảng hốt không thôi, còn chưa lên tiếng kinh hô, đã bị Lý Vân Tiêu một cước đá vào ngực, hắn hét thảm bay trở vào trong sơn động. Người bên trong xuất hiện đi, nếu ta có thể theo dõi lâu la như thế. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta, người còn phái hắn ra nhận lấy cái chết, không biết là có tâm tư gì. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay, không nhanh không chậm nói ra. Ta cũng không có mục đích gì, chỉ hiếu kỳ mà thôi. Hừ, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Trong sơn động có tiếng âm lãnh truyền tới, một người chậm rãi đi ra, sắc mặt âm trầm. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười rộ lên, nói. Ha ha. Ta nói là ai, thì ra là tiểu đồng bọn cùng đi vào Bắc Đấu Tông a. Thì ra ngươi sớm cấu kết với người Bắc Đấu Tông. Chậc chậc, ngươi cũng tới đây vì bảo tàng. Người này chính là nam tử tròm râu dê bị ổi, hắn nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói ra. Bảo tàng đó là giả, năm đó tông chủ đầu tiên đã dùng hết sạch. Ta tới Bắc Đấu Tông là có mục đích khác, ngược lại là ngươi, che giấu rất sâu a. Nếu không phải trong tiểu viện thi triển di hình hoán vị, Thuấn Di đưa hai tên dư nghiệt kia xuất hiện, ta còn không có phát hiện ngươi là cao thủ đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Cũng phải, nếu ngươi không phải tới vì bảo tàng, chẳng lẽ thật sự tới xem tỉ thí. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu thực lực ngươi, tỉ thí làm sao có lực hấp dẫn chứ. Tròm râu dê nhìn qua Lý Vân Tiêu một lúc, mới chậm rãi nói ra. Ngươi rất có thiên phú, rất có tiềm lực, lão phu nhiều năm qua chưa từng nhìn thấy thiếu niên yêu nghiệt nào như ngươi. Không bằng ngươi theo ta đi, bái ta làm sư, tương lai tất nhiên sẽ có thể đột phá tới võ đế, trở thành cao thủ danh chấn một phương. Hai tay của hắn đặt ở trước ngực, năm ngón tay không ngừng búng ra, dường cực kỳ có quy luật. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Nếu ngươi không phải tới vì bảo tàng, không có xung đột với mục đích của tê, ta cũng không lâu lưu, cáo từ. Hắn nói xong cũng quay người rời đi. Hai chân hóa thành hào quang bay đi. Tên tròm râu dê lúc này làm gì còn có nửa phần hèn mọn bỉ ổi chứ, ngược lại là khôn khéo lưu loát, hắn bật cười khanh khách. Tiểu quỷ thật nhạy bén, ta chỉ hơi áp chế khí tức một chút đã bị ngươi phát giác ra, đúng là rất tốt. Hắn lăng không một chảo, năm ngón tay bắn ra một đạo khí kình, hơn nữa không ngừng mở rộng ra, không ngờ là lĩnh vực, tốc độ cực nhanh, nửa hô hấp đã đuổi theo Lý Vân Tiêu, áp lực mạnh mẽ chấn xuống. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, bị lĩnh vực vây khốn, lập tức cảm thấy nguyên khí có trở ngại, khó có thể vận chuyển thông thuận, mỗi một động tác đều vô cùng gian nan. Ngoài ra áp lực lập tức khuếch tán ra, rất nhanh đã đuổi theo Lý Vân Tiêu bao bọc vây quanh hắn, giống như nhốt hắn vào trong đó, hơn nữa có chứa lực ăn mòn rất mạnh, không ngừng thẩm thấu vào thân thể của ngươi. Lý Vân Tiêu bị khốn trên không trung, cười khổ không thôi, nói. Ngươi đúng là quá để mắt ta rồi. Ta chỉ là võ tông ngũ tinh mà thôi, dùng lĩnh vực sao, còn có vụ mai chi khí, đây cũng là tuyệt chiêu sở trường của ngươi sao. Trong mắt tròm râu dê xẹt qua một tia kinh dị, sau đó lạnh nhạt nói. Chỉ là võ tông ngũ tinh có thể một chiêu phế bỏ võ hoàng sao. Còn có di hình hoán vị, không có hồn lực thất giai là không làm được, ta là người trước giờ tay nặng nhẹ, có thể dùng một phần nhỏ khí lực để đạt mục đích thì không dùng nhiều hơn một tia, ngươi để cho ta thi triển lĩnh vực. Bởi vì ngươi có tư cách. Hiện tại quy thuận ta còn kịp, ta biết rõ ngươi còn có lôi thú cấp võ hoàng, nhưng mà với ta mà nói không có tác dụng gì cả. Lý Vân Tiêu cười cười, biết rõ đụng phải đối thủ khó chơi rồi. Hơn nữa đối phương còn ẩn giấu khí tức, tuyệt không phải võ tôn bình thường,
nhưng muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng như thế. Được rồi, ta thừa nhận lòng hiếu kỳ của ta hại người, nhưng mà muốn vây khốn ta ngươi nhìn lầm rồi. Thân thể của hắn trên tuôn ra từng đạo bạch sắc quang mang, giống như mặt trời bao phủ vụ mai chi khí, lĩnh vực mất đi hiệu lực tạm thời. Sau đó kiếm khí ngưng tụ trong tay, phát ra cường quang chói mắt, một kiếm chém tới như cầu vồng quét qua. Lĩnh vực và sương mù bị đánh ra một thông đạo, Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành hào quang lao ra ngoài, chỉ trong mấy cái nháy mắt đã rời đi mấy trăm mét. Sắc mặt tròm dâu dê hoảng sợ, trong mắt như lồi ra, nghẹn ngào kêu lên. Cái gì? Hắn cảm giác mình đã đủ xem trọng Lý Vân Tiêu, nhưng không thể ngờ vẫn đánh giá thấp đối thủ, lĩnh vực chi lực bị đối phương phá vỡ dễ dàng như thế, đây cũng không phải cường giả võ hoàng tầm thường có thể làm được. Tốt cho tiểu tử thần bí, muốn đào tẩu từ tay lão phu, còn không có dễ dàng như vậy. Tròm dâu dê dường như cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích, tức quát một tiếng rồi phóng lên trời, đuổi theo mau. Thân thể của hắn bao bọc trong sương mù, tốc độ cực nhanh, giống như thi triển bí pháp nào đó, xẹt qua hư không. Lý Vân Tiêu chấn động, tuy hắn đã nghĩ tới đối phương không cam lòng, nhưng không nghĩ tới đuổi theo nhanh như vậy. Hắn cũng nhìn ra bí pháp di động của tròm dâu dê, loại bí pháp này phải chuyên tâm thi triển, một khi phân thần sẽ bị cắt đứt. Thời điểm đuổi tới mấy trăm mét, Lý Vân Tiêu xoay người lại, tiện tay đánh ra một chiêu thiên địa ấn bao trùm một phương không gian, hung hăng ấn xuống. Tròm dâu dê lập tức hiện ra vẻ mặt lo lắng, mở to mắt ra, nổi giận đùng đùng tiện tay đánh ra một chưởng, chưởng màu xám như bài sơn đảo hải quét tới trước. Oanh! Cả thiên địa ấn bị đánh vỡ, nhưng mà trong nháy mắt này Lý Vân Tiêu lại chạy ra mấy trăm mét, hắn tức giận thổ huyết, kêu to vài câu sau đó đuổi theo. Ha ha! Trong giới thần bi có tiếng cười khoái ý của Viên Cao Hàn truyền ra, nói. Không thể ngờ phá quân võ đế cổ Phi Dương không ai bì nổi lại bị võ tôn đuổi chạy trối chết, chuyện này về sau ta nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương ra. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vô cùng hiếm thấy sao, ở lâu với ta thì ngày sau ngươi sẽ biết rõ. Loại tư vị bị đuổi chạy trốn chết này không phải lần đầu tiên. Hừ, tính tình càn rỡ của ngươi mà không sửa lại thì sẽ còn dài dài. Hiện tại chỉ có thực lực võ tông, đáng đời ngươi chọc vào một ít người không thể chọc. Viên Cao Hàn thập phần khinh bỉ nói ra, còn mang theo trêu tức và vui vẻ. Lý Vân Tiêu buồn rầu nói. Từ lĩnh vực vừa rồi mà nhìn, tên tròm dâu dê ít nhất cũng là võ tôn ngũ tinh, thực con mẹ nó phiền toái. Hắn qua lại ngưng tụ một đạo kiếm quang chém ra ngoài. Thân hình của hắn chuyển hướng, hắn chạy như bay về một phía. Tên tròm dâu dê đánh ra một chảo tiêu diệt kiếm quang, nhìn hướng Lý Vân Tiêu bỏ chạy, tức giận nói. Hôm nay không bắt ngươi, ta không phải là đàm địa quân. Hắn bắt đầu lo lắng, gắt gao đuổi theo mau. Lý Vân Tiêu vốn định chạy về hướng tông môn Đại Bỉ, nhưng nghĩ lại đột nhiên cải biến chú ý. Mấy hô hấp sau hắn tìm một nơi, trực tiếp lao xuống dưới. Lúc này phía dưới cũng có một Lý Vân Tiêu bay lên, chính là hắn tinh quang hồn thể của hắn, hai người lập tức dung hợp cùng một chỗ, hợp hai làm một, cùng chạy về phía dưới. Người nào? Từ phía dưới đáy cốc có tiếng quát vang lên, rất nhanh nhìn thấy thân ảnh Thổ Phỉ Viên xuất hiện. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Rất tốt, trừ Thọ Nguy, tiểu đồng bạn đều tới đông đủ. Nữ tử mặt lạnh cả kinh, giật mình nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Là ngươi, ngươi theo dõi chúng ta. Lý Vân Tiêu vội nói. Hai vị hiểu lầm, ta là bị người ta đuổi giết cho nên mới trốn đến nơi đây, hy vọng nhị vị viện thủ tương trợ. Đuổi giết, làm sao ngươi biết chúng ta tại đây? Thổ Phỉ Viên cả kinh, nói. Người nào đuổi giết ngươi, ngươi không phải có đầu yêu thú võ hoàng hay sao? Lý Vân Tiêu còn chưa trả lời, một đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, tản mát uy áp khủng bố cuồn cuộn áp xuống, lập tức tập trung ba người. Thổ Phỉ Viên và nữ tử mặt lạnh biến sắc, hoảng sợ thất thanh nói. Võ tôn! Khí tức sương mù thu lại. Dần dần hiển lộ ra bộ dáng tròm dâu dê, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua phía dưới, mở miệng nói. À, thì ra hai tên dư nghiệt các ngươi cũng ở đây, thật sự là đông đủ à. Thổ Phỉ Viên trên trán đổ mồ hôi lạnh to như hạt đậu, run rẩy nói. Ngươi, vị đại nhân này, chúng ta không phải cùng một đám với hắn. Hắn chỉa chỉa Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Lý Vân Tiêu pha trò, cười nói.
mọi người cùng nhau xông lên núi, thời điểm này nối như thế nào không phải là đồng bọn chứ? Chòm râu dê chào phúng. Có phải một bọn hay không cũng không sao, dù sao ta sớm muộn cũng muốn tìm các ngươi. Lão phu tên là Đàm Địa Quân, chắc chắn các ngươi đã nghe qua rồi. Thổ phỉ viên cùng nữ tử mặt lạnh biến sắc, thổ phỉ viên càng nghẹn ngào kêu lên. Ngươi chính là Đàm Địa Quân, sư đệ tông chủ Bắc Đấu Tông Trương Lăng Hoa. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ giật mình, nhìn qua chòm râu dê kia, không thể ngờ còn có tầng quan hệ này, hắn dường như đoán được mấy thứ gì đó. Sắc mặt Đàm Địa Quân trầm xuống, trở nên âm lãnh, giọng căm hận nói. Ta cũng không phải sư đệ tên phản đồ đó. Lão phu lần này trở về chính là đoạt lại vị trí tông chủ thuộc về ta, đồng thời thanh lý môn hộ. Thổ phỉ viên cảm nhận được áp lực thật lớn, mồ hôi lạnh đầm đìa nói. Đàm đại nhân, mục đích của chúng ta không có xung đột a. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta và Đàm đại nhân xem như là đồng môn, mong rằng hạ thủ lưu tình. Đàm Địa Quân lạnh lùng nhìn qua hắn, nói. Các ngươi chỉ là hai con sâu cái kiến, phất tay cũng có thể diệt mất, ta lưu lại dùng làm gì? Thổ phỉ viên là người khéo đưa đẩy, lập tức nghe ra trong lời của hắn có chuyện, vội vàng cúi đầu xuống, nói. Bình anh dịch bái kiến Đàm đại nhân, nguyện ý đi theo tùy tùng Đàm đại nhân, thể sống chết thuần phục. Nữ tử mặt lạnh cũng tiến lên, vội vàng nói. Thượng quan Ngọc Âm bái kiến Đàm đại nhân. Nguyện ý đi theo tùy tùng Đàm đại nhân, thể sống chết thuần phục. Hai người đều không ngu, nếu như không có giá trị với Đàm Địa Quân thì hai người sẽ tan thành mây khói ngay. Ánh mắt Đàm Địa Quân đảo qua hai người rồi nhìn vào Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói. Ngươi thì sao? Khí thế trên người Bình Anh Dịch cùng Thượng quan Ngọc Âm lập tức tản ra, tập trung Lý Vân Tiêu, nghiễm nhiên là bộ dáng thủ hạ. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vốn ta còn trông cậy vào hai vị viện thủ đấy, như thế nào không có nghĩa khí như vậy. Ta không có hứng thú thuần phục Đàm đại nhân, không bằng mọi người cùng nhau thật vui vẻ đi tìm bảo tàng. Đàm Địa Quân nói, nhẫn nại của ta có hạn, nếu không phải yêu quý thiên phú của ngươi, cũng sẽ không rong dài với ngươi như vậy, cuối cùng cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ cười nói, ngươi là võ tôn, ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta. Cũng mơ mộng hão huyền. Ha ha, càn rỡ. Trên mặt Đàm Địa Quân hiện ra vẻ lo lắng, giận quá thành cười, nói. Có vài phần thiên phú cũng không biết trời cao đất rộng, lão phu hôm nay sẽ cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao sâu. Khí thế của hắn ngưng tụ, không gian bốn phía bị khóa lại, giống như một khối thùng sắt, Lý Vân Tiêu giống như đặt mình trong kim loại, áp lực nơi đây vô cùng lớn. Đàm Địa Quân hiển nhiên có ý định dùng lực lượng không gian ép hắn thành thịt nát. Thân thể Lý Vân Tiêu dưới trọng lực này vặn vẹo một hồi, không ngừng đưng đưa theo không gian, thật giống như một khối dây thun không ngừng đắn do, biến hình rất lợi hại. Bình Anh Dịch lộ ra vẻ thương hại, mắt thấy Lý Vân Tiêu sắp bị đối phương bóp vỡ, không hề có lực chống cự. Sắc mặt Đàm Địa Quân hơi đổi, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời, từ bên ngoài nhìn thì hắn đang đùa bỡn đối phương, tùy ý bóp niết. Nhưng sự thật hắn đã dùng toàn lực, đây là không gian chi lực mạnh nhất hắn có khả năng điều độn trong lĩnh vực, rõ ràng không cách nào ép nổ đối phương. Cho dù là cường giả võ hoàng đỉnh phong dưới áp lực không gian cường đại như thế đã sớm bị ép vỡ, tiểu tử này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong ánh mắt khiếp sợ của Đàm Địa Quân, Lý Vân Tiêu cũng sinh ra kinh ngạc, thân thể của mình dưới áp lực này vậy mà ẩn ẩn hấp thu không gian chi lực của đối phương. Loại đè ép này hắn cực kỳ không dễ chịu. Nhưng còn chưa tới mức độ nguy hiểm, ngược lại dưới vặn vẹo này lại cảm thấy thân thể không ngừng được rèn luyện. Ồ, còn có hiệu quả như thế. Ta đây chẳng lẽ không phải có thể trực tiếp dùng đại địa tức nhưỡng chân áp không gian, sau đó tiến hành luyện thể. Nội tâm Lý Vân Tiêu sinh ra suy nghĩ cổ quái, không thèm quan tâm tới biểu lộ của ba người, tùy ý để không gian đè xuống thân thể của hắn, cảm thấy thích ý nói không nên lời. Đàm Địa Quân, con mẹ nó ngươi thật độc ác a, ta sắp chết. Lý Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, bi thảm hét to. Đàm Địa Quân nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tăng lớn lĩnh vực, muốn triệt để ép chết hắn, dùng tiết mối hận trong lòng. Nhưng thời gian trôi qua, trên trán của hắn chảy mồ hôi lạnh, mà Lý Vân Tiêu vẫn còn thỉnh thoảng kêu thảm thiết vài câu.